Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 1011, chưa từng có từ trước đến nay, càng áp chế càng vùng lên mạnh mẽ. Ầm ầm. Máy móc lại tiếp tục hoạt động, vì tiền lương mà công nhân vẫn lao đầu vào quá trình sản xuất căng thẳng. Ông chủ Mập nhìn máy móc vẫn tiếp tục hoạt động mà trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đáng tiếc đây là một đợt sản xuất cuối cùng, thật sự mất hứng. Đầu tư công xưởng này và hắn đã kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ mất đi con gà đẻ trứng, thật sự làm cho hắn không nỡ, xem như cuối cùng đẻ một cái trứng lớn rồi đi. Vương Tử Quân tỉnh ngủ và cảm thấy cánh tay run lên, hắn đưa mắt nhìn sang, không kìm lòng được phải nở nụ cười. Lúc này Mạc Tiểu Bắc đang như một con bạch tuộc quấn lấy người hắn. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc ngủ rất ngọt ngào mà trong lòng bùng lên cảm giác yêu thương. Mạc Tiểu Bắc giống như đang dần trở nên thích nghi, từ lãnh đạm trở nên nhiệt tình, tính tình từ không mặn không nhạt biến thành chủ động. Nửa giờ sau hai người mặc quần áo mới và ngồi trên bàn ăn, Vương Tử Quân mặc một bộ tây phục vào xanh, nhìn qua có vẻ rất anh tuấn. Chú mặc bộ quần áo này trông rất đẹp. Tiểu Na nhìn Vương Tử Quân rồi tán dương bằng lời nói thật lòng. Tiểu Bảo Nhi xoa xoa cặp mắt còn buồn ngủ, nó dùng giọng trẻ con nói. Đúng vậy. Chị không xem bố em là ai chứ? Vương Tử Quân bị chọc cười bởi lời nói của Tiểu Bảo Nhi, tiểu tử này còn nhỏ tuổi, thế nhưng lại rất biết nói chuyện, thường làm cho cả nhà vui vẻ. Sau khi dùng cơm sáng xong thì Vương Tử Quân an vị trong chiếc xe Lý Đức Trụ chờ bên ngoài. Long Cương, tối qua ngủ không ngon sao? Vương Tử Quân nhìn vào hai mắt của Khương Long Cương, thấy có chút mỏi mệt, thế là thuận miệng hỏi. Nhưng những lời này của Vương Tử Quân làm cho Khương Long Cương khá sợ hãi, tối qua hắn liều mạng giằng co, đến hơn 2 giờ sáng mới đi ngủ. Bây giờ sáng sớm đến đón Vương Tử Quân, tất nhiên là rất mệt mỏi. Bí thư Vương, tôi không sao, hôm qua tiếp điện thoại hơi nhiều. Vương Tử Quân nghĩ đến những cuộc điện thoại của lãnh đạo thành phố La Nam vào tối qua, thế là vội vàng báo cáo cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe những cái tên được Khương Long Cương báo cáo mà chỉ cười cười không nói gì. Lý Đức Trụ cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng chạy xe về phía thành phố Sơn Viên. Có đường cao tốc Sơn La nên tốc độ chạy đến thành phố Sơn Viên là rất nhanh, chỉ nửa giờ thì xe đã đến thành phố Sơn Viên. Lúc này phong cảnh ở thành phố Sơn Viên vẫn như trước, cũng không có gì khác biệt quá lớn so với lúc Vương Tử Quân đến Sơn Viên trước kia. Người ta đang làm gì vậy? Vương Tử Quân nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có không ít người xếp hàng, thế là có chút tò mò. Hắn nhìn về phía đám người phía bên kia, phát hiện mọi người đang xếp hàng trước một địa phương có treo biển quản lý tài sản sinh kim. Bí thư Vương, bọn họ đang đầu tư, nghe nói đầu tư nơi này một tháng có được số lợi tức ăn không hết. Lý Đức Trụ vừa lái xe vừa khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có chút sững sốt. Hắn chợt nhớ đến câu chuyện mà Trương Thiên Tâm nói cho mình vài ngày trước. Có câu không tự dưng có bánh nhân rơi từ trên trời xuống, những người này tham món lợi nhỏ sẽ có lúc chịu thiệt hại lớn. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân căn bản không có tâm tư để ý đến những thứ này, đối với hắn thì quan trọng nhất vẫn là tiếp xúc với lãnh đạo thượng cấp của phòng tổ chức. Khi xe dừng lại ở khu văn phòng tỉnh ủy, một chiếc xe dừng bên cạnh xe Vương Tử Quân. Chào Bí thư Vương. Nguyễn Trấn Nhạc từ trong xe đi ra mỉm cười vươn tay với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy Nguyễn Trấn Nhạc duỗi tay với mình, hắn cũng vươn tay cười nói. Chào Bí thư Nguyễn. Hai người đều nở nụ cười cực kỳ hòa hoãn giống như mưa gió chưa từng xảy ra. Nhưng nụ cười của bọn họ có bao nhiêu phần chân thành, chỉ có trời mới biết được. Bí thư Vương đến nói chuyện với lãnh đạo phòng tổ chức sao? Chúc mừng Bí thư Vương. Nguyễn Trấn Nhạc đưa mắt đánh giá Vương Tử Quân rồi dùng giọng vui vẻ nói. Vương Tử Quân cũng cười nói. Cùng vui mà thôi, Bí thư Nguyễn, tôi cũng xin chúc phúc cho anh. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ đoán được mục đích vì sao Nguyễn Trấn Nhạc lại xuất hiện ở chỗ này, vì vậy cũng nhanh chóng mở miệng chúc mừng. Lần này phòng tổ chức nói chuyện cũng không phải với một mình Vương Tử Quân, còn có một đối tượng chính là Nguyễn Trấn Nhạc. Đối phương đến tiếp xúc với phòng tổ chức là vì chuyện tiến lên làm chủ tịch thành phố Hồng Đảo. Kết quả như vậy tuy có hơi tiếc nuối với Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng hắn cũng tương đối hài lòng, dù thế nào thì chức vụ chủ tịch thành phố Hồng Đảo cũng có cấp phó bộ. Bí thư Vương, nếu như không có gì bất ngờ,
tôi lần này sẽ phải rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Trong khoảng thời gian tôi ở tỉnh Sơn Nam thì có thu hoạch rất lớn, nhưng cũng có chút tiếc nuối, chính là sau này không có thời gian trao đổi với anh. Sau này chúng ta trời Nam đất Bắc, cần phải liên lạc nhiều hơn mới được. Nguyễn Chấn Nhạc sóng vai đi với Vương Tử Quân, vừa đi vừa dùng giọng cảm khái nói. Nguyễn Chấn Nhạc là một người có khả năng hàm dưỡng không phải như người bình thường, Vương Tử Quân bội phục đối phương vì quá thông minh tháo vát, hắn càng vui vẻ vì có một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Trước khi đi đối phương còn có thể nói ra những lời như vậy, rõ ràng càng làm cho hắn xem trọng Nguyễn Chấn Nhạc hơn, thế nên cũng dùng giọng chân thành nói. Bí thư Nguyễn, tôi cũng rất vui vì anh rời khỏi tỉnh Sơn Nam, nhưng cũng thật sự có chút tiếc nuối. Một cán bộ như anh phải đến thành phố khác, điều này thật sự là tổn thất lớn cho tỉnh Sơn Nam. Cũng may mọi người đều là vì công tác cách mạng, tôi chân thành hy vọng anh có thể tạo ra thành tích cao độ ở thành phố Hồng Đảo. Hai người Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc nói chuyện với nhau có vẻ rất thân mật hảo hữu, vì vậy khi bọn họ sóng vai đi đến trước mặt thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ, điều này làm cho Quan Vĩnh Hạ chợt sinh ra cảm giác chấn động. Vương Tử Quân mặc một bộ tây trang nhìn có vẻ cực kỳ khí thế giỏi giang, thần thái sáng láng. Nguyễn Chấn Nhạc lại mặc một bộ tây trang màu xanh nhạt, nhìn qua cực kỳ trưởng thành, cực kỳ ổn định. Hai người thanh niên nhỏ hơn Quan Vĩnh Hạ 20 tuổi bây giờ đang đi về phía cương vị có cùng cấp bậc với hắn. 20 năm sau hai người này sẽ có bộ dạng thế nào? Quan Vĩnh Hạ nghĩ như vậy mà không khỏi đứng lên khỏi ghế, hai người này sẽ đều tiến lên vị trí không đơn giản. Tuy Vương Tử Quân xem như phát triển cao độ, sắp là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc cũng không đứt đoạn, không những thoát khỏi trạng thái tráng sĩ đứt cánh tay, còn thừa cơ hội quyết đoán rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Chính mình cũng được thăng tiến lên một bước. Bí thư Vương, bí thư Nguyễn, hoan nghênh, hoan nghênh. Nguyễn Chấn Nhạc vừa bắt tay với Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc rồi cười nói. Lúc này hai cậu đến phòng làm việc của tôi, thật sự làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Chương 1011-2 chưa từng có từ trước đến nay, càng áp chế càng vùng lên mạnh mẽ. Quan Vĩnh Hạ thường bảo trì trạng thái uy nghiêm của lãnh đạo tỉnh ủy khi đối đãi với các vị bí thư thị ủy bên dưới, thế nhưng lúc này hắn lại tỏ ra cực kỳ chân thành, hết sức thân mật, không có chút ý nghĩ tự cao tự đại. Nhưng lời nói của Quan Vĩnh Hạ lại làm cho Nguyễn Chấn Nhạc có hơi nhíu mày, không vì cái gì khác, chủ yếu là các xưng hô của đối phương lại xếp Vương Tử Quân lên phía trước. Nhưng ngay sau đó chút cảm giác của Nguyễn Chấn Nhạc đã biến mất không còn tăm hơi, đổi lại thành gương mặt tràn đầy nụ cười. Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không cho rằng Quan Vĩnh Hạ vô tình nói như vậy. Đối phương là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, mỗi câu mỗi chữ đều phải có ý nghĩa tuyệt đối. Bây giờ Quan Vĩnh Hạ sắp xếp Vương Tử Quân lên phía trước, rõ ràng là đã xem Vương Tử Quân tiến lên một bước trước mặt mình. Cứ để sau này rồi xem. Nguyễn Chấn Nhạc thầm cảm thấy căng cứng, thế nhưng lại càng nở nụ cười nhiệt tình với Quan Vĩnh Hạ và Vương Tử Quân. Thư ký trưởng quá khách khí rồi. Hai người chúng tôi nghe theo lời chỉ thị của thư ký trưởng ngài, nếu như ngài nói như vậy, đợi đến khi ngài đến chỗ chúng tôi kiểm tra công tác, chúng tôi chẳng phải là nói ngày đại giá quang lâm sẽ làm cho ổ heo của chúng tôi sinh hỏa hoạn sao? Vương Tử Quân nói lời khôi hài làm, Nguyễn Chấn Nhạc cũng không quên mở miệng phát huy. Bí thư Vương nói đúng, thư ký trưởng, ngài cũng không thể làm cho hai người chúng tôi xấu hổ được. Ha ha ha, hai cậu xem lại mình đi. Bây giờ không phải là lúc chúng ta nói xấu nhau. Bí thư Nhất Phong đang chờ hai vị trong phòng, nửa giờ sau lãnh đạo ban tổ chức trung ương sẽ tiến hành khảo sát hai vị. Lúc này thời gian quý giá, chúng ta trước tiên đến phòng của bí thư Nhất Phong một chuyến. Quan Vĩnh Hạ nói đến đây thì đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói. Hôm nay thật sự là ngày tốt, buổi tối cũng không cho ai đi cả, văn phòng tỉnh ủy sẽ tổ chức tiệc mừng chiêu đãi hai vị. Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc tiếp nhận lời mời của Quan Vĩnh Hạ, sau đó cùng nhau đi đến phòng làm việc của Bí thư Nhất Phong. Sau khi thư ký tiến vào báo cáo, Vương Tử Quân phát hiện Hào Nhất Phong đang ngồi trên chiếc ghế salon bên bàn trà, lúc này khay trà nhỏ đang bốc hơi nghi ngút. Tử Quân, Chấn Nhạc đến đấy à, mời ngồi. Hào Nhất Phong nở nụ cười cực kỳ sáng lạn, lão vừa vẫy vẫy tay với hai người vừa cười nói. Khi thấy hai vị, tôi xem như đã già thật rồi. Vương Tử Quân cũng không trả lời với câu nói này của Hào Nhất Phong,
hắn biết rõ bí thư tỉnh ủy cảm khái như vậy thì mình cũng không nên quá quan tâm, đây chẳng qua chỉ là một lời khiêm tốn của bí thư mà thôi. Nguyễn Trấn Nhạc cũng không phải kẻ non nớt trên quan trường, đạo lý này tất nhiên sẽ hiểu. Hai người tiếp nhận trà của Hào Nhất Phong, chợt nghe Hào Nhất Phong cười nói. Hôm nay ban tổ chức trung ương sẽ nói chuyện với hai vị, tôi thật sự vui mừng. Tôi vui mừng vì hai anh vì sự cố gắng của trình bản thân mà tiến lên vị trí quan trọng, đây là lời khẳng định của tổ chức với công tác trong tỉnh Sơn Nam, cũng là một lời tán thành với cán bộ tỉnh Sơn Nam, không vui chính là Trấn Nhạc phải rời khỏi Sơn Nam, tuy nhìn từ phương diện phân công cán bộ thì đây là tốt cho tương lai của Trấn Nhạc, thế nhưng đối với một người bí thư tỉnh ủy như tôi, cảm thấy điều này làm cho tỉnh Sơn Nam giống như thiếu đi một người có năng lực mạnh mẽ. Bí thư Nhất Phong, cảm ơn ngài đã tán thành với công tác của chúng tôi ở chỗ này biểu hiện với ngài, dù tôi đến nơi nào cũng là lính của ngài. Nguyễn Trấn Nhạc cung kính nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong rồi nói. Mặc dù Hào Nhất Phong biết rõ Nguyễn Trấn Nhạc căn bản không thể nào vui sau quá trình cạnh tranh lần này với Vương Tử Quân, thế nhưng lão vẫn thích nghe những câu bày tỏ thái độ như vậy. Lão lập tức cười nói với Nguyễn Trấn Nhạc. Trấn Nhạc, sau này dù rời khỏi tỉnh Sơn Nam, có thời gian rảnh cũng nên quay về thăm non một chút. Bí thư Nhất Phong, tôi nhất định sẽ quay về, sẽ không thiếu thời điểm làm phiền ngài. Vương Tử Quân nhìn Nguyễn Trấn Nhạc và Hào Nhất Phong vui vẻ nói chuyện với nhau, hắn chỉ ngồi đó nở nụ cười thản nhiên. Hào Nhất Phong cũng không ném vẻ nhiệt tình lên người mình, điều này hắn hiểu rõ. Chưa nói đến những thứ khác. Nếu như hắn là Hào Nhất Phong, hắn sẽ không hao tổn nhiều nhiệt tình lên người một đối thủ giống như mình. Hơn nữa lần này cạnh tranh với nhau, Nguyễn Trấn Nhạc giống như bại trận, thế nhưng vị trí chủ tịch thành phố Hồng Đảo lại làm cho đối phương tiến lên cấp bậc phó bộ, càng tạo nên bậc thang cho tương lai. 1-2 năm sau quen thuộc hoàn cảnh, vị trí bí thư thị ủy Hồng Đảo sẽ nắm chặt trong lòng bàn tay. Có chút ngăn cản nhưng tương lai vẫn sáng lạn. Hào Nhất Phong tất nhiên sẽ coi trọng một người có thể kết liên minh như Nguyễn Trấn Nhạc. Hào Nhất Phong nói cũng không liên quan nhiều đến chuyện công tác, chủ yếu là bàn việc nhà. Dù lúc nói chuyện Hào Nhất Phong đặt trọng điểm chú ý lên người Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng nói vài câu cũng cho Vương Tử Quân một câu, làm cho đối phương không phải sinh ra cảm giác bị ghẻ lạnh. Nửa giờ sau trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Lữ Tiến Binh đi vào trong phòng, hắn cười cười nói với Hào Nhất Phong. Bí thư Nhất Phong, anh Triệu và các cán bộ ban tổ chức trung ương đến rồi. À, tốt lắm, Tiến Binh, anh đưa Trấn Nhạc và Tử Quân đến gặp mặt lãnh đạo ban tổ chức trung ương. Đồng thời trưa nay anh phải sắp xếp cho tốt, tôi và Chủ tịch Kiên Quân sẽ đều ra mặt. Hào Nhất Phong khoát tay áo rồi mỉm cười nói với trưởng phòng Lữ Tiến Binh. Vương Tử Quân và Nguyễn Trấn Nhạc được Lữ Tiến Binh dẫn ra khỏi phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Khi đi đến khúc quanh nơi cầu thang thì Lữ Tiến Binh chợt nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Hai cậu, chúc mừng, chúc mừng. Lữ Tiến Binh nói rồi vươn tay ra với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Lữ Tiến Binh, hắn cũng nhanh chóng vươn tay ra bắt chặt tay với trưởng phòng Lữ. Trước kia Vương Tử Quân và Lữ Tiến Binh không phải chỉ bắt tay với nhau 1-2 lần, chỉ là khi đó Lữ Tiến Binh tuy khách khí nhưng lại làm người ta sinh ra cảm giác mềm nhũn. Lần này thái độ của hắn rất khác thường, Vương Tử Quân cảm thấy lực tay của trưởng phòng Lữ là khá mạnh. Sau khi buông tay Vương Tử Quân thì Lữ Tiến Binh lại bắt tay với Nguyễn Trấn Nhạc. Tuy giống như quá trình này không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng nhìn vào vẻ tươi cười của Lữ Tiến Binh, Vương Tử Quân có thể đoán được độ mạnh yếu của nó. Ôi, còn chưa lớn tuổi mà đã là cán bộ cấp phó bộ, tốc độ này thật sự còn mạnh mẽ hơn ngồi hỏa tiễn. Làm cho người ta nhìn qua chỉ thấy bóng lưng mà thôi. Trong một văn phòng, có vài 3-4 nhân viên công tác đang ngồi làm việc. Một người đàn ông mặc tây trang dùng giọng bất bình ai oán nói. Đúng vậy, một nhân tài anh Tuấn như anh Địch bây giờ vẫn còn ở trên vị trí phó cục, nhiều năm còn chưa thể nào bước qua hào rộng trước mặt, hỏi xem thế đạo bây giờ là gì. Sau khi người đàn ông kia nói ra lời cảm khái thì một người cũng nhanh chóng lên tiếng theo. Chương 1012-9981 khó khăn. Anh Địch không cần nhìn cũng biết đối phương đang nói mát cho mình chính là đồng sự nhiều năm cộng tác với nhau. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói. Tôi tự cảm thấy mình căn bản không thể nào so sánh với hai vị kia, không biết sau này hai vị ấy phát triển ra sao, ai có thể tiến lên vị trí cao xa hơn.
anh Địch nói như vậy làm cho các vị cộng sự trong văn phòng sinh ra cảm giác cộng minh. Bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, hơn nữa còn rất hiếu kỳ với hai vị cán bộ cấp sắp tiến lên cấp phó bộ kia. Hai người này cùng tiến vào cấp phó bộ, thế nhưng ai trong số đó sẽ là người cười vào thời điểm cuối cùng, điều này căn bản là không ai có thể dự đoán được. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng như vậy nữa, những người quan tâm đến vụ này đều phải có cấp bậc như bí thư nhất phong. Các anh lúc này nếu có thời gian rảnh thì nhanh chóng cho ra báo cáo thống kê đi. Một vị trưởng phòng ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn đám cấp dưới của mình rồi trầm giọng nói. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của trưởng phòng, nhóm anh Địch tất nhiên là không dám chậm trễ. Anh Địch dù là cán bộ lão thành nhưng cũng chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ chăm chỉ. Sau khi hắn viết xong vài chữ và nhìn lên thì hình bóng hai vị cán bộ trẻ tuổi đã khuất bóng cuối hành lang. Cuộc nói chuyện với lãnh đạo của ban tổ chức trung ương căn bản là hơn 3 phút. Sau khi đi ra khỏi phòng thì Vương Tử Quân cảm thấy toàn thân thoải mái. Tuy hắn biết rõ lần này lãnh đạo khảo sát chỉ là làm theo trình tự, thế nhưng khi đi vào trong phòng tiếp khách, hắn vẫn cảm thấy có chút hồi hộp. Nhưng Vương Tử Quân căn bản rất thỏa mãn với câu trả lời của mình, nếu như điểm cao nhất là 100, hắn sẽ tự cho mình 95 điểm. Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân đi xuống cầu thang thì gặp mặt Nguyễn Chấn Nhạc đang từ phía bên kia đi đến. Trên mặt là nụ cười sáng rực. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Nguyễn Chấn Nhạc, hắn cũng cười tiến lên nghênh đón. Đối với hai người thì hôm nay là ngày tốt lành, tuy bọn họ trải qua không ít tranh đấu gay gắt, thế nhưng trường hợp này vẫn phải giữ gìn hòa khí. Bí thư Vương, tôi đến tỉnh Sơn Nam đã được 2 năm, cảm thấy hối tiếc vì không làm tốt công tác liên hệ với anh, thật sự là anh có rất nhiều điều mà tôi cần phải học tập. Nguyễn Chấn Nhạc bắt tay Vương Tử Quân thì cười nói. Bí thư Nguyễn, tôi cũng không hy vọng anh rời khỏi Tinh Sơn Nam, thế nhưng anh là người tương lai rộng lớn, thật sự không thể chậm trễ được. Nguyễn Chấn Nhạc cười nói. Bí thư Vương, anh nói lời khích lệ như vậy là không được, tôi cảm thấy nếu người ta nói mình tương lai rộng lớn, tôi không nói gì thêm, thế nhưng những lời như vậy là do anh nói ra, tôi nghe mà cảm thấy hổ thẹn. Ha ha ha. Hai người Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc cùng nở nụ cười, khi đi đến cuối hành lang thì Nguyễn Chấn Nhạc chợt nói. Bí thư Vương, hy vọng sau này chúng ta có thể gặp mặt nhau. Tôi tin tưởng điều này là nhất định. Vương Tử Quân bắt chặt tay Nguyễn Chấn Nhạc rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân đi hướng đông mà Nguyễn Chấn Nhạc đi hướng tây, hai bên chia nhau đi hai hướng trên hành lang. Khi bọn họ tách ra thì Thạch Kiên Quân đang đứng bên cửa sổ phòng làm việc. Hắn và Đường Cảnh Ung đang nhìn vào hình bóng hai vị cán bộ trẻ tuổi tương lai tươi sáng ở phía bên kia. Anh Đường, hai vị cán bộ trẻ tuổi kia thật sự lợi hại hơn chúng ta năm xưa rất nhiều. Vì cùng có chung một kẻ địch là Hào Nhất Phong, thế cho nên mối quan hệ giữa Thạch Kiên Quân và Đường Cảnh Ung bây giờ là cực kỳ không tệ. Đường Cảnh Ung cười cười nói. Còn không phải sao, khi tôi ở vào độ tuổi của bọn họ thì còn đang làm một vị trí trưởng phòng mà thôi. Thạch Kiên Quân cười cười, hắn móc từ trong túi ra một gói thuốc, ném cho Đường Cảnh Ung một điếu. Hắn châm lửa cho mình, hít vào một hơi thật mạnh rồi nói. Dù thế nào thì Tử Quân lần này cũng xem như có thu hoạch, bây giờ tỉnh Sơn Nam có thêm một vị thường ủy tỉnh ủy, có lẽ càng thêm đặc sắc. Đúng vậy, Đường Cảnh Ung nói đến đây thì lại lắc đầu. Lần này tranh chấp vị trí thường ủy cũng làm cho tôi cảm thấy rất bất ngờ. Đường Cảnh Ung nói đến đây thì dùng giọng có chút do dự nói. Nguyễn Chấn Nhạc bên kia chuẩn bị làm chủ tịch thành phố Hồng Đảo, lãnh đạo của chúng ta cũng cho Vương Tử Quân có thời gian chuẩn bị, khi anh ấy nói ra sự việc, tôi còn cho rằng Vương Tử Quân sẽ đến làm chủ tịch thành phố Hải Đông, không ngờ lại được giữ lại ở La Nam. Thành phố Hải Đông. Thạch Kiên Quân có chút sững sốt, hắn tất nhiên biết rõ về thành phố này, thế nhưng không ngờ cũng có người cho Vương Tử Quân đường lui. Hơn nữa còn là một đường lui không kém so với Nguyễn Chấn Nhạc. Có một đường lui tốt đẹp như vậy chờ sẵn nếu thất bại trong lúc tiến lên thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, điều này đã nói rõ phe phái của Đường Cảnh Ung đã đặt vị trí của Vương Tử Quân lên tương đồng với Nguyễn Chấn Nhạc. Thạch Kiên Quân nghĩ đến vị trí hiện tại của Nguyễn Chấn Nhạc, lại nghĩ đến những người sau lưng Đường Cảnh Ung, thế là hắn càng thêm kiên định ý nghĩ sẽ kết nối thêm chặt chẽ với Vương Tử Quân. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Thạch Kiên Quân nhìn vào chiếc điện thoại màu đỏ bí mật của mình, sau đó nhanh chóng nhấc máy.
Cái gì, anh nói lại tôi xem. Thạch Kiên Quân vốn đang rất bình tĩnh, thế nhưng sau khi nghe đối phương lên tiếng thì vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đường Cảnh Ung nhìn vẻ mặt của Thạch Kiên Quân, tâm tình tốt đẹp chợt giống như bị bao phủ trong sương mù. Thạch Kiên Quân là một vị chủ tịch tỉnh, tất nhiên công phu tu dưỡng phải cực mạnh, bây giờ có việc làm cho chủ tịch tỉnh thất thố, rõ ràng không phải là việc nhỏ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Khi Đường Cảnh Ung đang cảm thấy rất nghi hoặc thì trong khu văn phòng tỉnh ủy, Vương Tử Quân cũng nhận được điện thoại, hắn nghe âm thanh run rẩy của Trương Thiên Tâm, thế là cơ thể vững vàng cũng không khỏi có chút run rẩy. Anh nói cái gì? Chất hóa học tràn ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra? Cậu Vương, tôi cũng vừa mới nghe nói mà thôi, có xí nghiệp trong khu công nghiệp Lam Hà không tuân theo quy định mà tiến hành tăng ca sản xuất, kết quả là thiết bị nổ tung. Nguyên liệu là chất hóa học đổ hết xuống sông Lam Hà. Vương Tử Quân nghe đến đó mà đầu nổ ầm lên, tuy sông Lam Hà không chảy qua thành phố La Nam, thế nhưng hắn từng làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, hắn biết sau khi chất hóa học tràn xuống sông Lam Hà thì sẽ sinh ra hậu quả khó tưởng như thế nào. Nó không liên quan đến thành phố Đông Bộ, thế nhưng lại liên quan trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân các thành phố trong các tỉnh bên dòng sông Lam Hà. Có nghiêm trọng hay không? Chất hóa học gì? Vương Tử Quân cầm điện thoại rồi trầm giọng nói. Không biết, nhưng rất nghiêm trọng. Trương Thiên Tâm nói đến đây thì tiếp tục. Nghe nói rất nguy hại đến sức khỏe con người. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn nhìn những đám mây trên bầu trời mà không nói nên lời. Tuy hắn đã tìm ra khuyết điểm của Nguyễn Trấn Nhạc ở khu công nghiệp Lam Hà, thế nhưng kết quả thế này là thứ mà hắn không muốn được thấy. Khi Vương Tử Quân đang nghĩ đến phương diện cuộc sống của nhân dân hạ du sông Lam Hà, trong lòng cũng chợt bùng lên một ý nghĩ, lúc này chỉ sợ Nguyễn Trấn Nhạc sẽ gặp nạn. Trần Nhi, Viễn Nhi bây giờ đã tỉnh chưa? Nguyễn Trấn Nhạc cầm điện thoại rồi dùng giọng quan tâm hỏi Tào Trần Nhi. Thực tế thì Nguyễn Trấn Nhạc cũng không quan tâm đến sống chết của đứa em vợ Tào Viễn, thế nhưng hắn là anh rể, hắn cần phải biểu hiện thái độ của mình. Hơn nữa bây giờ ở bệnh viện còn có mẹ vợ Lý Tú Anh. Tào Trân Nhi cũng hiểu Nguyễn Trấn Nhạc vì sao lại quan tâm đến Tào Viễn, vì vậy sau khi nói hai câu thì chợt thay đổi chủ đề. Cuộc nói chuyện lần này như thế nào? Rất tốt, trên cơ bản đã xác định hướng đi của anh là thành phố Hồng Đảo. Nguyễn Trấn Nhạc tuy nói rất bình tĩnh thế nhưng lại căn bản không thể nào che giấu được cảm giác vui mừng. Vị trí chủ tịch thành phố Hồng Đảo là rất mấu chốt. Nếu như anh có thể duy trì tốt công tác của mình, sau này còn mạnh hơn cả thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, bây giờ bí thư thị ủy Hồng Đảo còn kiêm nhiệm phó bí thư tỉnh. Nguyễn Trấn Nhạc tất nhiên hiểu rõ tình huống mà Tào Trân Nhi vừa nói, khi quyết định đến thành phố Hồng Đảo, hắn trên cơ bản đã điều tra rõ ràng tình huống ở thành phố này. Tuy bây giờ Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng Nguyễn Trấn Nhạc cũng không kém, sau này ai thắng ai thua còn chưa biết được. Lát nữa anh sẽ đến thăm Viễn Nhi, nếu không thì mẹ sẽ giận anh. Sau khi nói thêm hai câu với Tào Trân Nhi thì Nguyễn Trấn Nhạc cúp điện thoại. Khi Nguyễn Trấn Nhạc cúp điện thoại thì tiếng chuông vang lên điên cuồng, Nguyễn Trấn Nhạc nhìn người gọi đến cho mình là thư ký trưởng văn phòng thị ủy Triệu Đức Càn, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười. Triệu Đức Càn này đúng là quỷ thành tinh, sau khi mình đứng vững ở thành phố Hồng Đảo, nhất định sẽ đưa đối phương sang tiếp tục phục vụ cho mình. Nguyễn Trấn Nhạc thầm hạ quyết tâm, hắn nghe điện thoại, giọng điệu càng thêm ổn định. Tôi là Nguyễn Trấn Nhạc. Bí thư Nguyễn, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện ở khu công nghiệp Lam Hà. Trong điện thoại cũng không phải vang lên lời nói chúc phúc của Triệu Đức Càn khi Nguyễn Trấn Nhạc tiến lên làm chủ tịch thành phố Hồng Đảo, mà là giọng nói nóng lòng như lửa đốt của Triệu Đức Càn. Nguyễn Trấn Nhạc chợt hoảng hốt, nếu như bây giờ hắn sợ gì nhất, đó chính là gặp chuyện không may. Bây giờ sự kiện hắn tiến lên làm chủ tịch thành phố Hồng Đảo trên cơ bản đã được xác định, nếu như vào thời điểm mấu chốt này mà có chuyện không may, căn bản có tính chất hủy diệt với tương lai của hắn. Nguyễn Trấn Nhạc cố gắng trấn định tâm thần, hắn trầm giọng hỏi Triệu Đức Càn ở đầu dây bên kia, xem tại TUNGHOANHCOM. Có chuyện gì xảy ra? Bí thư Nguyễn. Một nhà máy hóa chất trong khu công nghiệp Lam Hà không tuân theo quy định sản xuất, thế là nồi hơi nổ tung. Triệu Đức Càn ở đầu dây bên kia mở miệng báo cáo từng câu từng chữ. Có bao nhiêu người chết?
Nguyễn Trấn Nhạc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hắn vội vàng nói lớn với đầu dây bên kia. Năm người bị thương nhẹ, trước mắt còn chưa có người thương vong. Câu trả lời đúng tiêu chuẩn của Triệu Đức Càn làm cho thần kinh căng cứng của Nguyễn Trấn Nhạc đã thả lỏng hơn, hắn không khỏi chửi ầm lên. Con bà nó, anh đúng là không ra gì, thiếu chút nữa thì hù chết tôi. Nguyễn Trấn Nhạc trước kia dù là ở bất kỳ tình huống nào cũng phải cố gắng biểu hiện vẻ mặt nho nhã lễ độ, cực kỳ có khí độ, hơn nữa lại nói tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn, căn bản là tạo nên phong cảnh tốt đẹp ở thành phố Đông Bộ. Nhưng hôm nay thái độ của hắn rất khác thường, hắn mắng một câu với Triệu Đức Càn ở phía bên kia. Triệu Đức Càn cũng không có tâm tư thầm oán trách lãnh đạo mắng mình, hắn vội vàng báo cáo. Bí thư Nguyễn, không có thương vong. Thế nhưng hơn 3 tấn chất độc hóa học đã theo dòng nước chảy vào sông Lam Hà. Trái tim vừa bình tĩnh lại của Nguyễn Trấn Nhạc đã tiếp tục chạy lên cuống họng, sự kiện này phát sinh có ý nghĩa như thế nào thì hắn hiểu rất rõ, nó sẽ tạo nên bao nhiêu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước của dòng sông Lam Hà. Điều này làm cho hắn cảm thấy không rét mà run, Nguyễn Trấn Nhạc cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm thấy giống như có người cầm búa tạ đập lên đầu mình, hơn nửa ngày sau cũng không nói nên lời. Anh nói là chất độc hóa học đã chảy vào sông Lam Hà sao? Không biết bao lâu sau Nguyễn Trấn Nhạc mới dùng giọng run rẩy để yêu cầu phía bên kia chứng thực. Đúng vậy, bí thư Nguyễn, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Triệu Đức Càn không dám tắt điện thoại, hắn chờ Nguyễn Trấn Nhạc khôi phục lại như thường, sau đó mới thở dài ra một hơi. Đăng báo cáo chi tiết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nguyễn Trấn Nhạc biết rõ tình huống này căn bản không phải là thành phố Đông Bộ có thể xử lý được nữa, mặc dù hạ cấp luôn muốn tốt khoe xấu che, thế nhưng hậu quả của sự việc này căn bản là quá đáng sợ. Nhưng bí thư Nguyễn, nếu chúng ta đăng báo cáo chi tiết. Triệu Đức Càn chỉ nói một nửa thì không tiếp tục, nhưng hắn biết rõ chắc chắn bí thư Nguyễn sẽ nghe và hiểu rõ ràng. Nguyễn Trấn Nhạc tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Đức Càn, hắn càng hiểu rõ hơn không báo cáo sẽ có hậu quả gì. Có thể che giấu được sao? Nguyễn Trấn Nhạc hỏi lại một câu mang tính khẳng định rồi cúp điện thoại. Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, một người thanh niên hơn 20 chạy đến bên cạnh Nguyễn Trấn Nhạc, sau đó lớn tiếng nói. Bí thư Nguyễn, bí thư Nhất Phong yêu cầu anh đến phòng làm việc gấp. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn bộ dạng của người thanh niên kia, hắn thở dài một tiếng, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Thành phố La Nam điều 47 xe cứu hỏa chạy đến thành phố Đông Bộ và thành phố Yên Hư mỗi ngày vài trăm lượt để cung cấp nước uống cho nhân dân, coi như làm giảm bớt ảnh hưởng của sự việc. Lúc này chúng ta cần phải phụ trách sự kiện nước sinh hoạt của nhân dân. Mỗi ngày đồng chí vận chuyển được bao nhiêu nước? Nữ phóng viên cầm micro nở nụ cười nghề nghiệp hỏi viên chiến sĩ phòng cháy. 12 chuyến xe bồn. Tên chiến sĩ trẻ đối mặt với nữ phóng viên xinh đẹp mà có chút căng thẳng, tuy giọng nói rất lớn nhưng cơ thể lại đứng yên như cây cột, căn bản không có động tác nào dư thừa. Đường từ thành phố La Nam đến Yên Hư có xa lắm không? Chương 1013, châm dầu vào lửa. Tổng cộng 500 km, nhưng vì nhân dân đang khó khăn vì không có nguồn nước sinh hoạt, toàn thể anh em chia làm 4 ban, thực hành phương châm liên tục công tác và thay ca. Chỉ cần cung cấp đủ nước uống cho nhân dân, chúng tôi dù có khổ cực cũng không có vấn đề, vì nhân dân phục vụ. Câu trả lời của viên chiến sĩ trẻ làm cho nữ phóng viên rất thỏa mãn, nàng cầm micro hướng về phía đối phương rồi hỏi. Bây giờ anh có muốn nói gì với nhân dân cả nước không? Mong các vị lãnh đạo và nhân dân cứ yên tâm, chúng tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của thượng cấp, cố gắng đảm bảo vấn đề nguồn nước sinh hoạt cho thành phố Yên Hư. Hình ảnh tên chiến sĩ phòng cháy với gương mặt phấn chấn dừng lại trên màn hình TV, sau đó lại là vài lời phỏng vấn khác. Chợ nghe giọng nói của biên tập viên vang lên. Một phương gặp nạn tám phương trợ giúp, khi có chuyện xảy ra chỉ cần chúng ta tin tưởng vững chắc vào lãnh đạo, phát triển tinh thần chấp pháp vì dân một cách cao độ, như vậy dù khó khăn như thế nào thì cũng có thể vượt qua. Lúc này sau khi nhiều địa phương láng giềng cố gắng giúp sức, vấn đề nguồn nước của nhân dân thành phố Yên Hư dọc theo sông Lam Hà đã được đảm bảo. Lúc này chúng tôi là những người làm chương trình xin chân thành cảm ơn các xí nghiệp và cá nhân hảo tâm đã ra tay tương trợ nhân dân, cố
cũng vì tấm chân tình của mọi người nên vấn đề nước uống của nhân dân mới được giải quyết nhanh chóng như vậy. Nguyễn Chấn Nhạc tuy đỏ mắt nhưng vẫn lắng nghe bản tin thời sự. Hắn nghĩ đến những gì phát sinh trong vài ngày qua mà giống như gặp phải ác mộng. Lúc này có nhiều bên tham gia giải quyết tốt hậu quả, còn có sự coi trọng của các cấp lãnh đạo với sự kiện này, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác chân không chạm đất. Lúc này thì tốt, tất cả xem như đã hồi phục như cũ, thế nhưng cảm giác không yên lại tăng tiến vài phần. Nguyễn Chấn Nhạc biết rõ chuyện này phải có người phụ trách, Trình Hiểu Bình đã nhận lỗi từ chức, như vậy lúc này người nên đứng lên phụ trách sự việc sẽ là ai? Không những tỉnh Sơn Nam cần phải cho ra một câu trả lời rõ ràng, thậm chí là tuyến Trung ương cũng phải ra mặt nói cho rõ ràng. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến phương diện giải quyết hậu quả sự việc này mà cảm thấy cực kỳ đau đầu, hắn biết rõ một khi xử lý sự việc thì hậu quả là ra sao. Có nhiều lần Nguyễn Chấn Nhạc rất muốn gọi điện thoại về nhà, nhưng cuối cùng hắn vẫn đặt điện thoại xuống. Hắn tin tưởng người trong nhà sẽ không vì vụ này mà không bỏ qua cho mình, cũng đang ra sức nghĩ biện pháp để giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng lúc này nếu hắn gọi điện thoại, căn bản chỉ tăng phiền não cho người nhà mà không có bất kỳ tác dụng nào khác. Bí thư Nguyễn, 50 xe nước của thành phố La Nam đã chạy đến, ngài có muốn gặp mặt người phụ trách đoàn xe không? Triệu Đức Càn gõ cửa đi đến, hắn khẽ mở miệng nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc mở to mắt nhìn thoáng qua Triệu Đức Càn, cũng không nói gì. Triệu Đức Càn nhìn cặp mắt đỏ rực của Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó dùng giọng có chút do dự nói. Tôi sẽ mời Chủ tịch Triệu tiếp đãi bọn họ. Không cần, tôi tự mình đi qua. Bọn họ đến là vì hỗ trợ thành phố Đông Bộ, chúng ta cần phải suy xét ở phương diện lễ tiết. Nguyễn Chấn Nhạc đứng lên với bộ dạng có chút suy sụp tinh thần, sau đó cất bước đi ra ngoài. Tuy lần này có 8 phương trợ giúp thành phố Đông Bộ, thế nhưng sự giúp đỡ to lớn của thành phố La Nam làm cho Nguyễn Chấn Nhạc sinh ra cảm giác như đổ dầu vào lửa. Mình gặp chuyện không may lại thành công cụ để người ta đạt danh vọng, điều này làm cho người ta căn bản là không thoải mái. Nhưng dù không thoải mái thì cũng phải bảo trì lễ tiết, Nguyễn Chấn Nhạc vẫn phải bảo trì điều này, hắn không thể để cho người ta nói mình không hiểu quy củ. Trưởng phòng Trần, cảm ơn các anh em La Nam đã giúp đỡ to lớn cho thành phố Đông Bộ, kính xin anh nói lại với Bí thư Vương, nói rằng thành phố Đông Bộ chúng tôi vĩnh viễn không quên sự giúp đỡ to lớn chí tình ngày hôm nay của các anh. Nguyễn Chấn Nhạc bắt tay vị phó phòng giao thông công chánh thành phố La Nam rồi trầm giọng nói. Vị phó phòng này tuy cấp bậc có hơi thấp nhưng lại hiểu rõ ân oán giữa lãnh đạo thành phố của mình với Nguyễn Chấn Nhạc, hắn vẫn hạ thấp tư thái nói. Bí thư Nguyễn, ngài quá khách khí rồi, trước khi đến thì Bí thư Vương đã gặp mặt, nói chúng tôi cố gắng vượt qua khó khăn, nhanh chóng đưa nước đến Đông Bộ. Anh ấy còn nói tôi chuyển cáo cho Bí thư Nguyễn, nói là có gì cần thì thành phố La Nam sẽ dùng toàn lực giúp đỡ. Ánh đèn lóe lên loang loáng. Hình ảnh phó phòng Trần bắt tay với Bí thư Nguyễn đã được các phóng viên ghi lại trong khoảnh khắc. Nguyễn Chấn Nhạc xem lại những đoạn phim vừa được quay, hắn cười khổ sở, sau đó trầm giọng nói với Triệu Đức Càn. Phát đoạn phim này đi. Sau khi quay lại phòng làm việc, Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ mệt mỏi, hắn uống một hớp nước cảm thấy rất khó khăn, giống như cổ họng bốc lửa. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến. Sau đó dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Có chuyện gì? Chấn Nhạc, xử lý thế nào rồi? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút vội vàng của Tào Chân Nhi. Trên cơ bản không có vấn đề gì lớn, chuyên gia nói 5 ngày sau nước dòng sông Lam Hà sẽ khôi phục như thường. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì có chút phấn chấn, vì nước sông khôi phục như thường thì sự việc đã xem như được xử lý xong. Nguyễn Chấn Nhạc biết rõ Tào Chân Nhi muốn hỏi điều gì. Thế nhưng đó là câu hỏi mà lúc này hắn căn bản là không muốn nghe vào tai. Phòng tổ chức không phải là nhà hắn mở ra, hắn cũng không thể tùy tiện đi vào bên trong, thích vị trí nào thì đội mũ quan lên đầu. Vì thế hắn thay đổi chủ đề nói. Viễn Nhi thế nào rồi? Thật không tốt, tinh thần của nó giống như đang tan vỡ. Tào Chân Nhi nói đến em mình thì tâm tình và giọng nói bắt đầu giảm xuống thấp. Tuy Tào Chân Nhi cũng rất không thích Tào Viễn trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi, nhưng dù sao thì tình thần giữa hai bên cũng không thể xóa đi được. Nàng trơ mắt nhìn em trai nằm trên giường bệnh, tâm tư cũng không chút dễ chịu. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không cảm thấy bất ngờ vì tình huống tinh thần Tào Viễn tan vỡ.
Dựa vào những gì hiểu biết về Tào Viễn, cuộc sống tàn phế căn bản là thứ mà một công tử con nhà giàu không thể chịu được. Hơn nữa Tào Viễn còn phải bị lên án vì tội cưỡng hiếp. Vụ án tiến triển thế nào? Nguyễn Trấn Nhạc trầm ngâm giây lát, sau đó chủ động chuyển lời lên người phụ nữ mà hắn căn bản không hiểu nhiều là Liêu An Như. Tuy thành phố La Nam bảo vệ cô ta, thế nhưng thành phố Hán Vũ bên kia đã điều tra xong, sau khi vụ án kết thúc, có thể đưa cô ta đi. Khi cô ta đến Hàn Vũ, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho con tiện nữ này. Lúc này Tào Chân Nhi không có ở bên cạnh, thế nhưng Nguyễn Trấn Nhạc có thể cảm nhận được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của vợ mình. Vương Tử Quân là người khó đối phó, em nhất định phải chú ý. Nguyễn Trấn Nhạc trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Ừ. Tào Chân Nhi cúp điện thoại của Nguyễn Trấn Nhạc, nàng cũng căn bản không coi trọng lời dặn dò của Nguyễn Trấn Nhạc. Tuy nàng thừa nhận Vương Tử Quân là người khó đối phó, nhưng sự việc trên cơ bản đã được sắp xếp rất kín kẽ, dù là lãnh đạo địa phương hay người trong ban ngành kiểm sát cũng đã khuất phục, hơn nữa thành phố Hàn Vũ mới là phía điều tra vụ này, còn có chuyện gì bất ngờ xảy ra sao? Chương 1014, phóng viên là loa phóng thanh. Hừ, hai ngày này chồng và em liên tiếp gặp chuyện không may. Điều này làm cho một người tự xưng người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường cũng không khỏi trở nên mềm yếu. Nàng đi ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc gặp cậu em họ phụ trách công tác liên lạc đang đứng chờ bên ngoài. Có chuyện gì sao? Tào Chân Nhi nhìn thoáng qua em trai của mình rồi khẽ nói. Chị, người phụ nữ kia đột nhiên mở họp báo. Cậu em họ của Tào Chân Nhi ở Tào gia căn bản có thể bỏ một lấy 5-6 trước mặt Lôi Tiêu Ngô. Thế nhưng khi đối mặt với Tào Chân Nhi thì căn bản là cực kỳ cẩn thận. Tổ chức họp báo, người phụ nữ kia định làm trò gì? Tào Chân Nhi thầm suy nghĩ, nàng trầm ngâm giây lát, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói. Tên gì đó ở thành phố Hàn Vũ? Lôi Tiêu Ngô. Đúng, chính là hắn, nói hắn phải hết sức cẩn thận ở sự kiện này. Tào Chân Nhi nhìn thoáng qua cậu em họ của mình, sau đó trầm giọng nói. Cậu em họ thấy chị họ truy vấn thì lên tiếng chặn lại. Chị cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ hết sức cẩn thận. Tào Chân Nhi vẫn có chút lo lắng, nàng trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Cậu để cho Lôi Tiêu Ngô đến, tôi muốn gặp anh ta. Trong một quán cà phê cách bệnh viện không xa, Lôi Tiêu Ngô gặp được Tào Chân Nhi. Hắn cảm thấy người phụ nữ này có dáng người rất đẹp, tràn đầy cảm giác. Giọng nói lại cực kỳ mềm mại làm cho người nghe cảm thấy chính mình nhẹ đi vài ký. Hắn thậm chí không biết người phụ nữ này họ gì, nhưng thái độ cung kính của tên thanh niên họ Tào không khỏi làm cho hắn cảm thấy mình nên cực kỳ cẩn thận. Kiểm sát trưởng Lôi, mời anh ngồi. Tào Chân Nhi ưu nhã đứng lên mời Lôi Tiêu Ngô ngồi xuống ghế. Lôi Tiêu Ngô nhìn người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ trước mặt, thế là vô thức nuốt nước miếng một cái, thái độ lại càng thêm cung kính. Hắn biết rõ loại phụ nữ trước mắt không phải là thứ mà mình có thể tiêu hóa được. Cảm ơn ngài. Lôi Tiêu Ngô ngồi xuống, Tào Chân Nhi cũng không hỏi thẳng vấn đề. Nàng chào hỏi Lôi Tiêu Ngô vài câu, sau đó thậm chí còn cảm thấy tán thưởng vì kiến thức pháp luật của người này. Nhưng những thứ mà trước kia Lôi Tiêu Ngô không xem đó là vấn đề gì, lúc này lại làm cho hắn cảm thấy trái tim giá lạnh. Hắn sinh ra cảm giác bị người phụ nữ đưa lên lò nướng. Càng là như vậy thì hắn cảm thấy mình càng nên cẩn thận ứng phó. Khi Lôi Tiêu Ngô đang nói về kinh nghiệm của mình trong lúc công tác, Tào Chân Nhi chợt cười nói. Với tư chất lý lịch của kiểm sát trưởng Lôi, đừng nói là làm kiểm sát trưởng, cho dù làm phó bí thư chủ khảo công tác tư pháp cũng phù hợp. Trái tim Lôi Tiêu Ngô chợt nhảy lên họng, hắn là một người thông minh, hắn biết rõ ý nghĩa lời nói của người phụ nữ trước mặt, đó chính là ném ra cho mình một lời hứa hẹn. Chỉ cần sự việc hoàn thành, tương lai của mình sẽ là tiến lên như diều gặp gió, sẽ trở thành phó bí thư thị ủy chủ khảo công tác tư pháp. Lôi Tiêu Ngô nghĩ đến sự kiện mình có thể tiến lên làm lãnh đạo thị ủy, hắn cảm thấy tim mình đập lên điên cuồng, xem như một chuyến đi của mình là quá đáng giá. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy, nếu như để cho kiểm sát trưởng Lý biết được điều này, sợ rằng sẽ cảm thấy cực kỳ hối hận vì không tự tay tham gia vụ này. Cảm ơn ngài. Xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định toàn lực ứng phó, sẽ cố gắng không để xảy ra sai lầm. Lôi Tiêu Ngô tỏ thái độ cực kỳ kiên quyết. Tốt, tôi tin tưởng kiểm sát trưởng Lôi sẽ không làm cho tôi thất vọng.
Nhưng này kiểm sát trưởng Lôi, cuối cùng tôi hỏi anh một câu, đó là những chứng cứ trong tay anh có thể chống lại khảo nghiệm hay không? Tào Chân Nhi vẫn dùng giọng điệu dịu dàng mềm mại, thế nhưng lại giống như biến thành một người gây sự. Lôi Tiêu Ngô đối mặt với người phụ nữ làm cho trái tim mình băng giá, hắn tuy cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thế nhưng vẫn phải cố gắng nuốt cảm giác này xuống bụng. Phu nhân, tôi đảm bảo từ phương diện pháp luật thì bọn họ căn bản không tìm thấy chút tì vết nào. Tào Chân Nhi rất hài lòng với câu trả lời của Lôi Tiêu Ngô, nàng cười cười với hắn, sau đó phân phó cho cậu em họ của mình. Cậu cùng dùng bữa cơm với kiểm sát trưởng Lôi, tôi còn có chút việc, tôi đi trước. Lôi Tiêu Ngô nhìn lướt qua người phụ nữ kia, hắn thở dài một hơi. Dù biết người phụ nữ kia nhìn qua có vẻ khá yếu đuối, thế nhưng hắn biết rõ đối phương căn bản không hề yếu chút nào. Kiểm sát trưởng Lôi, chị của tôi đã nói rồi, lúc này hai người chúng ta đi uống vài ly. Nhưng tửu lượng của tôi không cao, vì vậy mong ngài tha thứ cho. Cậu em họ của Tào Chân Nhi nhìn Lôi Tiêu Ngô, giọng điệu càng thêm tùy ý. Ha ha, Tào tiên sinh, có thể được uống rượu với ngài thật sự là may mắn ba đời. Trong sảnh chức năng của khách sạn La Nam lúc này đã tụ tập không ít phóng viên, bọn họ phần lớn đều là phóng viên của các tờ báo giải trí, cũng không thiếu những phóng viên đến từ Hong Kong. Vì cùng làm trong giới giải trí thế cho nên bọn họ thường gặp mặt nhau, cũng xem như là bạn bè. Hơn nữa những phóng viên này thường là nam nữ trẻ tuổi, thế là vừa gặp mặt thì có bầu không khí rất náo nhiệt. Ủa, đây không phải là Trương Tiểu Lỵ sao? Tôi nghe nói cô kết hôn rồi. Thật sự không ngờ khi đó lại không phát thiếp mời cho tôi, có phải là sợ tôi đến ăn sạch thức ăn trong nhà không? Một tiểu tử mặc trang phục cao bồi mỉm cười trêu chọc một nữ phóng viên. Nữ phóng viên kia cũng sắc bén không kém. Anh Triệu, không ngờ anh nói đúng, trong nghề này của chúng ta có ai không biết anh Triệu Anh Tuấn tiêu sái, là bạch mã hoàng tử trong mắt các cô em gái xinh đẹp. Vì vậy tôi suy xét đến cảm nhận của chồng, căn bản không dám thông báo cho ngài. Tôi nghĩ rằng anh Triệu là người trượng nghĩa, cho dù không được mời nhưng sau này sẽ lì xì bổ sung, không để cho tôi phải thất vọng vì ý nghĩ của mình. Phóng viên Triệu thấy mỹ nữ kia vươn bàn tay ra thì gương mặt đỏ bừng, hắn đành phải chịu thua, sau đó dùng giọng cầu xin tha thứ nói. Tiểu Lỵ, anh thua rồi, lúc này cũng không nên đưa tiền lì xì, thế nhưng chút nữa sẽ mời dùng cơm. Tốt! Trương Tiểu Lỵ cũng không từ chối, nàng đồng ý một tiếng. Sau đó nháy mắt như một con chuột tinh quái. Anh Triệu, tất cả mọi người đến đây đều là các nhân vật cực kỳ linh thông tin tức ở phương diện giải trí. Anh nói xem Liêu An Như rốt cuộc là có tình huống gì, vì sao lại vì chú tiền như vậy mà mang tiếng là không đóng thuế chứ? Tôi cũng có nghe nói về phương diện này, thế nhưng tôi cảm thấy nó là không có khả năng. Tôi cảm thấy mình đã tìm hiểu khá kỹ về Liêu An Như, cô ấy rất trong sạch. Anh Triệu nói đến đây thì có người đi lên đài nói. Mọi người trật tự, sắp tổ chức họp báo. Liêu An Như căn bản đã tham gia rất nhiều buổi họp báo, nhưng lúc này trong lòng nàng có chút không yên. Lúc này dù không yên thế nào thì Liêu An Như cũng phải đứng ra, nhưng là vì mình, vì không phụ lòng kỳ vọng của hắn, nàng cần phải làm như vậy. Trong đầu Liêu An Như chợt lóe lên ý nghĩ như thế, nàng cất bước đi đến chỗ ngồi của mình. Lúc này ánh đèn không khỏi lóe lên liên tục. Vì cuộc họp báo hôm nay mà Liêu An Như đã cho ra rất nhiều chuẩn bị, dù nhìn qua thì có chút tiểu tụy, thế nhưng cơ thể mềm mại thon thả cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác tốt đẹp. Chào mọi người, lần này Liêu An Như tiểu thư tổ chức họp báo cũng là vì muốn tiến hành làm sáng tỏ những vấn đề mà các bạn bè ở các tổ chức truyền thông đang quan tâm. Kính mong các vị trước sau như một giúp đỡ cho sự nghiệp của Liêu An Như. Một người trợ lý được Liêu An Như mời đến đứng lên nói lời dạo đầu. Liêu An Như tiểu thư, tôi xin hỏi một chút, sự việc xảy ra tối hôm đó ở khách sạn Phi Dược có phải thật sự là như vậy không? Một tên phóng viên không chờ Liêu An Như lên tiếng mà trực tiếp đứng lên hỏi. Vấn đề của viên phóng viên này làm cho đám phóng viên vốn dục dịch đã trở nên yên tĩnh lại, vì vấn đề này quá nhạy cảm, tất cả micro đều chĩa về phía Liêu An Như. Liêu An Như đối diện với một rừng micro và cảm thấy có chút căng thẳng, tuy trước kia nàng đã nhiều lần họp báo thế này, nhưng khi đó thường là những vấn đề liên quan đến phương diện giải trí, thế nhưng bây giờ lại liên quan đến quá nhiều thứ. Vương Tử Quân bây giờ cũng đang ở trong nhà khách La Nam,
dù hắn không xuất hiện ở sảnh chức năng, thế nhưng thông qua thiết bị quản chế, hắn ở trong phòng và vẫn thấy rõ những gì xảy ra ở phía bên kia. Vương Tử Quân cảm thấy khá chán ghét tên phóng viên đứng lên đặt câu hỏi đầu tiên cho Liêu An Như, dù hắn biết rõ Liêu An Như căn bản sẽ không lảng tránh, thế nhưng người ta thẳng thắn đặt câu hỏi như vậy vẫn làm hắn cảm thấy có chút bực mình. Liêu An Như có hơi nhíu mày, điều này cũng không thể gạt được Vương Tử Quân. Hắn nhìn người phụ nữ kiếp trước từng đồng cam cộng khổ với mình bị người ta chất vấn, thế là thật sự sinh ra xúc động muốn đứng chung với nàng. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không thể làm như vậy. Thật ra với thân phận của hắn thì cũng không nên xuất hiện trong này, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được, để cho Khương Long Cương sắp xếp cho mình một gian phòng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, cũng cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ An Như trong những ngày tháng qua. Đây là một sự việc bất hạnh, dù An Như không bị thương tổn, thế nhưng sự việc xảy ra vẫn làm cho An Như cảm thấy rất bất hạnh. Liêu An Như tiểu thư, chỉ nói đó là chuyện không may, có phải Tào Viễn tiên sinh bị đá xuống bên dưới là bạn trai của chị không? Không phải. Lúc này Liêu An Như rất kiên quyết, nàng dùng giọng kiên định nói. Trương Tiểu Lỵ là người hâm mộ của Liêu An Như, nàng thấy người mình yêu thích bị đám người kia tiến công, thế là chợt đứng lên. Liêu tiểu thư, người kia đã gây tổn thương cho ngài, như vậy ngài có lấy pháp luật làm vũ khí để cho anh ta phải trả giá với hành vi của mình không? Điều này là nhất định. Liêu An Như nở nụ cười cảm kích với nữ phóng viên đã thay đổi chủ đề giúp mình, sau đó trầm giọng nói. Bản thân tôi rất đồng tình với anh ta, thế nhưng tính tôn nghiêm của pháp luật là không thể xâm phạm, tôi nghĩ dù là bất kỳ ai cũng có thể có thái độ như vậy. Nửa giờ đầu tất cả các câu hỏi chủ yếu là nhằm vào vụ án xảy ra ở khách sạn Phi Dược, rất nhiều phóng viên đặt câu hỏi rất xảo trá. Thế nhưng Liêu An Như đã quen thuộc với tiết tấu hiện tại, nàng luôn tránh khỏi mũi dùi của bọn họ, dễ dàng hóa giải những vấn đề khó khăn. Vương Tử Quân nhìn thấy Liêu An Như giống như tướng quân tung hoành chiến trận, thế là thở dài một hơi. Liêu tiểu thư, nghe nói có ban ngành đang tiến hành điều tra chị về sự kiện trốn thuế có phải không? Xin hỏi chị giải thích thế nào về sự việc này? Một tên phóng viên trẻ đột nhiên đứng lên, hắn đặt câu hỏi khá trực tiếp làm cho nội dung cuộc họp báo có sự chuyển biến. Liêu An Như lúc này càng thêm ung dung, nàng nở nụ cười bình tĩnh nói. Đây cũng là mục đích tôi mở cuộc họp báo lần này, đối với sự kiện các ban ngành liên quan tiến hành điều tra, tôi chỉ có thể nói đó là quyền lợi của bọn họ, cũng hoan nghênh các ban ngành có liên quan tiến hành giám sát tôi trong sự kiện này. Vậy ngài hoan nghênh bọn họ giám sát, cớ sao lại mở cuộc họp báo lần này? Liêu An Như biết rõ lúc này là thời khắc quan trọng, nàng vốn đang mỉm cười chợt trở nên cực kỳ bình tĩnh. Đây chính là tôi muốn nói rõ tình huống với mọi người. Mặc dù các ban ngành đang tiến hành điều tra, thế nhưng bọn họ không cho tôi mở họp báo. Vì không muốn để mọi người thất vọng, tôi nghĩ mình cần nói rõ vài tình huống với mọi người. Liêu tiểu thư, chẳng lẽ trong tay chị căn bản không có chứng cứ chính xác để chứng minh mình không trốn thuế sao? Lúc này trên màn ảnh là tình huống mọi người đang nhìn về phía Liêu An Như, đang chờ Liêu An Như trả lời. Tất cả phóng viên đã ý thức được đây mới chính là nội dung đáng chú ý. Không có. Liêu An Như trầm ngâm giây lát rồi nặng nề nói ra hai chữ. Không có chứng cứ mà mở họp báo sao? Trương Tiểu Lỵ nhìn Liêu An Như vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu giống như một cô công chúa, thế là trong lòng cảm thấy lo lắng cho người mình yêu thích. Liêu tiểu thư tổ chức buổi họp báo lần này là muốn nói với chúng tôi điều gì? Chẳng lẽ nghĩ rằng chỉ với vài câu như vậy là có thể làm cho chúng tôi tin tưởng sao? Một phóng viên không chút lưu tình nói. Tất nhiên là không phải. Một âm thanh trầm thấp chợt vang lên. Khi âm thanh này vang lên, mọi người mới chú ý đến một người phụ nữ đi cùng Liêu An Như ra bên ngoài. Người này hơn 40 tuổi, nhìn qua rất bình thường, nếu như ném vào trong đám người thì căn bản khó thể nào phát hiện ra được. Nhưng lúc này ánh mắt mọi người lại tập trung lên nàng. Chào các vị phóng viên, tôi là người đại diện cho Liêu Tiểu Thư, tôi chịu trách nhiệm về tài vụ cho Liêu Tiểu Thư. Hôm nay Liêu Tiểu Thư sở dĩ mở họp báo cũng là vì lời đề nghị của tôi. Người phụ nữ kia nói không quá lớn, thế nhưng có thể áp chế tất cả những lời xì xào bàn tán ở chung quanh. Người phụ nữ dừng lại giây lát rồi tiếp tục lên tiếng. Từ những buổi đầu khi Liêu Tiểu Thư bắt đầu tham gia nghiệp diễn,
tôi vẫn luôn là người chịu trách nhiệm về tài vụ cho Lưu tiểu thư. Lúc này tôi sẽ bày ra tất cả, để mọi người có thể phán đoán xem Lưu tiểu thư có phải trốn số tiền thuế 100.000 hay không. Người phụ nữ này nói, sau đó mở máy tính xách tay trước mặt mình lên. Lúc này trên màn hình xuất hiện một loạt giấy tờ, bên trên ghi rõ ràng thu chi của Lưu An Như trong những năm qua. Nhìn vào số tiền thu nhập thì rõ ràng là không thấp, mỗi năm số tiền thu được từ quảng cáo là 7 triệu. Nếu so với thu thì phần chi là khá nhỏ, ví dụ như xây lại nhà cho bố mẹ mất 100.000, thứ hai là cho anh em 50.000, xây trường tiểu học trong thôn hết 650.000. Ngoài hai hạng mục chi trên là cho người nhà và người thân, tất cả số tiền còn lại đều chi cho phương diện xây dựng trường học, giúp đỡ địa phương sửa đường, quyên tiền cho các tổ chức xã hội, cho người nghèo. 6.530.000, Lưu An Như đã quyên góp hoàn toàn số tiền thu nhập của mình. Đúng, anh xem số tiền 1 triệu kia, còn nhớ đó là một đợt thiên tai, có một người vô danh đóng góp 1 triệu, khi đó còn không biết là ai, không ngờ đó là Lưu An Như. Đúng vậy. Anh chỉ cần nhìn vào số biên lai chuyển khoản là biết, thì ra đó chính là Lưu tiểu thư. Chương 1015, Hồng Nhan tai họa. Trương Tiểu Lỵ nghe những âm thanh nghị luận mà không khỏi kích động, trước nay dù nàng luôn nắm thái độ chối bỏ đối với sự kiện Lưu An Như trốn thuế, nhưng lúc này nàng mới thật sự cảm thấy quá đỗi vui mừng. Đủ mọi giấy tờ xuất hiện trên màn hình. Thu nhập lên đến 10 triệu. Thế nhưng Lưu An Như dùng lên người mình chưa đến 1 triệu, số tiền quyên góp ra bên ngoài hơn 9 triệu. Năm sau đó Lưu An Như quyên góp 15 triệu, tuy số tiền làm cho người ta rung động, thế nhưng giấy tờ có đầy đủ đường hoàng lại xóa bỏ đi những âm thanh hoài nghi. Cũng không ai lên tiếng, không ai đặt câu hỏi, tất cả mọi người nhìn vào một mớ giấy tờ, hình ảnh liên tục biến đổi trên màn hình. Trương Tiểu Lỵ nhìn Lưu An Như đang ngồi lẳng lặng bên trên. Lúc này dù Lưu An Như không khóc, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy người phụ nữ không lớn tuổi hơn mình đang có tâm tình rất thấp. Lưu An Như khóc. Lúc này Trương Tiểu Lỵ nhanh chóng bấm máy, nàng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc khó quên này. Lưu tiểu thư vốn cũng không muốn cho người ta biết đến số tiền quyên tặng này, nhưng bây giờ có người muốn dùng số tiền thuế 100.000 để gây ảnh hưởng đến nhân cách của Lưu tiểu thư. Tôi cảm thấy nếu không nói ra thì lương tâm khó chịu. Sẽ làm ảnh hưởng đến chính nghĩa, lòng nhân ái, thế cho nên mới thuyết phục Lưu tiểu thư công bố ra ngoài. Ai làm cho nữ thần khóc? Tuy người trợ lý tài vụ của Lưu An Như không nói gì, thế nhưng mọi người đều biết rốt cuộc là ai làm cho nữ thần của mình phải khóc. Lưu An Như là một người có lòng nhân ái, đầy thiện tâm, quan tâm đến xã hội, nhưng lại bị người ta làm tổn thương, là ai chứ? Là ai làm cho nữ thần của chúng ta khóc? Một người nghệ sĩ hiến tặng tất cả số tiền mà mình có thể kiếm được, nàng sẽ vì số tiền 100.000 mà trốn thuế sao? Vấn đề này dù là ai ngốc đến mấy cũng có thể trả lời được. Lúc này đám phóng viên cảm thấy mình phải hành động, cần phải làm gì đó để phấn chấn nhân tâm, để cho những trái tim nhân ái không tiếp tục tổn thương. Tôi xin hỏi người đó là ai? Nhưng không có ai trả lời, chẳng qua tôi tin trên thế gian này vẫn còn công chính. Sẽ không còn người nào làm cho một nữ thần như vậy phải khóc. Ai làm cho nữ thần khóc? Tiêu đề bài viết như vậy không quá hay, thế nhưng nó lại làm cho Trương Tiểu Lỵ múa bút thành danh. Thế nhưng bài viết này lại mang đến những ảnh hưởng như một cơn gió lốc, đánh sâu vào tâm linh quá nhiều người. Ai làm cho nữ thần khóc? Một topic mới được lập trên một trang web nổi tiếng, ngay ngày hôm đó đã có hơn 100.000 bài viết phản hồi. Một người hâm mộ của Lưu An Như nhanh chóng thành lập trang web dành cho các fan hâm mộ, ngay sau đó kêu gọi mọi người bảo vệ nữ thần của mình. Tuyệt đối không được làm cho nữ thần phải khóc. Đây là một câu khẩu hiệu truyền miệng của nhiều người, là hành động của fan hâm mộ. Rất nhiều người trong giới nghệ sĩ đứng lên triển khai mãnh liệt những người có liên quan trong sự việc Lưu An Như. Có vô số cuộc gọi đến tòa soạn, điện thoại hầu như trở thành đường dây nóng. Đa số mọi người tán thưởng bài viết của tờ báo giải trí vô hạn, không sợ cường quyền, có can đảm đứng ra làm chủ cho Lưu An Như. Càng nhiều người yêu cầu tòa soạn đưa ra yêu cầu của bọn họ với chính quyền và tòa án, yêu cầu bọn họ xử bắn tên khốn dám xâm nhập vào phòng với ý đồ cưỡng hiếp Lưu An Như. Đám người kia đúng là khốn nạn, lợi dụng vài đồng tiền dơ bẩn của mình, vừa ý người phụ nữ nào thì cũng muốn ra tay chiếm đoạt sao. Đúng là không ra thể thống gì.
anh cho rằng việc này giống như chạy ra chợ mua thức ăn sao? Ném ra vài đồng tiền là có thể thích lấy thứ gì bỏ vào túi cũng được à? Những loại người không coi pháp luật ra gì như thế này nên được trừng trị thật sự thích đáng, để cho lòng dân bớt căm phẫn. Cũng có người cho ra yêu cầu mãnh liệt, đó là nếu tên kia không phải rơi từ trên lầu 5 xuống đất, nếu như bị bắt giam, không phải sẽ bị xử mọt gông sao? Mong sao chính quyền có thể cùng chân loại người khốn kiếp như vậy, để cho chân bị mài nát, đau chết người, để loại xấu hổ không biết đê tiện kia sáng mắt ra, nếu vì bị thương mà bỏ qua thì căn bản là quá tiện nghi cho loại người này rồi. Tất cả những lời bình luận trên Inte đều yêu cầu xử lý thật nghiêm kẻ phạm tội, ít nhất cũng phải cho đám người manh động như vậy một bài học nhãn tiền. Những con sóng bùng lên làm cho đám phóng viên truyền thông cảm nhận được độ nóng của thông tin, thật sự là nóng bỏng chết người. Ngay sau đó thông tin về giường bệnh của Tào Viễn trong bệnh viện không biết vì sao lại được tiết lộ ra bên ngoài, kể từ khi đó bệnh viện này bắt đầu gặp xui xẻo, vô tình sẽ có một đống xú uế được ném qua cửa sổ, thậm chí còn rơi cả lên giường Tào Viễn. Nhân viên công tác của bệnh viện tuy ngày nào cũng làm hết chức trách của mình, ngày nào cũng đến chăm nom chu đáo cho Tào Viễn, thế nhưng cặp mắt trên chiếc khẩu trang y tế căn bản không có chút độ nóng. So sánh với truyền thông trong nước thì giới truyền thông Hong Kong lại lớn gan hơn, bọn họ dù không điểm danh Tào ra, thế nhưng thực tế chỉ cần là người có chút hiểu biết đọc qua là biết đang nói đến ai. Trong tình huống mà thông tin bùng lên như gió bão, kiểm sát trưởng Lôi Tiêu Ngô tiếp nhận một đợt phỏng vấn, sau đó lén đưa người của mình lui về thành phố Hán Vũ. Ngôn từ của đám phóng viên quá sắc bén, tuy Lôi Tiêu Ngô có đầy đủ chứng cứ, thế nhưng khi thấy có quá nhiều phóng viên đặt câu hỏi thì hắn nhanh chóng á khẩu, nghẹn họng chân chối. Sau khi che giấu những hoạt động của mình, hắn làm báo cáo với kiểm sát trưởng Lý ở Hán Vũ, sau đó vội vàng lên xe quay về. Đã đến nơi, Lôi Tiêu Ngô đi xuống một chiếc xe khách đường dài, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn nhìn những con đường ngõ phố quen thuộc, nhìn dòng người liên tục xẹt qua, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng về đến nhà. Kiểm sát trưởng Lôi, lần này chúng ta nhất định phải dùng một bữa cơm tối. Một tên thanh niên đi cùng nhìn vẻ mặt của Lôi Tiêu Ngô, sau đó khẽ dùng giọng đề nghị nói. Suy bụng ta ra bụng người. Lôi Tiêu Ngô biết rõ cảm giác của người đồng hành, hắn vung tay lên dùng giọng rất có khí phách nói. Tất nhiên rồi. Vậy chúng ta về nhà trước hay là đến đơn vị trước? Một tên thanh niên trẻ tuổi khác khẽ hỏi Lôi Tiêu Ngô. Lôi Tiêu Ngô trầm ngâm giây lát, trong mắt hiện lên kinh nghiệm mình bị đám phóng viên bao vây chối chết, thế là lên tiếng. Trước tiên cứ về nhà, chờ tôi tiến hành báo cáo với kiểm sát trưởng Lý, sau đó chúng ta sẽ tính toán những bước tiếp theo. Kiểm sát trưởng Lôi, chuyện này chúng ta còn tiếp tục điều tra không? Một tên thanh niên với gương mặt tức giận lớn tiếng nói với Lôi Tiêu Ngô. Lôi Tiêu Ngô cũng tức giận nói. Điều tra cái gì mà điều tra? Quay về nói ra sự thật cho anh Lưu, để bọn họ tự xử lý lấy vụ này. Đám người đi theo Lôi Tiêu Ngô đều là hạng hiểu chuyện, sau khi nghe Lôi Tiêu Ngô nói như vậy thì xem như sự việc đã căn bản xử lý xong. Đối với chính bọn họ cũng không hy vọng sự việc tiếp tục tiến hành. Một phần là vì vấn đề lương tri, thứ hai chính là đám phóng viên giám sát quá chặt, quá đáng ghét. Đi thôi, dùng cơm trước rồi nói sau. Lôi Tiêu Ngô nói rồi lấy điện thoại gọi đi. Alo, giám đốc Lý sao? Ngay cả giọng nói của tôi mà cũng không nghe ra được à? Tôi là anh Lôi. Lôi Tiêu Ngô báo ra tên của mình và có chút mất hứng, nhưng giám đốc Lý kia cũng không phải hạng bình thường, sau khi biết đó là Lôi Tiêu Ngô thì cười nói. Kiểm sát trưởng Lôi, thì ra là anh, mới hai ngày không đi dùng cơm với anh, không ngờ giọng nói của anh lại trở nên quyến rũ tương tác như thế. Tôi còn tưởng rằng vừa rồi có một ngôi sao lớn nào đó gọi điện thoại cho mình. Đi chết đi, chuẩn bị cho chúng tôi một bàn thức ăn ngon, anh em chúng tôi vừa ra ngoài vất vả, ăn cơm trước rồi nói sau. Lôi Tiêu Ngô dù biết giám đốc Lý kia đang mở miệng lừa dối mình, thế nhưng hắn vẫn thích nghe những lời như vậy. Hơn nữa hắn đã ăn quá nhiều khổ sở đến từ đám phóng viên, bây giờ là lúc cần được trấn an như... Lôi Tiêu Ngô cúp điện thoại và nói với đám bộ hạ đi theo mình. Đi thôi, đến Thâm Lam Hoàng Cung, chúng ta vui vẻ hưởng thụ một chút. Đám bộ hạ nghe thấy Lôi Tiêu Ngô nói như vậy thì giống như mèo thấy chuột, hai mắt kẻ nào cũng tỏa sáng. Chào kiểm sát trưởng Lôi,
tôi là phóng viên Ngô Tiếu Nịnh của báo Tân Dương, tôi muốn hỏi anh dựa vào căn cứ gì để chứng minh tiểu thư Liêu An Như trốn thuế? Lôi Tiêu Ngô nhìn cô gái trẻ đeo kính cầm một chiếc micro trong tay mà thiếu chút nữa xính ra xúc động xách dép bỏ chạy. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn khắp bốn phía, hắn cảm thấy mình căn bản không chạy được. Lúc này ở chung quanh có quá nhiều người to cao tốt tướng, đám người cầm trong tay micro và máy quay phim, tất cả đang tấn công về phía hắn. Kiểm sát trưởng Lôi, trước đó không phải phần lớn là nữ phóng viên sao? Thế nào bây giờ lại? Một người thanh niên theo sát Lôi Tiêu Ngô chợt dùng giọng run rẩy hỏi. Lúc này Lôi Tiêu Ngô căn bản không có thời gian trả lời đối phương, hắn sửa sang trang phục, chuẩn bị tiến lên nghênh đón Ngô Tiếu Nịnh. Lúc này có gió nhưng không có sông núi chung quanh, thế nhưng dù là thành phố Hàn Vũ cũng không có thể phụ trợ cho hình tượng của kiểm sát trưởng Lôi vào lúc này được. Vương Tử Quân luôn chú ý đến tình cảnh của Liêu An Như, lúc này nàng đã làm bùng lên dư luận tốt, thế là hắn biết rõ nàng đã an toàn. Nhưng khi dư luận bùng phát thì hắn mất đi cơ hội tiếp xúc với nàng. Xưa nay Hồng Nhan luôn gây họa, hắn là người giao thiệp qua lại trên quan trường, hắn không nên để cái đuôi cho người ta nắm chặt. Không có gì thì không sao, nếu xảy ra chuyện sẽ là hậu hoạn vô cùng. Không những con đường làm quan của hắn bị cản trở, lãnh đạo chỉ sợ sẽ chỉ vào mặt hắn mắng. Một người không quản được đúng quần của mình, sao có thể tọa trấn chỉ đạo một phương? Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhìn chiếc điện thoại màu đỏ bí mật của mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Chào Bí Thư Vương, tôi là Tào Lục Thuận, xin hỏi bây giờ anh có rảnh không? Một âm thanh bình tĩnh truyền qua điện thoại, tuy giọng điệu xa lạ, thế nhưng Vương Tử Quân lại căn bản không quá xa lạ với cái tên của đối phương. Tào Lục Thuận là chú của Tào Chân Nhi, dù chỉ là một vị cục trưởng trong bộ và ủy ban trung ương, nhưng là một nhân vật quan trọng của Tào gia. Nghe nói không bao lâu sau sẽ tiến lên làm một vị thứ trưởng. Vương Tử Quân tuy không thể không đối phó với Tào gia, thế nhưng đối phương gọi điện thoại đến, hắn chỉ có thể mỉm cười nghe máy. Cục trưởng Tào, anh có gì cần phân phó sắp xếp sao? Vương Tử Quân nói cũng rất khách khí, nhưng Tào Lục Thuận hay là Vương Tử Quân đều hiểu rõ ý nghĩ của nhau. Tào Lục Thuận còn chưa đến cấp độ có thể phân phó sắp xếp công tác cho Vương Tử Quân, nếu đến mức như vậy thì căn bản sẽ không cần phải gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương quá khách khí rồi, phân phó thì không dám. Tào Lục Thuận nói hai câu khiêm tốn, sau đó trầm giọng nói. Đứa cháu tôi thật sự không ra gì, lão gia tử ở nhà rất tức giận. Ông cụ nhờ tôi chuyển cáo cho Bí Thư Vương, chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm túc. Tào gia chúng tôi tình nguyện không có một đứa cháu như vậy, cũng không thể bôi đen thanh danh nhà mình. Tào Lục Thuận nói rất dõng dạc, rất đúng điểm. Vương Tử Quân căn bản rất bội phục lời nói của cục trưởng Tào, người này vốn là muốn mình ra tay lưu tình, thế nhưng mở miệng lại cực kỳ hợp tình hợp lý, tất cả ý nghĩ đã biểu đạt quá rõ ràng rồi. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Cục trưởng Tào, tôi cũng rất đau lòng với sự việc của Tào Viễn, cũng may chẳng có hậu quả gì có tính chất thương tổn quá lớn. Kính xin ngài chuyển cáo cho Tào lão, thành phố La Nam chúng tôi sẽ phá án theo đúng trình tự với sự kiện này, sẽ không xuất hiện bất kỳ tin tức gì bất lợi. Xử lý sự việc theo đúng trình tự. Tào Lục Thuận chợt híp mắt, hắn không tin Vương Tử Quân nghe mà không hiểu ý nghĩ lời nói của mình. Đối phương trả lời như vậy rõ ràng đã khá dễ hiểu. Chuyện này đối phương sẽ không can thiệp vào. Nếu Vương Tử Quân không can thiệp thì Tào Viễn sẽ có thể tránh được kiếp nạn. Nhưng nếu để cho Vương Tử Quân không can thiệp, căn bản là Tào Lục Thuận chưa đủ trình độ. Thế cho nên hắn hạ quyết tâm, vẫn dùng giọng nghiêm túc nói. Vậy cảm ơn Bí Thư Vương, tôi nhất định sẽ chuyển lời của anh cho ông cụ. Lục Thuận, thế nào? Lý Tú Anh trơ mắt nhìn Tào Lục Thuận rồi vội vàng hỏi. Lúc bắt đầu thì Liêu An Như căn bản không xem sự việc này ra gì, nhưng càng ngày càng làm bùng phát dư luận, nàng càng cảm thấy sự việc căn bản là không ổn chút nào. Đừng nói là làm gì được Liêu An Như, chỉ sợ con mình sẽ khốn khổ khốn nạn trong vụ này. Lý Tú Anh cảm thấy sợ hãi, nàng bắt đầu tìm người trong tỉnh Sơn Nam, cả người ở thành phố La Nam. Nhưng đám người kia đều chỉ cho nàng một phương hướng, chính là đi tìm Bí Thư Thị ủy La Nam Vương Tử Quân. Trong thành phố La Nam, thậm chí là trong tỉnh Sơn Nam, chỉ có một mình Vương Tử Quân mới có thể xử lý được vụ này.
quá nhiều người cho ra lời đề nghị như vậy, Liêu An Như không thể không tin, đó là nguyên nhân mà Tào Lục Thuận phải gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Chị à, chỉ sợ không được. Tào Lục Thuận thở dài một hơi nói. Cấp bậc của em còn chưa đủ, nếu chỉ có biện pháp, không bằng yêu cầu Mạc Gia ra mặt một lần. Nhờ Mạc Gia ra mặt, Liêu An Như trầm ngâm giây lát rồi nói. Tôi có quan hệ không tệ với cô của Mạc Tiểu Bắc, để xem có thể nhờ Vương Tử Quân hỗ trợ được không. Chương 1016, không thể hồi phục dòng sông Lam Hà. Nước dòng sông Lam Hà vẫn cuồn cuộn tuôn chảy, thế nhưng căn bản khó phục hồi. Nguyễn Chấn Nhạc đứng trên bờ đê nhìn dòng sông Lam Hà cuồn cuộn chảy, thế nhưng trong lòng lại xuất hiện hàng ngàn hương vị. Lúc này chất hóa học đổ vào Lam Hà đã được 5 ngày, sau khi bài hát một bên gặp nạn tám bên trợ giúp đã tiến hành hoàn thiện, dòng nước ngu cơ cao đã chảy xuống hạ du hòa vào biển, căn bản không còn vấn đề gì lớn. Kết quả này làm cho đám cán bộ thành phố Đông Bộ đã bận rộn gần một tuần chợt thở dài một hơi, tuy lãnh đạo vẫn yêu cầu trực ban nghiêm túc, nhưng đại đa số cán bộ đều không còn nhiều sức lực, phần lớn tìm đủ mọi cách để về nhà một chuyến. Đối mặt với tình huống như vậy, dù là ủy ban kỷ luật chuyên nắm phương diện kiểm tra kỷ luật cán bộ cũng phải nhắm mở một mắt. Dù sao con người cũng là da thịt, đám người bọn họ cũng biết các anh em của mình những ngày qua làm việc ra sao. Nào muốn tìm phiền phức đến người bọn họ. Cục trưởng Cục Thủy Lợi có đến không? Nguyễn Chấn Nhạc nghiêng đầu sang một bên hỏi thư ký của mình. Thư ký nhìn gương mặt căng cứng của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn chợt run lên, sau đó lên tiếng. Bí thư Nguyễn, tôi đã thông báo được một giờ rồi. Thư ký nói đến đây thì vội vàng lên tiếng. Tôi sẽ tiếp tục thúc giục. Thư ký nói rồi lấy điện thoại của mình ra. Lúc này vẻ mặt của Nguyễn Chấn Nhạc cũng càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Tất nhiên hắn biết rõ ràng vì sao lúc này vị cục trưởng Cục Thủy Lợi còn chưa xuất hiện trước mặt mình. Xảy ra sự cố ở sông Lam Hà, Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không thể nào không gánh trách nhiệm. Lúc này hắn không thể nào tiếp tục ở lại làm bí thư thị ủy Đông Bộ, mà trong tay không có quyền lợi nên căn bản rơi vào tình huống người chưa đi nhưng mất tiếng nói. Nếu như Nguyễn Chấn Nhạc vẫn còn quyền lực trong tay, còn có thể dễ dàng thay thế một vị cục trưởng Cục Thủy Lợi, chỉ sợ đối phương đã sớm chạy đến từ lâu rồi. Nhưng với trí tuệ của Nguyễn Chấn Nhạc thì căn bản không vì chút chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm khó dễ với một tên cục trưởng nho nhỏ. Lúc này trong lòng hắn đang nghĩ đến một cuộc điện thoại tối hôm qua. Gọi điện thoại đến là một người bạn công tác ở ban tổ chức trung ương, người kia để lộ ra một tin tức, đó là đã có văn kiện bổ nhiệm Vương Tử Quân làm thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam. Sự kiện Nguyễn Chấn Nhạc tiến vào thành phố Hồng Đảo xem như bị gác lại. Tuy hai chữ gác lại được ghi ra giấy rất dễ dàng, thế nhưng ý nghĩa của nó lại cực kỳ phức tạp. Nguyễn Chấn Nhạc hiểu lần này sự kiện mình đến nhận công tác mới ở thành phố Hồng Đảo căn bản là khó có hy vọng lớn. Người bạn kia đang cố gắng làm công tác cho Nguyễn Chấn Nhạc, chính Nguyễn Chấn Nhạc cũng căn bản liên hệ với các vị trưởng bối trong nhà. Dù lúc liên hệ thì lão gia tử vẫn dùng giọng rất hòa ái. Thế nhưng căn bản không cho ra bất kỳ lời hứa hẹn nào để cho hắn yên tâm. An tâm công tác. Đây là bốn chữ mà lão gia tử ném cho Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc luôn cố gắng xem xét thật kỹ ý nghĩa của bốn chữ này, thế nhưng càng xem xét thì hắn càng cảm thấy không thoải mái. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn nhìn thoáng qua viên thư ký đang tiếp điện thoại, sau đó ném mắt về phía dòng sông Lam Hà. Một sự việc xảy ra luôn có người phải phụ trách, nếu như trước đó hắn không ép ngã Trình Hiểu Bình, chỉ sợ bây giờ còn đủ dư âm quay về. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến Trình Hiểu Bình mà có chút tiếc nuối, chính mình ra tay quá sớm, nếu như vẫn giữ lại vị chủ tịch thành phố mà mình một tay đề bạt, như vậy ít nhất hắn vẫn còn giữ được vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ. Nhưng bây giờ lại thiếu đi Trình Hiểu Bình, Nguyễn Chấn Nhạc chỉ có thể tự mình đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nhưng sự kiện này cũng không trách được Nguyễn Chấn Nhạc, ai mà có thể nhìn trước tương lai. Nguyễn Chấn Nhạc vì vị trí chủ tịch thành phố Hồng Đảo mà hy sinh Trình Hiểu Bình, xem như vứt một xe để tốt về hóa hậu, nhưng hắn lại không ngờ sự việc lại phát sinh như vậy. Âu cũng là vận mệnh. Nguyễn Chấn Nhạc cảm khái một tiếng rồi đi xuống đê, lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên. Hắn nhìn vào dãy số xa lạ, sau đó trầm ngâm giây lát rồi nhấn nút nghe. Alo. Chấn Nhạc à, mẹ đây. Một giọng nói dồn dập truyền đến từ đầu dây bên kia.
Nguyễn Chấn Nhạc nghe được âm thanh này mà biết ngay người gọi điện thoại cho mình là ai. Bên kia nói không sai, người gọi điện thoại đến chính là mẹ hắn. Mẹ, có chuyện gì sao? Tuy lúc này trong lòng đầy phiền muộn, thế nhưng đối diện với mẹ vợ, hắn vẫn phải cố gắng bảo trì phong độ của mình. Lý Tú Anh bây giờ đã hoàn toàn không còn được như dĩ vãng, nàng nghe âm thanh của Nguyễn Chấn Nhạc giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Chấn Nhạc, con quen nhiều người ở tỉnh Sơn Nam, con có thể nói một tiếng với bí thư thị ủy Vương Tử Quân hay không? Viễn Nhi còn nhỏ tuổi, nếu như nó phải ngồi lao tù, chỉ sợ cả đời sẽ bị hủy hoại, chúng ta cũng không truy cứu trách nhiệm của cô gái kia nữa. Sau khi nghe mẹ vợ của mình vẫn còn nhắc đến trách nhiệm của Liêu An Như, Nguyễn Chấn Nhạc chợt cảm thấy buồn cười. Có đôi khi Nguyễn Chấn Nhạc thậm chí hoài nghi vợ mình là Tào Chân Nhi không phải là con ruột của mẹ vợ Liêu An Như. Cũng là mẹ và con sao lại có khác biệt quá lớn như vậy. Nguyễn Chấn Nhạc thầm oán mẹ vợ của mình, thế nhưng ngoài miệng lại cực lực an ủi. Mẹ, con nhất định sẽ quan tâm đến sự việc của Viễn Nhi, mẹ cứ an tâm. Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên sẽ tận tâm cố gắng, thế nhưng chỉ có trời mới biết có bao nhiêu tác dụng. Chấn Nhạc, mẹ đã tìm không ít người, thế nhưng bây giờ muốn làm tốt vụ này thì phải tìm bí thư thị ủy La Nam là Vương Tử Quân. Con nói vài câu tốt đẹp với bí thư Vương kia, để anh ấy nể mặt con một chút. Nể mặt con? Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không quan tâm đến câu dạo đầu của Liêu An Như, thế nhưng hắn biết rõ Vương Tử Quân căn bản không chịu nể mặt mình. Nguyễn Chấn Nhạc đặt điện thoại xuống rồi cười khổ, đối phương sẽ nể mặt mình sao? Vấn đề này hắn luôn tự suy xét, thế nhưng trong lòng căn bản là không nắm chắc. Dù những ngày qua Nguyễn Chấn Nhạc căn bản cực kỳ bận rộn cứu tế, nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến Tảo Viễn. Theo như những thông tin về Liêu An Như liên tục tăng tiến, hắn căn bản rất bội phục em vợ của mình. Vì một người phụ nữ như vậy thật sự là hiếm có. Đúng là ánh mắt của em mình là quá tốt, nếu như chỉ cần tìm một vài phụ nữ xinh đẹp thông thường, dựa vào gia thế của Tào gia, không phải dễ như trở bàn tay sao? Có gì phải xảy ra sự kiện khốn nạn như lúc này? Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Nguyễn Chấn Nhạc bấm nút nghe, chợt nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh khàn khàn. Bí thư Chấn Nhạc phải không? Tôi là Quan Vĩnh Hạ. Chào thư ký trưởng. Nguyễn Chấn Nhạc vốn có chút chuẩn bị với cuộc gọi của Quan Vĩnh Hạ, thế nên hắn nhanh chóng khẽ cười rồi mở miệng chào hỏi. Bí thư Chấn Nhạc, 5 giờ chiều nay bí thư Nhất Phong mời anh đến phòng làm việc một chút. Quan Vĩnh Hạ tuy vẫn nói cực kỳ tự tin bình tĩnh không khác biệt so với ngày thường, thế nhưng không khác nhau lại có khác nhau rất lớn. Trước kia Hào Nhất Phong tìm ai thì đều để thư ký gọi điện thoại, hôm nay là Quan Vĩnh Hạ, sự việc có hơi lớn rồi. Quan Vĩnh Hạ dù là quản gia cho Hào Nhất Phong, thế nhưng người này cũng là thường ủy tỉnh ủy, là lãnh đạo tỉnh ủy. Bây giờ Hào Nhất Phong cho Quan Vĩnh Hạ gọi điện thoại cho Nguyễn Chấn Nhạc, mục đích của nó là gì, chỉ sợ. Chương 1017, tình huống quá giống. Sau khi xử lý các công tác đơn giản, Nguyễn Chấn Nhạc vào trong xe chạy đến văn phòng tỉnh ủy. Chào bí thư Nguyễn. Vẫn chưa đi đến dưới hành lang văn phòng tỉnh ủy đã có người chào hỏi, Nguyễn Chấn Nhạc nhìn người kia, cũng cười nói. Chào trưởng phòng Quách. Lúc này Quách Tiên Vi đang cầm hai văn kiện trong tay, hắn bắt tay Nguyễn Chấn Nhạc theo thói quen, sau đó vừa cười vừa nói. Đã vài ngày không gặp bí thư Nguyễn, thế nào rồi? Có lẽ anh đang bận rộn lắm phải không? Thật sự là rất bận rộn. Nguyễn Chấn Nhạc hiểu Quách Tiên Vi nói đến chuyện gì. Hắn và Quách Tiên Vi chỉ có chút quan hệ với nhau mà thôi, nhưng khi đối mặt với lời thăm hỏi ân cần của đối phương thì cũng chỉ qua loa cho xong, không nói gì thêm. Phòng tổ chức là ban ngành gì? Đây chính là nơi quản lý ngũ quan của địa phương, bất cứ người nào cũng không dám khinh thường, đừng nói là một người đang đắc thế trong phòng tổ chức tỉnh ủy như Quách Tiên Vi. Quách Tiên Vi gật đầu nói. Người có họa phúc sớm tối, trời không lúc nào không có mây gió. Những chuyện ngoài dự đoán như vậy thì khó ai có thể biết trước được. Nhưng này bí thư Nguyễn, thành phố Đông Bộ các anh có sức chiến đấu rất mạnh mẽ, lãnh đạo thượng cấp rất tán thưởng. Cảm ơn trưởng phòng Quách. Nguyễn Chấn Nhạc chỉ có thể cười khổ với đánh giá của trưởng phòng Quách Tiên Vi, thầm nghĩ đây là thời khắc quan trọng, thật sự nếu không biểu hiện chút sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ không có cơm mà ăn. Quách Tiên Vi lại bắt tay với Nguyễn Chấn Nhạc rồi nói.
nếu có thời gian rảnh, hoan nghênh bí thư Nguyễn đến phòng làm việc của tôi uống trà. Vì không có quan hệ nên giữa Quách Thiên Vi và Nguyễn Chấn Nhạc cũng không có giao tình, thế nên hai người chỉ mở miệng nói ra những lời đúng với các loại sách võ thuật trong quan trường mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên cũng hiểu rõ những quy củ như vậy, vì thế hắn dùng sức lắc tay Quách Thiên Vi. Hy vọng trưởng phòng Quách có thể đến thành phố Đông Bộ chúng tôi nhiều hơn, để xem xét một chút, cán bộ và nhân dân thành phố Đông Bộ chúng tôi luôn hy vọng được chào đón ngài. Hai người nói vài lời với nhau, xem như hoàn thành cuộc gặp mặt lần này. Khi Nguyễn Chấn Nhạc sắp rời đi, ánh mắt không khỏi quét qua văn kiện trên tay Quách Thiên Vi. Thông báo khen ngợi công tác xử lý ô nhiễm sông Lam Hà. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn tiêu đề bắt mắt kia mà không khỏi sững sờ, sau đó sinh ra cảm giác nản lòng thoái chí. Khen ngợi như vậy chẳng phải đạp vào vết thương đang kéo da non của mình sao? Trưởng phòng Quách, đã có quyết định khen ngợi rồi sao? Quách Thiên Vi thấy Nguyễn Chấn Nhạc hỏi về phương diện khen thưởng, thế là cũng không che giấu nói. Đã có quyết định, văn kiện này sẽ được phát xuống bên dưới kể từ ngày mai. Bí thư Nguyễn, lần này thành phố Đông Bộ các anh có vài đơn vị trúng cử. Quách Thiên Vi nói rồi đưa văn kiện sang tay Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc tiếp nhận văn kiện nhìn lướt qua, những lời bên trên căn bản là giống như nhau, hắn không cần nhìn, chủ yếu là lướt qua nội dung bên dưới mà thôi. Thị ủy chính quyền thành phố La Nam. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bảy chữ này mà chợt sinh ra cảm giác tan vỡ, đây là lời khen dành cho thành phố La Nam, không phải đang khen ngợi Vương Tử Quân sao? Nghĩ đến sự kiện dòng sông Lam Hà bị ô nhiễm làm cho con đường phát triển của mình đã được quyết định trở nên mơ hồ, Vương Tử Quân lại thừa cơ hội lần này để gióng trống khua chiêng dựng lên uy tín của mình. Tất nhiên phương diện kiếm một tờ giấy khen đơn vị tiên tiến chẳng là gì. Quan trọng là cảnh tượng của người này hoàn toàn trái lập với Nguyễn Chấn Nhạc, đây chính là đạo đức trong đời sao. Nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Cảm ơn trưởng phòng Quách, bí thư Nhất Phong còn đang chờ tôi đi trước vậy. Sau khi trả lại văn kiện cho Quách Thiên Vi, Nguyễn Chấn Nhạc quay đầu đi về phía văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đi theo thư ký gõ cửa phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, lúc này bí thư Hào Nhất Phong đang đứng trước cửa giống như đang đặc biệt chào đón Nguyễn Chấn Nhạc. Chấn Nhạc đến đấy à, mời ngồi. Hào Nhất Phong tươi cười chỉ về phía một chiếc ghế salon. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn gương mặt hòa ái dễ gần của Hào Nhất Phong, thế là gương mặt chợt phát căng. Lúc này nếu như Hào Nhất Phong mở miệng răn dạy một phen, như vậy hắn nhất định sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng thái độ của bí thư lại hoàn toàn khác biệt. Hào Nhất Phong chậm rãi ngồi xuống ghế, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi, điều này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là càng không thể nào nắm chắc. Cảm ơn bí thư Nhất Phong. Khi Nguyễn Chấn Nhạc ngồi xuống ghế salon, thư ký của Hào Nhất Phong đi đến dâng trà. Hào Nhất Phong cũng không quay lại chiếc ghế sau bàn làm việc của mình, lão ngồi xuống vị trí ở bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc. Khi thấy Nguyễn Chấn Nhạc không có ý muốn uống trà, lão nâng ly trà của mình lên nhấp một ngụm rồi nói. Chấn Nhạc, đây là trà tốt mà lần trước tôi đến tỉnh Chiết Giang tranh thủ thu được một ít, cậu nếm thử xem, hương vị rất thuần khiết. Hào Nhất Phong nói đến đây thì Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là không thể nào không uống, hắn uống một ngụm trà, sau đó cười nói. Bí thư Nhất Phong, trà này rất ngon. Điều này là đương nhiên, anh Hà ở bên kia thật sự quá keo kiệt, tôi nói để lại một cân, nhưng anh ta chỉ san sẻ nửa cân. Lần sau tôi đến thì nhất định phải làm thịt anh ấy cho sạch lông mới được. Hào Nhất Phong mở miệng nhắc đến anh Hà, đó chính là lãnh đạo tỉnh Chiết Giang. Hào Nhất Phong là lãnh đạo tỉnh ủy, lão có thể mở miệng nói về việc này một cách tùy ý, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc lại chỉ có thể nghe mà không thể bình phán. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn vẻ mặt hòa ái dễ gần của Hào Nhất Phong, hắn đã xác định phán đoán của mình chính xác 9 phần. Tội nhân trước khi bị tử hình còn được cho ăn no. Đừng nói là trong quan trường, đừng nói là gặp mặt các vị lãnh đạo có nghệ thuật lên tiếng cực kỳ cao độ. Dưới tình huống bình thường, khi phải xử lý người nào đó, lãnh đạo thường có biểu hiện cực kỳ hòa ái dễ gần, làm cho anh cảm thấy lãnh đạo giống như căn bản không muốn xử lý anh, cũng vì bị ép đến mức không thể nào làm khác hơn mà thôi. Xử lý anh vì lý do gì? Đó là vì muốn nắm chặt phương diện chủ động của anh. Chấn Nhạc, lần này cậu công tác cực kỳ đắc lực. Đặc biệt là phương diện xử lý những nhà máy dở thủ đoạn không tuân thủ theo quy định,
điều này đã chứng minh ban ngành thành phố Đông Bộ là cực kỳ có sức chiến đấu. Anh là một vị lãnh đạo thành phố, càng là một vị lãnh đạo có khả năng khống chế đại cục. Hào Nhất Phong chợt thay đổi chủ đề, sau đó chuyển lên phương diện công tác. Khẳng định công tác, Hào Nhất Phong cũng dùng đến chiêu thức này. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến tình huống mình gặp mặt trò chuyện với Trình Hiểu Bình, không phải cũng là một phương pháp như vậy sao? Hắn chợt cảm thấy phong vân thay đổi, nhưng bây giờ vị trí của hắn mới phải thay đổi. Từ khi cậu đến Sơn Nam, tôi vẫn luôn theo sát và chú ý từng bước phát triển của cậu. Nguyễn Lão là lãnh đạo cũ của tôi, khi tôi vừa mới tham gia công tác thì ông cụ đã là lãnh đạo tỉnh, khi đó tôi thật sự rất chú tâm theo sát học tập tinh thần văn kiện của lão lãnh đạo. Khi nhắc đến Nguyễn Lão thì Hào Nhất Phong giống như động vào chân tình, âm thanh xúc động, chỉ còn thiếu vài giọt nước mắt mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc tuy không biết ông nội nhà mình thật sự có xuất hiện cùng với Hào Nhất Phong hay không, thế nhưng hắn ngồi trong phòng làm việc của Hào Nhất Phong, căn bản không thể xem nhẹ thể diện của lãnh đạo. Vì vậy, sau khi nghe thấy Hào Nhất Phong nói như thế, hắn tranh thủ thời gian nói. Bí thư Nhất Phong, ở trong nhà tôi cũng thường xuyên được nghe ông nội nhắc đến ngài, nói ngài là cán bộ có khả năng, thật sự là lãnh đạo tốt. Ha ha ha, lão lãnh đạo có đánh giá như vậy thật sự làm cho tôi cực kỳ vui mừng. Hào Nhất Phong cười cười, sau đó nói tiếp. Chấn Nhạc, nói từ phương diện tổng thể, tôi căn bản rất thỏa mãn với công tác của cậu. Tôi rất vui mừng vì lãnh đạo có người kế tục, có thể nói là ông trời có ý tốt. Nói thật ra, tôi không thể nào cho cậu rời khỏi tỉnh Sơn Nam, nhưng có một số việc chúng ta cần phải xem xét nguyên tắc phu hồi. Nhất thời sinh thành bại, lúc cuối cùng khó thể quyết định được đại cục, cậu nói xem có đúng không? Rời khỏi tỉnh Sơn Nam, nhất thời sinh thành bại. Nguyễn Chấn Nhạc nghe những lời này mà trong lòng cười lạnh không thôi, sau khi đi một vòng lớn, cuối cùng Hào Nhất Phong cũng sắp phải mở miệng nói ra nội dung chính. Bí thư Nhất Phong, sau khi tôi đến tỉnh Sơn Nam, tôi học được trên người ngài rất nhiều thứ. Có thể nói ngài là tấm gương để tôi phát triển nhanh mạnh ở tỉnh Sơn Nam, tôi cảm thấy mình làm bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ và tiếp thu được kinh nghiệm phong phú của ngài, cảm nhận được tình cảm quan tâm ấm áp của ngài, thật sự là một thời gian công tác mà hưởng lợi cả đời. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười. Hắn hồn nhiên như không biết mình sắp bị hy sinh trong sự kiện lần này. Lời nói của hắn rất chân thành thắm thiết, giống như thật sự cảm kích sự quan tâm bồi dưỡng của Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát, sau đó chủ động bắt tay với Nguyễn Chấn Nhạc. Chấn Nhạc có tâm tính này làm tôi cảm thấy rất tốt, sau này cậu còn đường dài phải đi, mặc kệ là xuất phát từ góc độ bản thân hay là tỉnh Sơn Nam, tôi cũng hoan nghênh cậu thường xuyên đến Sơn Nam. Cảm ơn bí thư Nhất Phong. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười tươi vui, giống như hồn nhiên không biết mình bị đẩy ra gánh trách nhiệm. Gương mặt bí thư Hào Nhất Phong cũng tràn đầy nụ cười, thế nhưng sau khi Nguyễn Chấn Nhạc rời khỏi phòng thì gương mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Trưởng ban, Nguyễn Chấn Nhạc đi rồi. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Dương Độ Lục. Hắn như thế nào? Dương Độ Lục dùng giọng bình thản lên tiếng làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Hào Nhất Phong dùng giọng chú ý nói. Cậu ấy có biểu hiện rất tốt, giống như căn bản không biết đến sự kiện mình phải gánh trách nhiệm và rời khỏi Sơn Nam. Tốt, trưởng bối đã chọn hắn làm người đại diện đời thứ ba, điều này cũng không có gì là sai. Dương Độ Lục nói đến đây thì trầm ngâm một lát rồi nói. Cố gắng làm tốt công tác kết thúc sự việc. Trưởng ban yên tâm, tôi sẽ nhất định chăm chú hoàn thành chuyện này. Hào Nhất Phong khẳng định sẽ chứng thực chỉ thị của Dương Độ Lục, sau đó tiếp tục lên tiếng. Trưởng ban, ném sự kiện này cho Nguyễn Chấn Nhạc gánh chịu, tuyến trên không nói gì đấy chứ. Có thể nói gì được, chẳng lẽ để cho một bí thư tỉnh ủy như cậu gánh vác sao? Chuyện này đang xảy ra, ai cũng đang nhìn vào, Nguyễn Chấn Nhạc là bí thư thị ủy Đông Bộ, không gánh chịu trách nhiệm thì muốn ném cho ai? Dương Độ Lục trầm ngâm một chút rồi nói. Có đôi khi gánh chịu trách nhiệm còn tốt hơn không gánh chịu thứ gì. Hào Nhất Phong xem xét ý nghĩa lời nói của trưởng ban Dương Độ Lục, sau đó rơi vào trầm ngâm. Nhất Phong, văn kiện đồng chí Vương Tử Quân tiến lên thường ủy tỉnh ủy sẽ đến Sơn Nam vào ngày mai, sau này cậu cần phải chú ý công tác hơn. Dương Độ Lục dặn dò xong những lời này thì cúp điện thoại.
Sau khi nghe những tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Hào Nhất Phong chợt cau mày. Tuy lão đã có chuẩn bị với sự kiện Vương Tử Quân tiến lên thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng sau khi tin tức được xác thực, vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Người này đã tiến lên thường ủy tỉnh ủy rồi. Vương Tử Quân đọc qua văn kiện, trong đầu có chút không tập trung. Khi hắn có được tin tức thì không muộn hơn so với Nguyễn Chấn Nhạc, sau khi có văn kiện từ Trung ương đẩy hắn tiến lên thường ủy tỉnh ủy, thân thích của Mạc Gia ở ban tổ chức Trung ương nhanh chóng truyền tin cho hắn. Tuy tất cả nằm trong dự đoán, thế nhưng sau khi nghe được tin tức này thì Vương Tử Quân vẫn có chút hưng phấn. Chỉ có thêm bốn chữ thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng nó lại biểu hiện sau này Vương Tử Quân có quyền lên tiếng trong bộ máy quyền lực cao nhất ở tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân chỉ là một vị thường ủy tỉnh ủy, hắn vẫn chỉ có nhiệm vụ trông nom sự việc ở thành phố La Nam. Thế nhưng chỉ cần hắn một ngày còn bốn chữ thường ủy tỉnh ủy, trên cơ bản sẽ nắm chặt trong tay tất cả quyền lợi ở thành phố La Nam mà ít ai chen tay vào được. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang suy xét xem sau này nên mở rộng công tác như thế nào, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Khương Long Cương đẩy cửa ra, Tống Ích Dân nhanh chóng tiến vào. Bí thư Vương, tòa án đã cho ra phán quyết, Liêu An Như là phòng vệ nên không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp luật nào, Tào Viễn phạm tội cưỡng hiếp nhưng chưa thành công, phán xử tù có thời hạn 3 năm, nhưng suy xét đến nguyên nhân thân thể, có khả năng sẽ được phóng thích. Tống Ích Dân nói xong thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân không nói gì nhưng Tống Ích Dân vẫn cảm thấy bí thư và Liêu An Như kia có quan hệ không tầm thường. Nhưng những chuyện thế này biết rõ cũng không nên nói. Khi tòa án sắp cho ra phán quyết thì Tống Ích Dân đã trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, lúc đó bí thư chỉ cho ra bốn chữ theo đúng pháp luật. Tống Ích Dân suy tư rất lâu về bốn chữ này, sau đó không thể hạ quyết tâm, nhưng sau đó bí thư Vương yêu cầu xử lý nhanh chóng, thế là hắn cho ra lựa chọn như vậy. Tào Viễn không thể đi lại được, hơn nữa bộ vị kia còn bị tổn hại nghiêm trọng. Tống Ích Dân cảm thấy trừng phạt như vậy đã là khá lớn, Tào Viễn kia đã quá xui xẻo. Như vậy coi như xong. Vương Tử Quân gật đầu nói. Tốt. Tuy Vương Tử Quân cũng không nói gì khác nhưng Tống Ích Dân vẫn cảm thấy tâm tư thả lỏng hơn một chút. Hắn là người quen thuộc với tính cách và thói quen của Bí Thư Vương, hắn biết lần này mình căn bản là vỗ đúng mông ngựa. Ích Dân, lúc này trong thành phố La Nam còn thiếu một vị phó bí thư chủ quản khối tư pháp, anh có thể tiến lên một bước. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi trực tiếp nói. Trở thành phó bí thư tất nhiên sẽ mạnh hơn bí thư ủy ban tư pháp, Tống Ích Dân nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, sau đó nói. Cảm ơn bí thư Vương, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công tác của mình, sẽ cố gắng hộ giá hộ tống thành phố La Nam phát triển kinh tế. Anh xem ai tiếp nhận vị trí bí thư ủy ban tư pháp của anh thì phù hợp. Vương Tử Quân tuy đã có sẵn nhân tuyển và vẫn tin Tống Ích Dân hiểu rõ về mình, nhưng hắn vẫn muốn để cho Tống Ích Dân nói ra. Biểu hiện sự tôn trọng của mình với đối phương. Cục trưởng Mễ Hoa Lâm rất phù hợp, anh ấy khi còn công tác ở trong quân ngũ đã có cấp cục, bây giờ đi ra làm nghiệp vụ căn bản là rất hợp cách. Tống Ích Dân có quan hệ tốt với Mễ Hoa Lâm, quan trọng là Vương Tử Quân muốn đề bạt Mễ Hoa Lâm, tất nhiên lúc này hắn cũng không dám làm trái ý với Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên tiếng, điện thoại chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số rồi nâng điện thoại lên alo một tiếng. Bí thư Vương, tôi là Tào Lục Thuận, cảm ơn bí thư Vương đã hỗ trợ. Một giọng nói cảm kích truyền đến từ đầu dây bên kia. Điều này không khách khí, chúng tôi chỉ làm việc dựa theo pháp luật mà thôi. Vương Tử Quân căn bản không nghĩ đến phương diện Tào Lục Thuận sẽ gọi điện thoại cảm ơn mình. Hắn nói là sự thật, vì hắn không thích Tào Viễn nhưng sự kiện này căn bản là xử lý rất đúng luật. Tào Lục Thuận rất hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói. Bí thư Vương, sau này anh có chuyện gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ lên tiếng. Chương 1018, tôi đã chiếm lĩnh điểm cao. Vương Tử Quân chỉ có thể tạm thời nghe lão Lục của Tào gia nói cho xong, sau đó nói đùa hai câu, cuối cùng cúp điện thoại. Vương Tử Quân vừa mới cúp điện thoại, chuông điện thoại nhanh chóng vang lên. Tốc độ của nó quá nhanh làm cho hắn căn bản là không kịp phản ứng. Chào Bí Thư Vương, tôi là Lữ Tiến Binh, chúc mừng cậu, đã có văn kiện nhận chức, sau này chúng ta xem như cùng một ban ngành.
Giọng nói khoa trương và nụ cười vui vẻ của Lữ Tiến Binh nhanh chóng truyền đến từ đầu dây bên kia. Sau khi trở thành trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Sơn Nam, Lữ Tiến Binh làm cho người ta sinh ra cảm giác mặt lạnh như tiền, nhưng lúc này nụ cười của hắn rất sáng lạn, làm cho người ta căn bản là khó thích ứng. Cảm ơn trưởng phòng Lữ đã quan tâm, nếu không có sự quan tâm của trưởng phòng Lữ, chỉ sợ tôi cũng không đi được nhanh như vậy. Khi nào trưởng phòng có rảnh, tôi xin uống với ngài vài ly. Vương Tử Quân tuy đã sớm biết tin tức này, thế nhưng sau khi nghe Lữ Tiến Binh gọi điện thoại đến thông báo thì vẫn cảm thấy có chút hưng phấn. Dù sao thì Lữ Tiến Binh cũng đại biểu cho khối ủy ban nhân dân tỉnh Sơn Nam, là người của Thạch Kiên Quân. Ha ha ha, cậu Vương mời khách, tuyệt đối là không có vấn đề. Sau khi giao ước chuyện uống rượu, Vương Tử Quân lúc này mới đặt điện thoại xuống. Nhưng lúc này trong tỉnh Sơn Nam có biết bao người đang gọi điện thoại, dù sao thì phải chờ khi nào hắn đặt điện thoại xuống thì cuộc điện thoại tiếp theo mới kéo đến. Tin tức Vương Tử Quân tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam đã được đám cán bộ tỉnh biết rõ. Những người có vài phần quan hệ với Vương Tử Quân lúc đầu sinh ra chút ghen ghét, nhưng sau đó bắt đầu gọi điện thoại, nhanh chóng kéo quan hệ với vị thường ủy tỉnh ủy mới toanh của Sơn Nam. Cũng may đám cán bộ cấp giám đốc sở trong tỉnh cũng không quá nhiều, Vương Tử Quân ứng phó hơn nửa giờ, cuối cùng cũng xem như thành công. Bí thư Vương, trưởng phòng Lý phòng tài chính tỉnh đã đến nhà khách La Nam, bây giờ anh có rảnh không? Phó chủ tịch thường vụ Lý Nhị Bình nở nụ cười vui vẻ đi đến khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười nói với Lý Nhị Bình. Chủ tịch Hà có qua không? Chủ tịch Hà luôn đi cùng trưởng phòng Lý. Lý Nhị Bình nói, lại tiếp tục lên tiếng. Lần này Chủ tịch Hà đang tranh thủ một phần tài chính xây dựng các công trình thủy lợi cho thành phố chúng ta, nhưng trưởng phòng Lý xem ra có hơi cứng, cần lãnh đạo ra mặt. Lý Nhị Bình là một vị cán bộ nữ duy nhất trong ban ngành thường ủy thị ủy La Nam, thế nên nàng rất có ưu thế, có thể tự do nói ra vài thông tin. Tuy nói về độ tuổi thì nàng lớn hơn Vương Tử Quân. Thế nhưng khi xưng hô vấn đề là lãnh đạo thì căn bản là không chút vấn đề. Tống Ích Dân nhìn người phụ nữ mạnh vì gạo bạo vì tiền này mà không khỏi sinh ra chút cảm giác mặc cảm. Vương Tử Quân gật đầu nói. Được rồi, chúng ta sẽ đi. Đúng rồi, Bí thư Ích Dân, hôm nay anh có khách gì không? Nếu không thì chúng ta cùng đi, anh cũng là một tướng mạnh ở chiến trường rượu, lần này anh nên phát huy một chút, phải đánh vang tiến mạnh. Tống Ích Dân vốn đã giao ước cùng dùng cơm với Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố La Nam, nhưng lúc này Vương Tử Quân nói đi cùng dùng cơm, hắn không nghĩ ngợi mà nhanh chóng đồng ý. Đoàn người lên xe tiền hô hậu ủng, 10 phút sau đã đến khách sạn La Nam. Chưa đến đại sảnh thì Vương Tử Quân đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười đùa vui vẻ. Trưởng phòng tài chính có thể nói là một tồn tại cấp bậc thần tài trong tỉnh Sơn Nam. Nếu như không có được sự giúp đỡ của một trong hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, chỉ sợ khó thể nào ngồi yên ở vị trí này. Lý Hải Hồng được sự giúp đỡ của Bí thư Hào Nhất Phong nên tiến lên nhận chức trưởng phòng tài chính tỉnh vào năm nay, hắn hơn 40 tuổi, được nâng lên từ vị trí phó bí thư thị ủy thành phố Sơn Viên, có thể nói cũng là thanh niên đắc chí. Khi Vương Tử Quân tiến vào thì hắn đang ngồi ở vị trí chính giữa cười nói chuyện với Hà Khởi Duệ, khi nhìn thấy Vương Tử Quân đi đến. Hắn có chút do dự, sau đó đứng lên khỏi ghế. Chào Bí thư Vương. Đối đãi với các vị bí thư thị ủy khác thì Lý Hải Hồng có thể kênh kiệu, nhưng với Vương Tử Quân thì căn bản không dám tạo giá cho mình. Tuy Vương Tử Quân còn chưa chính thức tuyên bố là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng hắn đã biết sự kiện này căn bản là ván đóng thuyền rồi. Vương Tử Quân cũng nhanh chóng tiến lên bắt tay với Lý Hải Hồng, trong miệng càng nói lời hoan nghênh. Lý Hải Hồng hàn huyên hai câu với Vương Tử Quân, hắn muốn mời Vương Tử Quân ngồi lên vị trí trung tâm, nhưng Vương Tử Quân và Hà Khởi Duệ lại cứ ép hắn phải ngồi ở vị trí cũ. Thật ra Lý Hải Hồng cũng rất muốn ngồi ở vị trí trung tâm, dù sao hắn cũng vừa ngồi nơi đó. Lúc này hắn thấy Vương Tử Quân khách khí như vậy, thầm nghĩ Vương Tử Quân dù sắp tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy, nhưng bây giờ còn chưa thật sự tiến lên. Chính mình cứ ngồi xuống. Đợi sau này đối phương trở thành thường ủy tỉnh ủy, chỉ sợ mình cũng không còn cơ hội nữa. Sau khi Lý Hải Hồng và Vương Tử Quân ngồi xuống, bữa tiệc rượu xem như chính thức bắt đầu. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên cười nói. Hoan nghênh trưởng phòng Lý đến thành phố La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác, chúng ta trước tiên uống một ly đoàn viên,
cầu mong trưởng phòng Lý kiểm tra chỉ đạo tốt đẹp. Lý Hải Hồng cười ha hả nói. Bí thư Vương, ngài quá khách khí rồi, dưới sự dẫn dắt của ngài, tất cả công tác ở thành phố La Nam đều đứng đầu tỉnh Sơn Nam, đây chính là. Hà Khởi Duệ nhìn Lý Hải Hồng tỏ ra khiêm tốn, trong lòng thầm nghĩ người này cũng là gan nhỏ sợ phiền phức, trước mặt mình còn nói một nghĩ năm sáu, nhưng khi gặp Bí thư Vương thì lại khác hẳn. Khi Hà Khởi Duệ thầm oán một câu, điện thoại của Lý Hải Hồng chợt vang lên. Hắn nâng ly rượu nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó khẽ tiếp điện thoại. Sao, ôi, thật vậy à? Lý Hải Hồng nói vài câu rồi cúp điện thoại, nhưng hắn vừa ngồi lại đột nhiên đứng lên nói. Bí thư Vương, Thường ủy Vương, tôi đại biểu cho phòng tài chính tỉnh Sơn Nam chúc anh một ly, chúc mừng ngài trở thành lãnh đạo tỉnh Sơn Nam. Hy vọng sau này ngài đến phòng tài chính của chúng tôi nhiều hơn, cũng tiến hành mở lời vàng ngọc chỉ đạo công tác của chúng tôi. Lý Hải Hồng nói xong thì nhanh chóng chạy đến trước mặt Vương Tử Quân. Nếu như Lý Hải Hồng còn chưa biết tin thì Vương Tử Quân sẽ không tuyên bố, cũng tình nguyện uống rượu với đối phương. Nhưng bây giờ Lý Hải Hồng đã nói rõ ràng, hắn tất nhiên không thể khiêm tốn. Cảm ơn trưởng phòng Lý, hy vọng sau này anh giúp đỡ kiến thiết xây dựng thành phố La Nam. Vương Tử Quân nâng ly lên cùng với Lý Hải Hồng. Lý Nhị Bình và Hà Khởi Duệ luôn chú ý đến sự kiện Vương Tử Quân tiến lên Thường ủy tỉnh ủy, nhưng bọn họ dù sao cũng tiếp nhận tin tức chậm hơn, vì vậy còn chưa biết. Lúc này nghe Lý Hải Hồng nói ra sự việc, hai người đều kinh ngạc, sau đó nở nụ cười sáng lạn. Chương 1019, phát triển, tất cả vì phát triển. Bí thư Vương, chúng tôi là bộ hạ cũ của ngài, kính mời ngài một ly, chúc mừng ngài thăng quan tiến chức. Hà Khởi Duệ tuy rất muốn tự mình mời rượu, thế nhưng nhìn thấy Lý Nhị Bình có mặt trên bàn và đám người của phòng tài chính, thế là trầm ngâm giây lát rồi cùng mọi người lên tiếng. Nhưng Hà Khởi Duệ vừa nói xong thì Lý Hải Hồng đang cầm ly rượu châm thêm cho Vương Tử Quân chợt khoát tay áo nói. Anh Hà, anh nói như vậy là có vấn đề, anh là bộ hạ của Bí Thư Vương. Phòng tài chính tỉnh cũng là bộ hạ của Bí Thư Vương. Nếu muốn mời rượu thì chúng ta phải cùng nâng ly, sao anh lại xa lánh chúng tôi được? Hà Khởi Duệ nhìn nụ cười của Lý Hải Hồng, hắn cũng cười thầm trong lòng, nhưng đối phương nói làm hắn cảm thấy rất vui. Lý Hải Hồng nói ra hai chữ bộ hạ xem như mình căn bản không cần phải tốn nhiều công để kiếm tài chính về cho thành phố La Nam. Tốt quá, như vậy chúng ta cùng nhau chúc mừng Bí Thư Vương. Hà Khởi Duệ nói rồi cùng Lý Hải Hồng nâng ly rượu lên cao. Vương Tử Quân uống một lượt rượu mà cảm thấy mặt hơi đỏ, lúc này Lý Hải Hồng cũng không ngồi vị trí trung tâm, cuối cùng Vương Tử Quân đành phải tiến lên tiếp nhận. Đám người phòng tài chính tỉnh và thành phố La Nam cùng dạt sang hai bên, tỏ ra rất khí phái. Khi bữa tiệc được tiếp tục thì điện thoại vang lên điên cuồng, tuy phần lớn là điện thoại Vương Tử Quân đổ chuông, thế nhưng người gọi đến đều có thể diện. Vương Tử Quân căn bản đều phải tiếp nhận. Ví dụ như Bí thư Thị ủy Triệu Lô là Sở Cẩm Thu, Bí thư Thị ủy Tam Hồ là Trúc Phu Bình, Bí thư Lý Giật Phong của thành phố An Dịch, còn có các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành trong tỉnh. Vương Tử Quân dừng uống rượu tiếp cả chục cuộc điện thoại, cũng chỉ có thể dùng một câu để miêu tả, đặt điện thoại xuống uống rượu, buông ly tiếp điện thoại. Bữa tiệc kéo dài 2 giờ. Vương Tử Quân khống chế tốt tửu lượng của mình nhưng cũng uống vào số rượu kha khá. Dù hắn cảm thấy chóng mặt mơ hồ, thế nhưng vẫn nhớ rõ nội dung cuộc gọi điện thoại của văn phòng tỉnh ủy, đó là ngày mai đến tỉnh ủy họp bàn. Sáng sớm ngày hôm sau Vương Tử Quân cảm thấy đầu óc mỏi như, sau khi thức dậy nghiêng người đi chỗ khác thì chợt thấy chiếc giường trống rỗng, không có hình bóng quen thuộc. Tiểu Bắc đi đâu vậy? Vương Tử Quân vừa thầm nghĩ như vậy thì chợt nghe thấy tiếng cười của Tiểu Bảo Nhi vang lên từ phòng khách, hắn lảo đảo xuống giường, thấy Tiểu Na đang chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi. Bố, hôm qua bố uống nhiều quá. Tiểu Bảo Nhi giống như đã biến thành một người lớn, nó vừa giữ lấy bố mình vừa lớn tiếng trách cứ. Vương Tử Quân ôm lấy Tiểu Bảo Nhi, sau đó muốn hôn nó một cái, điều này làm cho Tiểu Bảo Nhi liên tục cầu xin tha thứ. Mẹ, mau đến cứu con. Bố lại muốn hôn con. Một chiêu này của Tiểu Bảo Nhi quả nhiên lợi hại, Tiểu Bắc vừa nghe thấy con lên tiếng thì lập tức xuất hiện. Anh đấy, lần sau uống ít rượu một chút. Khi thấy Vương Tử Quân đặt Tiểu Bảo Nhi xuống thì Tiểu Bắc dùng giọng oán trách nói. Vương Tử Quân cười cười nói.
hôm qua thật sự vì quá vui mới uống thêm mà thôi. Mạc Tiểu Bắc đã hiểu rõ Vương Tử Quân nói gì, nàng không tiếp tục đề tài này mà cười nói. Vừa rồi em đã nấu mì, anh ăn một chút, lát nữa còn đến Sơn Viên. Vương Tử Quân nghe nói có món mì thì trong dạ dày xuất hiện cảm giác chờ mong, hắn chạy đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó nâng tô mì ăn luôn miệng. Trên người đổ mồ hôi, Vương Tử Quân cảm thấy rất thoải mái. Hắn nhìn ra bên ngoài, chuẩn bị đi thay quần áo. Mạc Tiểu Bắc đã sớm đặt tô mì xuống, nàng nhanh chóng đi lấy ra cho Vương Tử Quân một bộ tây phục. Hôm nay là ngày đầu tiên anh có thân phận thường ủy tỉnh ủy, mặc bộ này tốt hơn. Một bộ tây trang xanh nhạt làm cho Vương Tử Quân càng thêm có tinh thần. Hắn nhìn mình trong gương, sau đó dùng giọng đắc ý hỏi Tiểu Bảo Nhi. Con trai, ba ba có đẹp trai không? Con cũng muốn có một bộ như vậy, đảm bảo còn đẹp trai hơn ba ba. Tiểu Bảo Nhi nói như vậy làm cho Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Na chợt cười lên ha hả. Khi Vương Tử Quân đi ra thì gặp Khương Long Cương và Lý Đức Trụ đang chờ. Sau khi hắn ngồi lên xe, Lý Đức Trụ nhanh chóng chạy về phía thành phố Sơn Viên. Xe chạy rất nhanh, 7 giờ 30 đã có mặt trước văn phòng tỉnh ủy. Chào Bí Thư Vương. Còn không chờ Vương Tử Quân xuống xe, Phó Thư Ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Giang Đại Quân đã bước đến nở nụ cười vui vẻ và vươn hai tay nghênh đón. Vương Tử Quân cũng cười vui vẻ vươn tay bắt chặt tay với Giang Đại Quân. Khi hai người bắt tay với nhau, có hai nhân viên công tác của văn phòng tỉnh ủy đi qua, một người trong trẻ tuổi chợt dùng giọng khó hiểu nói. Công tử nhà ai vậy, xem thư ký trưởng cười đến mức mặt đầy nếp nhăn rồi kìa. Vị đồng sự đi theo tên cán bộ thanh niên lúc này khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ đúng là không có kiến thức, đối phương vừa mới được phân đến nhận công tác, căn bản không biết nhân tình hiểm ác. Đây không phải là công tử nhà ai, là bí thư thị ủy La Nam, bí thư Vương Tử Quân. Ôi, thư ký trưởng Giang trước kia cũng gặp các vị bí thư thị ủy khác mà đâu có nóng sốt như vậy. Tiểu Ngô, những ngày qua cậu bận rộn cái gì vậy? Cậu cũng không biết bí thư Vương đã là thường ủy tỉnh ủy rồi sao? Vị đồng sự dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn thoáng qua tên cán bộ thanh niên, sau đó trầm giọng nói. Ôi! Tôi cảm thấy sự việc cách chúng ta quá xa, thế cho nên mới không quá quan tâm. Tên đồng sự nghe thấy lời giải thích của người bạn đồng hành thì trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này nên tránh xa đối phương ra một chút. Người này không có ánh mắt tinh đời, không có tương lai phát triển. Tiểu Ngô còn không biết đồng sự đang cho ra những lời nhận định không hay về mình, hắn dùng ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn thoáng qua tình huống Giang Đại Quân đang nịnh nọt Vương Tử Quân, sau đó nói. Cũng không biết bố hắn là thần thánh phương nào, người này nhìn qua không lớn tuổi mà đã là thường ủy tỉnh ủy, có lẽ. Vị đồng sự không nói gì, chỉ đẩy nhanh bước chân lên một chút. Đúng rồi, anh Triệu, hôm qua không phải thông báo mở hội nghị thường ủy toàn thể sao? Có phải vì sự kiện Vương Tử Quân tiến lên thường ủy tỉnh ủy hay không? Tiểu Ngô căn bản không thấy được sự khác thường của viên đồng sự, thế là trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Nếu không thì vì cái gì? Đối với vị bí thư Vương này, bí thư Nhất Phong cũng không dám đối đãi đơn giản. Viên đồng sự tuy không muốn phản ứng với Tiểu Ngô, thế nhưng cũng không muốn đắc tội với bạn mình, thế cho nên dùng giọng miễn cưỡng nói. Bí thư Vương trước kia làm ủy viên tỉnh ủy, bây giờ là thường ủy tỉnh ủy, sau này về tỉnh ủy họp cũng không còn giống như bình thường. Khi Tiểu Ngô đang lầm bầm thì một chiếc xe dừng lại cách hắn không xa. Nguyễn Chấn Nhạc bình tĩnh chui ra khỏi xe. Lúc này tâm tình của Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là không quá tốt, hắn cũng đã biết rõ phương hướng đi lên của mình, chỉ là một vị cục trưởng trong một bộ ban ngành trung ương. Mặc dù hắn không bị giáng chức, thế nhưng chính hắn biết rõ ràng nó có ý nghĩa gì. Dù có người hứa hẹn một thời gian ngắn nữa sẽ cho Nguyễn Chấn Nhạc đi ra, sẽ tìm cơ hội cho hắn, hắn cũng tin tưởng hứa hẹn kia không phải giả. Thế nhưng người ta nhanh hơn nhau một bước chân, lần này hắn đến thành phố Đông Bộ xem như cánh chim gãy cánh, đã kéo giãn hắn với khoảng cách trong mơ của mình. Lúc này tỉnh Sơn Nam mở hội nghị thường ủy tỉnh ủy mở rộng ở thành phố Sơn Viên, đây là cơ hội cuối cùng để hắn tham gia họp mặt ở tỉnh Sơn Nam. Lần này vốn hắn không cần đến, thế nhưng hắn do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định đi đến. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn về phía trước. Hắn có thể thấy được vài người đàn ông đang bắt tay với nhau.
Người đàn ông kia căn bản không xa lạ gì với hắn, vài ngày trước bọn họ còn cùng nhau đi vào khu nhà này. Khi đó Nguyễn Trấn Nhạc thua trong tay người đàn ông kia trong trận chiến tiến lên thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng hắn vẫn rất hăng hái, vì hắn vẫn còn có tiền vốn để kiêu ngạo. Nhưng bây giờ Nguyễn Trấn Nhạc căn bản không còn chút tiền vốn nào trên người. Khi Nguyễn Trấn Nhạc đưa mắt nhìn đến, Vương Tử Quân cũng cảm ứng được ánh mắt của Nguyễn Trấn Nhạc. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó đi chậm lại, khi Nguyễn Trấn Nhạc tiến lên thì hắn mỉm cười đi qua nói. Chào Bí Thư Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc có hơi ngưng trệ, sau đó cũng vươn tay nói. Bí Thư Vương, chúc mừng, chúc mừng. Hai người bắt chặt tay nhau, thế nhưng lúc này thân phận của hai người đã không còn tương đồng. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc đã sắp chấm dứt nhiệm kỳ công tác ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lúc này đứng trước một vị lãnh đạo tỉnh ủy như Vương Tử Quân, hai người vẫn là có quan hệ thượng cấp hạ cấp. Bí Thư Trấn Nhạc, có một số việc phát sinh quá đột nhiên làm cho người ta căn bản khó thể nào dự đoán được. Anh cũng đừng quá quan tâm, đây chỉ là tạm thời mà thôi, tôi tin tưởng sau khi trải qua sự kiện này, anh nhất định sẽ bay xa vạn dặm. Khi buông tay Nguyễn Trấn Nhạc thì Vương Tử Quân dùng giọng quan tâm nói. Mặc dù biết Vương Tử Quân nói những lời này là ứng phó với mình, thế nhưng Nguyễn Trấn Nhạc vẫn phải nói. Cảm ơn Bí Thư Vương quan tâm, tôi còn phải cảm ơn Bí Thư Vương vì đã giúp đỡ ứng phó với sự kiện Lam Hà. Vật tư và nhân lực của thành phố La Nam đã có sự giúp đỡ rất lớn cho thành phố Đông Bộ chúng tôi. Hai người nói chuyện với nhau thì đi đến khu văn phòng tỉnh ủy, hai người bọn họ lên lầu, thỉnh thoảng có người chào hỏi bọn họ. Tuy chỉ là chào hỏi bình thường, thế nhưng Nguyễn Trấn Nhạc nghe vào tai lại cảm thấy không thoải mái. Không phải vì đám người kia căn bản luôn đặt Vương Tử Quân trước tên hắn, càng bởi vì thái độ của người kia. Những người tiến lên chào hỏi đều là cán bộ cấp giám đốc sở, cả đám đều là những người quyền nghiêng một thế, trước kia từng xưng anh em với Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng bây giờ đối diện với Vương Tử Quân lại tỏ ra tôn kính. Một loại tôn kính vì cấp bậc khác biệt. Con người đúng là thay đổi quá nhanh, Vương Tử Quân vừa mới nhận chức thì hầu như những người kia đã đối đãi với hắn ngang bằng với lãnh đạo tỉnh ủy. Trong quá trình tham gia họp thì Nguyễn Trấn Nhạc căn bản không nói nên lời. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không tự chủ được nhìn Vương Tử Quân ngồi trên đài chủ tịch. Tuy Vương Tử Quân chỉ ngồi ở một góc đài chủ tịch, thế nhưng rõ ràng điều đó đại biểu cho Vương Tử Quân đã tham gia vào trong ban ngành thường ủy quyết định đại cục của tỉnh Sơn Nam. Lúc này mời đồng chí Vương Tử Quân phát biểu đôi lời. Thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ chủ trì hội nghị chợt lên tiếng. Tất nhiên Vương Tử Quân phải có chuẩn bị sẵn cho tình huống phát biểu lần này. Hắn là một vị thường ủy tỉnh ủy mới nhận chức, hắn phải bày tỏ tư thái ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy mở rộng lần này. Thưa Bí Thư Nhất Phong, thưa Chủ tịch Thạch, giọng nói trầm bổng của Vương Tử Quân vang lên trong phòng họp, hắn nói 2 phút, thực tế cũng chỉ chia làm 2 điểm. Một là tiếp tục cố gắng công tác gấp bội, hai là cố gắng vì sự phát triển của tỉnh Sơn Nam. Những lời nói này của Vương Tử Quân căn bản là công chính và cực kỳ bình thản. Nhưng căn bản không ai có thể tìm ra được chút vấn đề gì. Hào Nhất Phong nghe Vương Tử Quân tỏ thái độ thì hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại nụ cười như thường. Tất cả các vị bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố ở lại, những đồng chí khác có thể giải tán. Sau khi tổng kết 2 câu trên hội nghị, Quan Vĩnh Hạ là người chủ trì mở miệng nói. Những ủy viên tỉnh ủy không phải là bí thư và chủ tịch thành phố đều dùng 2 phút thời gian để rời khỏi phòng họp, những vị ủy viên tỉnh ủy được ở lại thì đưa mắt nhìn lên các vị lãnh đạo trên đài chủ tịch, chờ bọn họ cho ra đáp án. Các vị đồng chí, có một việc cần được sắp xếp. Hào Nhất Phong cầm micro rồi nói với Trương Đông Viễn. Đông Viễn, anh ra sắp xếp đi. Trương Đông Viễn khẽ gật đầu rồi xoay micro trầm giọng nói. Gần đây tập đoàn đa quốc gia Myanda muốn thiết kế khu hậu cần trong nước, tỉnh của chúng ta cũng là một trọng điểm khảo sát. Trải qua sự nghiên cứu của thường ủy tỉnh ủy, tỉnh chúng ta sẽ cố gắng thu hút hạng mục này. Chủ tịch Trương, tỉnh sắp xếp khu hậu cần này vào thành phố nào? Bí thư thị ủy Triệu Lô Sở Cẩm Thu trầm giọng hỏi Trương Đông Viễn. Trương Đông Viễn cười cười nói. Vì công ty Myanda chưa xác định địa phương cụ thể. Đối với cấp tỉnh thì cảm thấy bàn tay vị trí nào cũng là thịt, chỉ cần khu hậu cần được xây dựng trong tỉnh thì tốt. Vương Tử Quân nghe lời nói của Trương Đông Viễn thì tâm tư khẽ động.
Thành phố La Nam tuy ở lệch về rìa của tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lại có vị trí trung tâm khu vực miền Trung trong nước. Hơn nữa ở thành phố La Nam có hai con đường sắt then chốt, có đường cao tốc Sơn La và đường cao tốc La Mật, La Tiền đang được xây dựng, có thể nói sẽ là một vị trí trung tâm vận chuyển vật tư tốt nhất giữa các tỉnh miền Trung. Nếu như có thể kéo trung tâm hậu cần đến thành phố La Nam, như vậy sẽ là một xúc tiến rất lớn cho La Nam. Trong kế hoạch định hướng phát triển La Nam của Vương Tử Quân và Hà Khởi Duệ, tập trung hậu cần và tụ tập bán lẻ chính là những hạng mục trọng điểm mà thành phố La Nam quan tâm. Trương Đông Viễn nói, Chủ tịch Thạch Kiên Quân cũng tiến lên nhấn mạnh về hạng mục này, điều này không khỏi làm cho các thành phố phấn chấn tinh thần, tất yếu phải vung tay giữ khu hậu cần này lại cho mình. Tuy bọn họ không nói quá rõ ràng, thế nhưng căn bản sẽ tiến hành có nhiều hỗ trợ và chính sách khi công ty Myanda tiến đến đầu tư trong thành phố của mình. Vì sự kiện này còn chưa được xác định, thế cho nên chỉ cường điệu công tác chuẩn bị, sau khi thành lập một tổ công tác thì tuyên bố tan họp. Bí thư Vương, hôm nay hội nghị thường ủy tổ chức liên hoan mừng ngài là một thành viên của ban ngành thường ủy. Quan Vĩnh Hạ thấy Vương Tử Quân định rời khỏi phòng họp, thế là hắn tiến lên nói. Vương Tử Quân tuy đã cùng không ít lãnh đạo tỉnh ủy dùng cơm, thế nhưng lại là lần đầu tiên dùng cơm với tất cả các vị thường ủy tỉnh ủy. Hắn hiểu đây là quy củ quan trường, dùng để hoan nghênh một vị thường ủy tỉnh ủy mới như mình. Cảm ơn thư ký trưởng, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Vương Tử Quân bắt tay với Quan Vĩnh Hạ rồi cười nói. Quan Vĩnh Hạ gật đầu cười rất tươi, sau đó đi theo Hào Nhất Phong rời khỏi phòng họp, nhưng trong ánh mắt có chút khác thường. Dù sao hắn có thể nói là người nhìn Vương Tử Quân lớn lên, năm xưa khi Vương Tử Quân đến làm chủ tịch huyện Hồng Bắc thì hắn đã chú ý đến người cán bộ thanh niên này. Nhưng chỉ trong nháy mắt thì đối phương đã tiến lên cùng cấp bậc với mình. Giữa trưa dùng cơm tâm sự, Vương Tử Quân nhìn vào tin nhắn điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Kiên Quân đang mỉm cười. Chủ tịch Thạch cho ra lời ước hẹn, tất nhiên hắn sẽ không dám chối từ. Tuy bây giờ Vương Tử Quân cũng là một cây đại thụ ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng nếu muốn phát triển một cách tốt đẹp, căn bản không ly khai khỏi sự giúp đỡ của đám người Thạch Kiên Quân. Chương 1020, một đi theo sói ăn thịt. Vương Tử Quân rời khỏi phòng họp và chuẩn bị quay về, dù bây giờ hắn đã là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, thế nhưng chức vụ vẫn là bí thư thị ủy La Nam, vì thế vẫn chưa sắp xếp phòng làm việc cho hắn ở khu văn phòng tỉnh ủy. Vương Tử Quân liên tục gật gật đầu về phía những người chào hỏi với mình, sau đó đi về phía xe. Đồng chí, hạng mục này đã được tuyến trên điều chỉnh, chúng tôi căn bản không thể làm chủ được, anh quay về đi. Một giọng nói không chút kiên nhẫn đột nhiên truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân quay đầu nhìn, một tên đàn ông 30 tuổi lúc này đang dùng giọng kiên nhẫn nói với người đang theo sát với mình. Ánh mắt Vương Tử Quân nhìn về phía người đàn ông kia. Sau đó có chút sững sốt, thế là nhanh chóng cất bước về phía bên kia. Tiếu Tử Đông, người đàn ông trung niên quấn lấy tên đàn ông trẻ tuổi nghe thấy có người gọi tên mình, thế là hắn chợt quay đầu, khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì vẻ mặt chợt cứng lại. Chủ tịch Vương, bí thư Vương. Tiếu Tử Đông thấy Vương Tử Quân thì chợt sinh ra cảm giác luống cuống tay chân. Mặc dù đã vài năm trôi qua, Tiếu Tử Đông đã già đi, mái tóc đen nhánh đã có vài phần xương trắng. Hai năm qua Vương Tử Quân chưa từng gặp Thiếu Tử Đông, dù hàng năm Thiếu Tử Đông vẫn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, thế nhưng chuyện của hắn là rất nhiều, hai người chỉ gọi điện thoại cho nhau mà chưa từng gặp mặt. Tên cán bộ trẻ tuổi kia thấy cách xưng hô của Thiếu Tử Đông với Vương Tử Quân là Chủ tịch Vương, thế là chợt ngẩng đầu lên. Đối với một vị cán bộ trong cơ quan tỉnh ủy như hắn, một cán bộ cấp huyện là cái quái gì? Vương Tử Quân cũng không để ý đến viên cán bộ kia. Hắn bắt tay nói với Thiếu Tử Đông. Chúng ta đã hai năm không gặp, anh thế nào rồi? Cảm ơn Bí Thư Vương quan tâm, tôi cũng không tệ lắm. Thiếu Tử Đông mỉm cười rồi rút thuốc từ trong túi ra. Vương Tử Quân tiếp nhận thuốc Thiếu Tử Đông đưa lên, sau đó dùng bật lửa châm thuốc. Thiếu Tử Đông nói là rất tốt, thế nhưng nụ cười của hắn ẩn giấu điều gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng. Đi thôi, hai người chúng ta tìm chỗ tâm sự. Vương Tử Quân liên tục nhìn đám người ra vào khắp bốn phía, sau đó khẽ nói với Thiếu Tử Đông. Thiếu Tử Đông khẽ gật đầu, hắn kẹp cặp đi theo Vương Tử Quân ra ngoài.
Dù hắn luôn nghĩ đến phương diện mình sẽ gặp lại lãnh đạo của mình, không ngờ lại đụng mặt trong hoàn cảnh này. Bí thư Vương, tôi muốn theo ngài đến thành phố La Nam. Tiếu Tử Đông trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên nói. Vương Tử Quân dùng ánh mắt từ chối cho ý kiến nhìn thoáng qua Tiếu Tử Đông, sau đó Khương Long Cương mở cửa xe, lúc này mới nói. Bây giờ anh còn đang công tác ở huyện Lô Bắc sao? Không, bây giờ tôi là một vị trưởng phòng giáo dục thành phố An Dịch. Tiếu Tử Đông nở nụ cười khổ sở nói. Trưởng phòng giáo dục thành phố An Dịch tuy là cấp phó giám đốc sở, thế nhưng nếu so sánh với vị trí bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc thì căn bản là chênh lệch rất lớn. Theo những gì Vương Tử Quân hiểu về Tiếu Tử Đông, người này gần đây thích công tác mạnh mẽ, bây giờ lại phải điều đến phòng giáo dục, tất nhiên sẽ là kết quả không mãn nguyện. Vương Tử Quân không nói gì, Khương Long Cương và Lý Đức Trụ ở trong xe cũng giống như hóa thành đầu gỗ. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên ắng, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số, sau đó hắn mỉm cười tiếp điện thoại. Chủ tịch Thạch, tôi là Vương Tử Quân. Tử Quân à, kế hoạch thật sự không thể không biến hóa, tôi vừa nhận được thông báo có một tập đoàn châu Âu sáng nay đến tỉnh Sơn Nam, tôi bị xác định là nhân viên tiếp đãi. Thạch Kiên Quân lúc này mở miệng nói, giống như không còn là thượng cấp, mà là một người bạn mở miệng kêu khổ. Vương Tử Quân vội vàng cười nói, ngày mai tôi sẽ đến nhà ngài tặng táo. Ừ, hai ngày qua Tiểu Ngư cũng không còn táo ăn. Thạch Kiên Quân hiểu ý của Vương Tử Quân. Hắn cũng dùng giọng không khách khí để nói đùa một câu. Tiếu Tử Đông luôn lắng nghe điện thoại của Vương Tử Quân, sau khi nghe thấy vài chữ chủ tịch Thạch thì cột sống khẽ động. Hắn là quan viên tỉnh Sơn Nam, tuy hắn đã nằm ngoài trung tâm quyền lực, thế nhưng vẫn có những theo dõi sát sao với lãnh đạo tỉnh. Trong tỉnh Sơn Nam, người được gọi là chủ tịch Thạch chỉ có thể là Thạch Kiên Quân. Bây giờ nghe Vương Tử Quân trò chuyện vui vẻ với Thạch Kiên Quân, hắn thật sự có thêm vài phần bội phục với vị lão lãnh đạo của mình. Lúc này nguyện vọng được đến công tác bên cạnh lãnh đạo càng thêm bức thiết. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn nhìn thoáng qua rồi nói với Tiếu Tử Đông. Anh có muốn đến thành phố La Nam không? Đúng vậy, Bí Thư Vương, tôi không muốn tiếp tục ở lại thành phố An Dịch. Bây giờ tôi căn bản đã bị cho ra rìa ở thành phố An Dịch. Tiếu Tử Đông cười nói tiếp. 2 năm trước tôi làm ra một sự việc làm cho chủ tịch Triệu mất hứng, thế là anh ấy điều tôi đến phòng giáo dục. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn vẻ mặt của Tiếu Tử Đông, sau đó thản nhiên nói. Lúc này chức vụ ở thành phố La Nam cơ bản đã đầy, bây giờ anh là cấp phó giám đốc sở, đến thành phố La Nam chỉ có thể là giáng chức mà thôi, sau đó chờ cơ hội. Tiếu Tử Đông biết rõ Vương Tử Quân nói rất đúng với tình hình thực tế, nhưng hắn vẫn gật đầu nói. Bí thư Vương, tôi đã nghĩ kỹ rồi, chỉ muốn đi theo ngài, cho dù là giáng chức cũng không là vấn đề. Tiếu Tử Đông nói rất khẩn thiết, Vương Tử Quân vuốt vuốt lông mày. Khi còn ở huyện Lô Bắc thì Tiếu Tử Đông có quan hệ khá tốt với hắn, tuy sau này hai bên ít tiếp xúc, thế nhưng cũng phải suy nghĩ vì bộ hạ cũ của mình. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi bấm số của phó phòng tổ chức tỉnh ủy Quách Tiên Vi. Bí thư Vương, lãnh đạo ngài tìm tôi có gì cần phân phó sao? Quách Tiên Vi nhận được điện thoại của Vương Tử Quân, thế là dùng giọng cung kính lên tiếng. Tuy giọng nói của Quách Tiên Vi vẫn nhiệt tình như trước, nhưng lúc này giọng nói vẫn mang theo chút cung kính. Tuy chút cung kính của Quách Tiên Vi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất không thoải mái, thế nhưng hắn cũng biết đó là Quách Tiên Vi đang điều chỉnh mối quan hệ với mình. Nếu như mình yêu cầu Quách Tiên Vi không điều chỉnh thì như thế nào? Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, sau đó tất cả ý nghĩ chợt tan biến. Hắn là người chìm nổi quan trường nhiều năm, đạo lý đối nhân xử thế của hắn căn bản vượt qua những người cùng độ tuổi, thế là hắn hiểu rõ vì sao Quách Tiên Vi lại có biểu hiện như vậy. Lên cao nhưng không lạnh. Trưởng phòng Tiên Vi, đến chưa có rảnh không? Tôi mời anh dùng cơm. Vương Tử Quân điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, sau đó nhanh chóng cười nói. Bí thư Vương Triệu Kiến. Tất nhiên tôi sẽ đến dùng cơm. Anh xem khách sạn Hồng Tinh có được không? Quách Tiên Vi nói đến khách sạn Hồng Tinh, đây là một khách sạn 5 sao mới khai trương ở thành phố Sơn Viên. Vương Tử Quân không muốn quá rêu rao, hắn cười cười nói. Tìm một quán cơm nấu ngon miệng là được rồi. Vậy thì được, Bí Thư Vương, chúng ta đến Thục Hương Trai,
chỗ đó làm món ăn tứ xuyên rất ngon. Quách Tiên Vi biết rõ Vương Tử Quân thích món tứ xuyên, thế là giới thiệu một quán ngon. Trước kia khi dùng cơm với Quách Tiên Vi thì Vương Tử Quân thường là người sắp xếp, nhưng bây giờ Quách Tiên Vi lại nhiệt tình sắp xếp, nhìn vào điểm này cũng thấy rõ Quách Tiên Vi đang tiến hành điều chỉnh quan hệ giữa hai người. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không từ chối với những sắp xếp như vậy, hắn nói lát nữa gặp lại rồi cúp điện thoại. Bí thư Vương, nếu ngài có hẹn, tôi sẽ... Tiếu Tử Đông xoa xoa bàn tay dùng giọng có chút khó khăn nói. Chương 1022, đi theo sói ăn thịt. Đều là bạn bè cũ, cùng dùng một bữa cơm. Vương Tử Quân khoát tay áo với Tiếu Tử Đông, sau đó bắt đầu trò chuyện việc nhà, hắn căn bản mở miệng hỏi thăm tất cả những người cũ của mình ở huyện Lô Bắc. Ở huyện Lô Bắc có người đi lên, có người phải ngồi yên, có người thụt lùi. Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói của Tiếu Tử Đông, hắn cảm nhận được những biến hóa ở huyện Lô Bắc những năm qua. Tiên Vi, anh đang vội vàng làm gì vậy? Sau khi Quách Tiên Vi ước hẹn với Vương Tử Quân, hắn không dám chậm trễ mà nhanh chóng xuống lầu, cố gắng chuẩn bị xong tất cả khi Vương Tử Quân đến. Quan hệ giữa Quách Tiên Vi và Vương Tử Quân liên tục biến đổi khi vị trí của Vương Tử Quân biến đổi. Khi hắn quen biết với Vương Tử Quân, khi đó Vương Tử Quân chỉ là một vị phó bí thư tỉnh đoàn căn bản không có thực quyền, là một cán bộ cấp phó cục, thế là khi đó hắn sinh ra cảm giác bao quát Vương Tử Quân. Nhưng sau khi Vương Tử Quân trở thành chủ tịch thành phố, trở thành cán bộ cấp phó sở, mối quan hệ của hai người có chút ngang hàng. Khi Vương Tử Quân trở thành bí thư thị ủy La Nam, hắn đã thật sự ngưỡng mộ một tồn tại như Vương Tử Quân. Bây giờ Vương Tử Quân tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, đi vào danh sách lãnh đạo tỉnh. Tuy hắn có mối quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, thế nhưng lại căn bản không dám tùy tiện. Có người từng nói, nếu muốn tiếp tục giữ vững mối quan hệ tốt đẹp, tốt nhất là nên điều chỉnh ánh mắt vào những lúc thích hợp. Giống như đám hoàng đế vào thời khởi nghĩa vũ trang năm xưa, khi cùng nhau giành lấy Giang Sơn thì hắn sẽ cùng anh ăn miếng thịt lớn uống ly rượu lớn, xưng anh gọi em, thậm chí vì chuyện nhỏ có thể chửi chó má. Nhưng một khi đối phương tiến lên vị trí hoàng đế, nếu anh không tiếp tục điều chỉnh quan hệ giữa hai bên, như vậy sẽ căn bản là không được. Hắn gọi anh là anh em thì sẽ coi như bình dị gần gũi, không cố gắng tạo cái giá cho mình, nhưng nếu anh cũng như vậy, anh rõ ràng là không bày ra vị trí chính đáng của mình. Tuy Quách Tiên Vi cảm thấy Vương Tử Quân sẽ căn bản không vì lên chức mà xem thường mình, thế nhưng hắn nhất định phải tỏ ra đủ tôn trọng khi Vương Tử Quân tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam. Khi Quách Tiên Vi đang chú ý xem xét phải xử lý quan hệ với Vương Tử Quân như thế nào, chợt có người mở miệng chào hỏi. Khi nhìn thấy người chào hỏi mình, Quách Tiên Vi chợt sững sờ, sau đó cười nói. Bí thư Nguyên Hà, anh đang làm gì đấy? Trần Nguyên Hà chính là hai người Vương Tử Quân quen biết đầu tiên khi đến nhận chức ở tỉnh đoàn Sơn Nam, những năm qua mối quan hệ giữa ba người là rất gần. Quách Tiên Vi và Trần Nguyên Hà là cán bộ công tác ở văn phòng tỉnh ủy. Thế cho nên quan hệ càng thêm gắn bó. Tôi đi ra ngoài một chút, không có việc gì. Trần Nguyên Hà sờ lên đầu hói của mình rồi cười ha hả nói. Anh Trần, anh nếu không có chuyện gì làm, như vậy trong tỉnh có không biết bao nhiêu cán bộ cảm thấy vui mừng không thôi. Quách Tiên Vi mặc dù nói có chút khoa trương, thế nhưng đó là sự thật. Trần Nguyên Hà những năm qua xử lý không ít vụ án, thế nhưng có nhiều người chỉ cần nghe thấy tên hắn thì đổ mồ hôi hột. Ha ha ha, anh Quách cứ nói đùa. Trước mặt người khác thì Trần Nguyên Hà sẽ giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng đối với một người bạn là Quách Tiên Vi, hắn lại luôn giữ nụ cười trên môi. Hai người nói chuyện vài câu, sau đó Trần Nguyên Hà đi về phía khu văn phòng tỉnh ủy. Quách Tiên Vi định nói với Trần Nguyên Hà về việc Vương Tử Quân mời mình dùng cơm, thế nhưng do dự một chút và không lên tiếng. Lúc này Vương Tử Quân mời mình dùng cơm khác với trước kia. Chính mình không nên làm phức tạp vấn đề. Trong đầu Quách Tiên Vi lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn cất bước về phía xe của mình. Hắn dùng điện thoại xử lý công tác sắp xếp bữa cơm, sau đó thở dài một hơi. Tốc độ lái xe là không chậm nhưng Quách Tiên Vi lại cảm thấy nóng lòng như lửa đốt. Hắn nhất định phải đến trước Vương Tử Quân, tuyệt đối không cho bí thư Vương phải chờ mình. 10 phút sau Quách Tiên Vi đến Thục Hương quán. Sau khi xác định Vương Tử Quân còn chưa đến thì hắn mới thở dài một hơi. Bí thư Vương, mời ngài đi bên này.
Khi thấy Vương Tử Quân xuống xe thì Quách Tiên Vi nhanh chóng tiến lên chào đón, khi bắt tay Vương Tử Quân thì hắn đã chuyển ánh mắt lên người Tiếu Tử Đông. Bí thư Vương, cậu này hình như có chút lạ mặt. Sau khi ngồi xuống ghế, Quách Tiên Vi cầm bình trà châm nước rồi mỉm cười hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Tiên Vi, giới thiệu cho anh, đây là Tiếu Tử Đông, là bộ hạ cũ của tôi, bây giờ đang là trưởng phòng giáo dục thành phố An Dịch. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về phía Quách Tiên Vi nói. Tử Đông, đây là trưởng tổ chức tỉnh ủy Quách Tiên Vi. Sau khi nghe giới thiệu về Quách Tiên Vi, Tiếu Tử Đông vội vàng vươn tay nói. Chào trưởng phòng Quách. Ôi, cái gì mà trưởng phòng với lại trưởng phòng, cậu đừng khách khí, cậu là bộ hạ cũ của Vương Tử Quân, chúng ta xem như anh em. Quách Tiên Vi bắt chặt tay Tiếu Tử Đông rồi dùng giọng nhiệt tình nói. Tiếu Tử Đông nghĩ đến tình huống vừa rồi mình còn phải năn nỉ một nhân viên văn phòng tỉnh ủy, bây giờ đã xưng anh em với một vị phó phòng tổ chức tỉnh ủy, nấu rượu luận anh hùng, thế là không khỏi cảm khái. Hắn tuy có cấp phó giám đốc sở như Quách Tiên Vi, thế nhưng nói về độ nặng, hắn căn bản cũng không phải kém hơn Quách Tiên Vi một phần. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Quách Tiên Vi, hắn thầm thở dài một hơi, cũng không nói gì. Hắn biết nếu mình thay đổi cách ăn nói của Quách Tiên Vi thì chỉ sợ sẽ làm cho hai người như gần như xa mà thôi. Món ăn được dâng lên, Quách Tiên Vi nâng ly rượu lên nói. Bí thư Vương, ly này tôi và cậu Tử Đông mời anh. Tiếu Tử Đông có chút khó hiểu, dù sao thì văn kiện của Trung ương vẫn chưa đi xuống, tin tức còn chưa đến những người bị cho ra rìa như hắn. Nhưng Quách Tiên Vi nói trịnh trọng như vậy, hắn thành thật nâng ly trong tay lên. Vương Tử Quân nhìn hai người bọn họ, sau đó cũng nâng ly nói. Chúng ta cùng cạn ly. Vài chén rượu đổ vào bụng, bầu không khí chợt trở nên nhiệt liệt. Quách Tiên Vi dù đang liên tục điều chỉnh thái độ đối đãi của mình với Vương Tử Quân, thế nhưng lại làm cho người ta nghe vào sinh ra cảm giác như tắm gió xuân. Tiên Vi, tôi tìm anh chủ yếu là vì một chuyện. Tử Đông là người có khả năng, 3 giờ làm trưởng phòng giáo dục thành phố An Dịch. Xem như nhân tài không được trọng dụng, anh xem có vị trí gì tốt sắp xếp không? Vương Tử Quân bây giờ cũng không đi đường vòng với Quách Tiên Vi, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Sau khi nghe xong vấn đề của Vương Tử Quân, Quách Tiên Vi trầm ngâm giây lát rồi nói. Cậu Tiếu Tử Đông làm trưởng phòng giáo dục thành phố An Dịch, là cán bộ cấp phó sở, nếu như đến thành phố khác làm phó chủ tịch, có lẽ không là vấn đề gì lớn. Nếu như dựa theo cấp bậc, tất nhiên không là vấn đề, những vị trưởng phòng ở thành phố An Dịch cũng không dám nói gì, nhưng trong chuyện này vấn đề mấu chốt là phải có người dùng chính mình. Tất nhiên không là vấn đề, Tử Đông trước kia từng là bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc, bây giờ là trưởng phòng giáo dục, rất có tư chất lý lịch. Vương Tử Quân gắp một miếng thức ăn, vừa cười vừa nói. Chương 1021, đi theo sói ăn thịt chung. Quách Tiên Vi nghe thấy Vương Tử Quân thốt ra lời này, hắn lập tức hiểu địa vị của Tiếu Tử Đông là không tầm thường trong suy nghĩ của Vương Tử Quân. Thế là đầu óc hắn chợt suy nghĩ nhanh hơn. Bí thư Vương, bây giờ trong tỉnh chúng ta có không ít thành phố đang thiếu nhiều vị trí. Nếu ngài muốn sắp xếp cho cậu Tử Đông, tất nhiên sẽ không là vấn đề, nhưng tôi cảm thấy với lý lịch của cậu Tử Đông thì không bằng bước đúng chỗ. Tiếu Tử Đông nghe nói đến vị trí phó chủ tịch thành phố thì cũng rất vui mừng. Khi hắn đến chạy hạng mục cho phòng giáo dục thành phố An Dịch thì cũng không nghĩ đến phương diện như vậy, không ngờ vị trưởng phòng Quách lại trực tiếp muốn sắp xếp cho mình đúng bước đúng chỗ. Chẳng lẽ muốn sắp xếp cho mình làm chủ tịch thành phố sao? Vương Tử Quân không nói gì mà chỉ cười tủm tỉm nhìn Quách Tiên Vi, hắn biết Quách Tiên Vi không nói suông, nhưng muốn tiến lên đúng bước làm chủ tịch thành phố, Vương Tử Quân thấy có vẻ hơi xa. Cậu Tiếu bây giờ làm cán bộ thành phố An Dịch. Không bằng tiếp tục phát triển ở An Dịch, Ủy ban Nhân dân đang thiếu một vị phó chủ tịch, không bằng cho cậu ấy tiến lên. Lúc này chỉ cần lên một bước, công tác thêm vài năm, đến một thành phố khác làm chủ một vùng trời cũng không là vấn đề. Lời nói của Quách Tiên Vi làm cho Vương Tử Quân khẽ động, nếu Tiếu Tử Đông tiến lên làm phó chủ tịch thành phố An Dịch, như vậy rõ ràng là tiến lên một bước. Tiếu Tử Đông lúc này tràn đầy kích động. Hắn tất nhiên biết rõ thành phố An Dịch đang thiếu một vị trí phó chủ tịch thành phố, nhưng hắn thật sự không ngờ đến. Vì đám người tranh đoạt vị trí này là rất nhiều, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng rất mạnh,
Bây giờ nếu không có trưởng phòng Quách của phòng tổ chức tỉnh ủy, Quách Tiên Vi thật sự cho rằng người ta đang nói lời mê sảng. Điều này có thể được sao? Tiếu Tử Đông dùng giọng có chút run rẩy nói. Anh em chúng ta nói thì không được, nhưng nếu là Bí Thư Vương lên tiếng, có ai mà không nể tình? Quách Tiên Vi vỗ vỗ vai Tiếu Tử Đông rồi cười lớn nói. Bí Thư Vương, tôi mời ngài một ly. Tiếu Tử Đông đột nhiên bị hạnh phúc bất ngờ làm cho choáng váng, hắn khẽ nâng ly rượu lên dùng giọng đầy cảm kích nói. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ tâm tình của vị bộ hạ cũ của mình, hắn nâng ly rượu lên cùng với Tiếu Tử Đông. Tử Đông, sau này có việc gì thì thường xuyên liên lạc với tôi. Thật ra không cần Vương Tử Quân nói thì Tiếu Tử Đông cũng đã quyết định sẽ phải liên lạc nhiều hơn với lãnh đạo cũ của mình. Hắn biết mình tuy có khả năng tiến lên làm cán bộ cấp giám đốc sở, thế nhưng nếu so với Bí Thư Vương thì kém quá xa. Huống hồ chức vụ phó chủ tịch thành phố An Dịch cũng là nhờ Bí Thư Vương vận tác mới có được. Ha ha ha, Bí Thư Vương, nghe nói cậu ở chỗ này, tôi còn tưởng rằng có người nói dối ấy chứ. Khi Tiếu Tử Đông ngồi xuống thì chợt nghe thấy có người cười lớn đi vào. Lý Dật Phong. Tiếu Tử Đông nhìn thấy người kia thì trái tim chợt nhảy lên. Tuy bây giờ hắn là người bị cho ra rìa ở thành phố An Dịch, thế nhưng hắn vẫn là cán bộ An Dịch, vẫn biết rõ bí thư của mình có bộ dạng thế nào. Nhưng hắn là người căn bản ít đến báo cáo công tác cho lãnh đạo. Không, phải nói là từ sau khi Tiếu Tử Đông tiến lên làm trưởng phòng giáo dục, hắn căn bản chưa từng đến báo cáo công tác với bí thư Lý Dật Phong. Cũng không phải là bí thư Lý Dật Phong không quan tâm đến công tác giáo dục, thế nhưng thật sự có một số việc mà căn bản không đến lượt hắn, vì vị phó chủ tịch chủ quản khối giáo dục đã báo cáo rồi. Lúc này hắn ở đây thấy mặt Lý Dật Phong, thế là trong lòng càng sinh ra cảm giác không yên. Khi Tiếu Tử Đông nhìn về phía Vương Tử Quân theo bản năng, chợt thấy Vương Tử Quân đứng lên ung dung nói. Bí thư Lý, thì ra ngài cũng đến quán này dùng cơm, thật sự là thiếu sót quá. Ôi, tôi cũng là vì thấy được thư ký của anh, thế cho nên mới biết anh đến đây. Lý Dật Phong bắt tay Vương Tử Quân, tỏ vẻ cực kỳ thân mật. Trước kia khi Vương Tử Quân ở thành phố An Dịch thì quan hệ giữa hai người rất bình thường, khi đó Lý Dật Phong là người có mắt trên trán, căn bản không đặt nặng một vị chủ tịch huyện như Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân liên tục quật khởi trên chính đàn tỉnh Sơn Nam, Lý Dật Phong mới chính thức xem Vương Tử Quân là một nhân vật. Khi cấp bậc của Vương Tử Quân còn chưa so sánh với vị trí thường ủy tỉnh ủy như Lý Dật Phong, khi đó Lý Dật Phong lập tức trở nên khách khí. Vì Vương Tử Quân với độ tuổi của mình là căn bản có thể tiếp tục phát triển lên cao, sau lưng lại có người nâng đỡ, cho dù Lý Dật Phong không thể là minh hữu của Vương Tử Quân, ít nhất thì hành vi làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân cũng là cực kỳ sáng suốt. Hơn nữa đối với những người trong quan trường, anh kính tôi một thước thì tôi kính anh một trượng, Lý Đức Trụ và Vương Tử Quân căn bản là không có tranh chấp lợi ích quá lớn, thế nên biểu hiện khách khí sẽ là rất tốt. Lý Dật Phong và Vương Tử Quân uống với nhau ba ly rượu, sau đó Lý Dật Phong đưa mắt nhìn Quách Tiên Vi. Hắn nâng ly với Quách Tiên Vi. Trưởng phòng Quách, anh đã lâu rồi chưa đến thành phố An Dịch chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác thì phải. Quách Tiên Vi là một vị phó phòng tổ chức tỉnh ủy, bình thường căn bản là ứng phó tự nhiên với các bí thư thị ủy khác trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng khi đối mặt với một bí thư thị ủy trên đầu là chiếc mũ thường ủy tỉnh ủy, hắn thật sự không thể nào nắm chắc. Hắn dùng hai tay nâng ly rượu lên cùng với Lý Dật Phong, trong miệng cười nói. Bí thư Lý, phải là ngài đến kiểm tra chỉ đạo công tác mới đúng, tôi mời ngài một ly. Ha ha ha, trưởng phòng Tiên Vi, anh quá khiêm nhường rồi. Lý Dật Phong dù nói lời khách khí nhưng vẻ mặt lại căn bản rất hưởng thụ lời nói vừa rồi của Quách Tiên Vi. Lý Dật Phong cũng không đối đãi với Quách Tiên Vi bằng ba ly rượu giống như với Vương Tử Quân. Hắn uống hai ly với Quách Tiên Vi, mà điều này cũng không làm cho Quách Tiên Vi cảm thấy có gì khác thường. Chào Bí Thư Lý. Khi Lý Đức Trụ đưa mắt nhìn về phía mình, Tiếu Tử Đông vội vàng chào hỏi. Lý Dật Phong thấy Tiếu Tử Đông có chút quen mắt, nhưng lúc này lại căn bản không biết đối phương là ai. Khi hắn đang do dự thì Vương Tử Quân chợt cười nói. Bí Thư Lý, Tử Đông là bộ hạ cũ của ngài, trước kia công tác ở huyện Lô Bắc. Bây giờ đang phấn đấu công tác ở phòng giáo dục thành phố An Dịch. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì Lý Đức Trụ xem như hiểu rõ lai lịch của Tiếu Tử Đông.
Năm xưa Vương Tử Quân thừa dịp huyện Lô Bắc tiến vào tỉnh Sơn Nam, thế là cũng nhanh chân tiến vào chính đàn Sơn Nam, phần lớn cán bộ huyện Lô Bắc ở thành phố An Dịch đều có dấu ấn của Vương Tử Quân trên người. Tiếu Tử Đông này có thể ngồi uống rượu cùng bàn với Vương Tử Quân, như vậy địa vị trong lòng Vương Tử Quân là không thấp. Nếu như nói dĩ vãng Lý Giật Phong căn bản là bài xích với cán bộ huyện Lô Bắc, thế nhưng bây giờ hắn căn bản muốn điều chỉnh ý nghĩ của mình. Chương 1022, đi theo sói ăn thịt hạ. Ha ha, Tử Đông, những năm nay sự nghiệp giáo dục của thành phố An Dịch chúng ta luôn đi đầu tỉnh Sơn Nam, xem ra không thể nào bỏ qua công lao của anh. Tôi luôn có ý nghĩ muốn uống với anh hai ly, hôm nay có mặt Bí Thư Vương, chúng ta cùng uống hai ly. Cuối cùng thì Lý Giật Phong uống hai ly, Tiếu Tử Đông uống ba ly. Tiếu Tử Đông nhìn vào cách mà Bí Thư Lý Giật Phong vừa uống rượu với Quách Tiên Vi, hắn biết Bí Thư đã thay đổi cách nhìn với mình. Lúc này hắn biết Lý Giật Phong tỏ ra như vậy cũng không phải vì mình có cống hiến gì lớn ở sự nghiệp giáo dục của thành phố An Dịch, căn bản là đối phương nể mặt Bí Thư Vương. Tử Đông thật sự rất tốt, tôi vẫn muốn kéo anh ấy về thành phố La Nam, thế nhưng anh ấy ở thành phố An Dịch, các cụ ở nhà lại lớn tuổi, dù thế nào cũng khó thể chuyển ổ. Bí Thư Lý, sau này xem như Tử Đông là trọng trách của ngài rồi. Vương Tử Quân cũng không nói vòng quanh, hắn đã ra tay, muốn biểu hiện sự coi trọng của mình với Tiếu Tử Đông. Vương Tử Quân rõ ràng là muốn tìm vị trí cho bộ hạ cũ của mình. Lý Giật Phong là ai? Chỉ cần nghe lời mở đầu thì đã biết đoạn cuối, hắn có chút do dự, sau đó cười ha hả nói. Chúng ta là người hầu, trong cơ chế hiện tại cứ có vi là có vị, Tử Đông là người có khả năng. Dù là Bí Thư Vương không nói thì tôi cũng chuẩn bị gia tăng trọng trách. Nghe trưởng phòng Lữ nói thì hình như là Bí Thư Nhất Phong đang nghiên cứu phân phối cho thành phố An Dịch một vị trí phó chủ tịch. Quách Tiên Vi khẽ cười rồi dùng giọng bình tĩnh nói. Ha ha, Tử Đông rất tốt, trưởng phòng Quách Anh cũng nên nói tốt cho cán bộ thành phố An Dịch chúng tôi vài câu với trưởng phòng Lữ mới được. Lý Giật Phong căn bản đã sớm có suy xét với vị trí phó chủ tịch thành phố An Dịch. Thế nhưng lúc này Vương Tử Quân đã nói và Quách Tiên Vi cũng nhân cơ hội mở miệng, hắn cũng không dám mở lời cự tuyệt. Đối với Lý Giật Phong, dù Tiếu Tử Đông làm phó chủ tịch hay là người khác thì cũng chỉ có thể nghe theo lời lãnh đạo đứng đầu thành phố như hắn mà thôi. Nếu như hắn đồng ý với Vương Tử Quân, xem như Vương Tử Quân thiếu hắn một phần nhân tình, mà nhân tình này sẽ cực kỳ quan trọng trong thường ủy tỉnh ủy. Lý Giật Phong nở nụ cười tủm tỉm bỏ đi. Bầu không khí trong phòng không có gì thay đổi, thế nhưng Tiếu Tử Đông ngồi bên cạnh Vương Tử Quân lại cảm thấy rất ấm áp. Nếu như trước khi Lý Giật Phong chưa đi qua thì hắn còn có chút hoài nghi, như vậy đến bây giờ thì hắn đã biết rõ sự kiện mình tiến lên vị trí phó chủ tịch thành phố đã như ván đóng thuyền. Cậu Tiếu, chúc mừng cậu, sau này cậu sẽ tiến lên một cảnh giới khác. Quách Tiên Vi nhìn thấy vẻ mặt biến đổi của Tiếu Tử Đông, sau đó hắn nâng ly rượu lên chúc mừng Tiếu Tử Đông. Sau khi dùng cơm với Tiếu Tử Đông, Vương Tử Quân cáo từ hai người Quách Tiên Vi và Tiếu Tử Đông. Lúc này Tiếu Tử Đông đã biết Vương Tử Quân tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy, thế là trong lòng càng vui mừng không thôi. Hèn gì Lý Giật Phong nói chuyện khách khí như vậy, thì ra lão lãnh đạo của mình đã tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy, xem ra sau này phải trao đổi nhiều hơn với lãnh đạo của mình. Vì còn cả buổi chiều mới đến bữa tiệc tối. Thế cho nên Vương Tử Quân cho Lý Đức Trụ lái xe đến nhà Trương Lão Gia Tử. Tuy phong cảnh vẫn như trước, thế nhưng lúc này sức khỏe của Trương Lão Gia Tử căn bản không bằng như trước. Nhưng Trương Lão Gia Tử vẫn đang còn rất minh mẫn, nói chuyện khá lớn. Lão ngồi trên ghế trong sân, vừa uống trà vừa nói chuyện với Vương Tử Quân, nói nhiều nhất chính là những năm tháng hào hùng của mình khi còn trẻ. Đối với tâm tính thích nói chuyện cũ của các cụ, Vương Tử Quân căn bản là hiểu rõ. Dù là Mạc Lão Gia Tử hay ông nội nhà hắn đều thu lại lịch sử phát triển của mình, mọi người đều nói không ngừng miệng, mà điều làm cho các cụ vui nhất chính là con cháu hiếu kính với mình. Vương Tử Quân là người rèn luyện bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện đến cao độ, hắn vừa nghe Lão Gia Tử lên tiếng, vừa thỉnh thoảng mở miệng hỏi han, không khỏi làm cho Lão Gia Tử cảm thấy rất vui. Tử Quân, tiểu tử cậu có thể đi đến vị trí hôm nay, tôi đây cũng thật sự không ngờ. Sau khi nói về vài sự kiện trong chiến đấu năm xưa, Trương Lão Gia Tử chợt thay đổi chủ đề nói. Trước mặt người khác thì Vương Tử Quân nhất định sẽ khiêm tốn một phen, là nhờ vào sự bồi dưỡng của tổ chức.
Thế nhưng trước mặt Trương lão gia tử thì nói như vậy là không có ý nghĩa, hắn khẽ cười nói. Cái này là nhờ cháu có chút thành tích. Nhìn Vương Tử Quân cười tươi như hoa, Trương lão gia tử chợt mắng. Tiểu tử cậu đúng là càng ngày càng không ra gì, mới được khen một cái mà vểnh lỗ mũi lên trời rồi. Hi hi, đây không phải là ông không xem cháu là người ngoài sao? Vương Tử Quân trả lời làm cho Trương lão gia tử rất thỏa mãn, lão nhìn Vương Tử Quân, cười hi hi một lúc, sau đó gương mặt chợt trở nên nghiêm túc. Tử Quân, biết cái gì là chính trị gia không? Giọng nói của Trương lão gia tử làm cho Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn thu nụ cười trên mặt, sau đó trầm giọng nói. Ông, chính trị gia chính là phát triển khát vọng chính trị của mình. Vương Tử Quân cũng không giấu giếm, hắn trực tiếp nói ra những gì thấu hiểu của mình về chính trị. Cậu chỉ nói đúng được phân nửa. Trương lão gia tử lắc đầu rồi nâng ly nước lên nói. Chính trị gia còn có một phương diện quan trọng, chính là thông qua hành động của mình để làm cho đối thủ ngày càng ít, đồng minh ngày càng nhiều. Chỉ khi nào có thật nhiều đồng minh thì mới có thể tiến xa hơn. Trương lão gia tử không tiếp tục lên tiếng nhưng ánh mắt lại tràn đầy nghiêm túc. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Trương lão gia tử, hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong lòng. Trước khi đi đến vị trí thường ủy tỉnh ủy, Vương Tử Quân trên cơ bản toàn dựa vào sức lực của mình để tiến lên. Tuy hắn cũng có một nhóm đồng minh, thế nhưng quan hệ giữa các bên cũng không quá sâu. Lúc này lời nói của Trương lão gia tử càng làm cho hắn sinh ra cảm giác như được nghe tiếng chuông vào lúc sáng sớm. Làm cho kẻ địch của mình ngày càng ít, đồng thời cũng làm cho đồng minh ngày càng nhiều, chỉ như vậy thì mới có thể tiến xa hơn. Vương Tử Quân ngồi trong nhà Trương lão gia tử mà suy nghĩ rất nhiều. Lúc này kinh nghiệm kiếp trước và kiếp này giống vì những lời nói của Trương lão gia tử mà liên tục chuyển hóa trong đầu hắn. Ông à, cháu đi đây. Vương Tử Quân nhìn bầu trời dần tối, thế là khẽ nói với Trương lão gia tử. Tuy Vương Tử Quân cũng không nói gì, thế nhưng Trương lão gia tử là người kinh nghiệm tràn trề, có gì mà chưa từng gặp qua. Lần này sở dĩ lão nói ra những lời như vậy cũng vì không xem Vương Tử Quân là người ngoài. Lúc này phản ứng của Vương Tử Quân làm cho Trương lão gia tử cảm thấy rất thỏa mãn. Ngọc không mài giũa sẽ không sáng. Trong mắt Trương lão gia tử thì Vương Tử Quân là một khối ngọc, mà khối ngọc này không khác gì con cháu trong nhà, vì vậy mới dùng ngôn ngữ để chỉ điểm cho Vương Tử Quân, làm cho hắn sửa đổi những thứ tích cách không phù hợp với quan trường. Tiểu tử, có một quyển sách không quá hay nhưng một câu trong đó lại nói rất đúng với phương diện quan trường. Tiểu tử cậu phải nhớ một câu, đó là hăng quá hóa dở. Trương lão gia tử chợt đứng lên khỏi ghế rồi vỗ vỗ bả vai của Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân đồng ý một tiếng rồi rời khỏi nhà Trương lão gia tử, khi lên xe hắn vẫn cân nhắc lời nói của Trương lão gia tử. Sau đó Vương Tử Quân đến khách sạn Sơn Viên, hắn đã đến khách sạn này không ít lần, lúc này nhìn qua cũng không khác gì dĩ vãng. Chào bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì một tên trẻ tuổi mập mạp đi đến, hắn nở nụ cười vui vẻ vươn hai tay với Vương Tử Quân, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Vương Tử Quân biết người này, chính là giám đốc khách sạn Sơn Viên, hình như còn có chức vụ phó cục trưởng cục quản lý sự vụ cơ quan ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng tên tuổi cụ thể là gì thì Vương Tử Quân căn bản là không nhớ rõ. Trước kia khi Vương Tử Quân đến thì hai bên có chút quen biết mà thôi, nhưng bây giờ khi Vương Tử Quân xuống xe, đối phương rõ ràng là chờ sẵn để tiếp đón. Vương Tử Quân mỉm cười bắt tay nói hai câu với người kia, nói rằng cảnh sắc của khách sạn Sơn Viên thật sự rất đẹp. Bí thư Vương, mời ngài đi bên này, tôi là tiểu tử của khách sạn Sơn Viên, sau này ngài có việc gì cứ phân phó. Người nọ đã hơn 45 tuổi, nhưng vẫn xưng là tiểu tử trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe đối phương nói tên thì cười ha hả nói. Anh Tử, anh cũng không nên nói tôi già cỗi, chúng ta cũng không phải người ngoài, cũng đừng nên khách khí như vậy. Vương Tử Quân nói một câu không phải là người ngoài làm cho anh Tử cảm thấy rất vui. Hắn thầm nghĩ, ai cũng nói các vị thường ủy tỉnh ủy căn bản không dễ tiếp xúc, xem ra cũng không phải là như vậy, hay là anh ấy có sự coi trọng với mình. Anh Tử có ý nghĩ như vậy, thế là càng thêm cung kính với Vương Tử Quân, lời nói càng tràn đầy thân cận. Bí thư Vương, mỗi lãnh đạo tỉnh ủy đều có một điểm nghỉ ngơi ở chỗ này. Ngài là người thường xuyên đến thành phố Sơn Viên công tác,
sao có thể không có địa điểm nghỉ ngơi cho được. Khách sạn Sơn Viên là một địa phương chuyên phục vụ cho lãnh đạo, nếu không đảm bảo điều kiện tốt cho ngài nghỉ ngơi, như vậy cũng là tôi không làm tốt công tác của mình. Anh Từ vừa cùng Vương Tử Quân đi vào trong khách sạn, vừa nói ra ý nghĩ sắp xếp phòng cho Vương Tử Quân ở khách sạn Sơn Viên. Tuy Vương Tử Quân có nhiều địa điểm nghỉ ngơi ở thành phố Sơn Viên, đặc biệt là thành phố La Nam còn có văn phòng ở nơi này, nhưng hắn vẫn tiếp nhận ý tốt của anh Từ. Tuy hắn không nhất định đi đến, thế nhưng hắn tiếp nhận vẫn làm cho anh Từ cảm thấy cực kỳ vui mừng. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng, thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ đã đến, hắn đang nói chuyện gì đó với một cô gái trẻ mặc tây trang. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Quan Vĩnh Hạ cười nói. Bí thư Vương, tôi đang định gọi điện thoại cho người quan trọng nhất của bữa tiệc hôm nay là anh, cũng không ngờ anh đã đến. Xem ra câu nói nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến là không sai. Vương Tử Quân vươn tay bắt tay Quan Vĩnh Hạ, sau đó cười nói. Tôi đây vốn chuẩn bị ngủ lấy sức, nhưng nghĩ đến phương diện thư ký trưởng muốn triệu kiến tôi, nào còn dám ngủ. Thế là mới nhanh chóng chạy đến đây. Hai người Vương Tử Quân và Quan Vĩnh Hạ nói chuyện với nhau rồi cười phá lên ha hả, nhưng nụ cười của Vương Tử Quân thì ung dung tự nhiên, nụ cười của Quan Vĩnh Hạ lại có chút khác thường. Vương Tử Quân vẫn là một cán bộ lãnh đạo thanh niên trẻ tuổi hăng hái, nhưng lúc này nhìn lại Vương Tử Quân thì Quan Vĩnh Hạ lại sinh ra cảm giác khác thường. Nhưng rốt cuộc đó là cảm giác gì thì Quan Vĩnh Hạ căn bản là khó nói nên lời. Bí thư Vương, đây là Thẩm Lệ Mi phó giám đốc khách sạn Sơn Viên, chính là một người có khả năng của khách sạn Sơn Viên. Quan Vĩnh Hạ khẽ vẫy tay với người phụ nữ trẻ tuổi ở bên cạnh rồi lên tiếng giới thiệu. Người phụ nữ kia hơn 30 tuổi, dáng người không phải rất cao, thế nhưng cơ thể lồi lõm hấp dẫn, đứng nơi đó cực kỳ thu hút ánh mắt người khác. Chào Bí thư Vương. Sau này mong bí thư chỉ đạo công tác của khách sạn chúng tôi nhiều hơn một chút. Thẩm Lệ Mi nói, nàng cung kính duỗi hai tay của mình ra. Vương Tử Quân nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Thẩm Lệ Mi mà sinh ra chút cảm giác khác thường, hắn cười cười nói với Thẩm Lệ Mi. Khách sạn Sơn Viên chính là khách sạn kiểu mẫu ở tỉnh Sơn Nam, Chí Tân đã sớm yêu cầu tôi cho người đến học tập, đến lúc đó mong giám đốc Thẩm cũng đừng quá tiếc rẻ kinh nghiệm. Lãnh đạo phân phó thì tôi nào dám có tâm tư như vậy. Tuy Thẩm Lệ Mi vẫn muốn nói thêm vài lời với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân đã chuyển chú ý của mình lên người Quan Vĩnh Hạ. Tâm tính của Vương Tử Quân đã có sự chuyển biến sau cuộc trò chuyện với Trương Lão Gia Tử, thế nhưng cấp bậc của Tiễn Minh Lý vào lúc này căn bản không làm hắn sinh ra nhiều chú ý. Thẩm Lệ Mi còn trẻ mà đã là phó giám đốc khách sạn Sơn Viên, tất nhiên cũng không phải chỉ dựa vào năng lực. Phương diện khôn khéo và diện mạo cũng là những thứ có quan hệ trực tiếp. Lúc này ánh mắt của Thẩm Lệ Mi chủ yếu tập trung lên người vị thường ủy tỉnh ủy trẻ tuổi đang chậm rãi trò chuyện với thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ. Tuy trên mặt Bí thư Vương vẫn luôn là nụ cười tỏa sáng, thế nhưng nụ cười đó lại làm cho người ta sinh ra cảm giác khó hiểu. Loại người như thế này là thật sự khó hầu hạ. Bí thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch khi nào thì đến? Vương Tử Quân nói hai câu với Quan Vĩnh Hạ thì cười hỏi. 5 phút sau, Quan Vĩnh Hạ nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Đáng lý ra hai vị lãnh đạo sẽ đến sớm, thế nhưng tạm thời có chút việc, thế cho nên phải trì hoãn một chút. Vậy chúng ta đi ra đại sảnh nghênh đón lãnh đạo. Vương Tử Quân nói rồi cất bước đi ra bên ngoài. Nghênh đón Bí thư Hào Nhất Phong chính là công tác của Quan Vĩnh Hạ. Nhưng Vương Tử Quân không phải là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy mà là thường ủy tỉnh ủy, ở trong phòng chờ cũng không phải là thất lễ. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại muốn đi ra nghênh đón đám người Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ nhìn Vương Tử Quân cất bước đi ra, hắn không khỏi nhíu mày thêm chặt. Lúc này hành động của Vương Tử Quân làm cho hắn cảm thấy rất khó hiểu, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác, đó chính là Vương Tử Quân bây giờ thật sự rất khó đối phó. Quan Vĩnh Hạ hầu như là người nhìn thấy rõ sự phát triển của Vương Tử Quân ngay từ đầu, hắn thật sự rất bội phục năng lực của viên cán bộ thanh niên này, hơn nữa còn là một người có nhiều kinh nghiệm đấu tranh, lại có thành tích rất lớn, thường tìm được thành tích xứng đáng trong các cuộc tranh chấp. Chương 1023, không cầu đắc ý nhất thời, nhưng muốn một đời mưu sâu. Lúc này Vương Tử Quân hạ thấp tư thái tiếp đón Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ không ngây thơ cho rằng Vương Tử Quân sợ Hào Nhất Phong, không phải như vậy thì lại là thứ gì?
Vô tình Quan Vĩnh Hạ chợt nghĩ đến một quyển sách cổ, trong đó cũng không ghi quá rõ ràng, thế nhưng ý nghĩa của nó thì hắn vẫn nhớ rõ. Một người càng khiêm tốn thì toan tính trong lòng càng thêm lớn. Những lời này làm cho Quan Vĩnh Hạ cảm thấy rất đúng đắn, hơn nữa càng cảm thấy phù hợp với Vương Tử Quân vào lúc này. Bí thư Nhất Phong, Chủ tịch Thạch. Khi Vương Tử Quân bắt tay Hào Nhất Phong, trên mặt Hào Nhất Phong chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chút ngạc nhiên đó của Bí thư Nhất Phong cũng nhanh chóng tan biến sạch sẽ. Dù sao thì Hào Nhất Phong cũng không phải người thường, lão vẫn tỏ ra nhiệt tình khi bắt tay với Vương Tử Quân, không có chút biểu hiện khác thường. Thạch Kiên Quân nhìn vẻ tiêu sái tự nhiên của Vương Tử Quân, cũng vươn tay bắt chặt tay Vương Tử Quân. Sau đó đoàn người vây quanh Bí thư Nhất Phong đi vào phòng như sao sáng quanh trăng. Tử Quân, hôm nay mở tiệc đặc biệt chiêu đãi cậu tiến vào hàng ngũ thường ủy tỉnh ủy, cậu ngồi đây. Hào Nhất Phong chỉ vào vị trí chính giữa rồi cười tủm tỉm nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Bí thư Nhất Phong, tôi luôn là người tam tầm đúng theo giờ của lão lãnh đạo, hôm nay có lãnh đạo ở chỗ này, tôi ngồi bên cạnh mới là phù hợp. Vương Tử Quân nói ba chữ lão lãnh đạo rất tự nhiên nhưng những vị thường ủy tỉnh ủy còn lại thì dùng ánh mắt mập mờ nhìn về phía bí thư Hào Nhất Phong, thầm nghĩ đây cũng không phải là lão lãnh đạo của Vương Tử Quân. Vì lão lãnh đạo này cũng không phải có đúng ý nghĩa của nó, vì Hào Nhất Phong vẫn luôn muốn nắm bắt Vương Tử Quân, tiếc là không có năng lực đó. Vì không nói đến chuyện công tác thế cho nên bữa tiệc hoan nghênh Vương Tử Quân có bầu không khí rất tốt. Đám người Hào Nhất Phong đều là cáo thành tinh. Tuy trong lòng đều có những toan tính nhỏ nhặt, thế nhưng khi cùng dùng cơm lại cực kỳ hài hòa và vui vẻ. Vương Tử Quân nhìn Hào Nhất Phong cùng cùng ly với Thạch Kiên Quân, hắn biết mình cần phải cải tiến thêm ở nhiều phương diện. Phải đến 8 giờ thì bữa cơm mới xem như kết thúc, mặc dù có chút chóng mặt nhưng Vương Tử Quân vẫn kiên trì tiến Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân lên xe. Khi xe của hai người chậm rãi bỏ chạy đi, Đường Cảnh Ung chuẩn bị lên xe chợt nói với Vương Tử Quân. Tử Quân, hai ngày nữa có một lớp huấn luyện cán bộ cấp tỉnh, tuyến trên điểm danh cho cậu tham gia huấn luyện. Nhận chức huấn luyện đây là chuyện bình thường, nhưng căn cứ vào nguyên tắc lãnh đạo cho một hạt táo cũng phải xem là dĩa trái cây, Vương Tử Quân đi đến bên cạnh cười nói với Đường Cảnh Ung. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, ngài có thể nói ra chút thông tin được không, lần này cần bao lâu? 2 tháng, không dài cũng không ngắn, ban huấn luyện lần này chủ yếu là cán bộ cấp tỉnh. Đây chính là một cơ hội khó kiếm. Đường Cảnh Ung mở miệng nói đây là cơ hội, Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ vấn đề, hắn cười cười nói với Đường Cảnh Ung. Lão lãnh đạo, hôm nay ngài có rảnh không? Nếu không chúng ta tìm chỗ nào đó uống trà tâm sự. Đường Cảnh Ung vốn không nghĩ đến chuyện uống trà, nhưng khi nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, hắn không tự chủ được phải nói. Vậy thì chúng ta đi uống chút trà. Vương Tử Quân uống trà với Đường Cảnh Ung khá hòa hợp, vì hai bên không dây dưa quá nhiều về lợi ích, hơn nữa lại nhất trí cùng mục tiêu, thế cho nên có khá nhiều chủ đề chung. Tử Quân, nhiệm kỳ tới cậu phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Trước khi lên xe Đường Cảnh Ung bắt chặt tay Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân hiểu rõ nhiệm kỳ mới là gì, hắn biết rõ Đường Cảnh Ung đến tỉnh Sơn Nam chính là muốn tăng lực ảnh hưởng, nhiệm kỳ mới nhất định sẽ là một cơ hội lớn. Nhiệm kỳ mới thì mình sẽ nên làm thế nào đây? Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân khẽ nhắm mắt lại. Buổi tối Vương Tử Quân cũng không quay về nhà của mình và Trương Lộ Giai, hắn quay về khu thường trú của thành phố La Nam ở thành phố Sơn Viên. Tuy hắn cũng rất muốn ở bên cạnh cơ thể nóng hừng hực như lửa của Trương Lộ Giai, thế nhưng lúc này hắn là đối tượng được không ít người chú ý, thế cho nên có một số việc nên an phận thì tốt hơn. Một đêm ngủ nghỉ. 6 giờ 30 sáng hôm sau Vương Tử Quân tỉnh dậy, đã có đầy đủ nhân viên lớn nhỏ chờ đợi bên ngoài phòng. Sau khi hắn ra khỏi phòng thì một bữa sáng phong phú đã được dọn sẵn. Vương Tử Quân nhìn thức ăn liên tục được dâng lên mà không khỏi nhíu mày. Hắn biết mình ăn hết được bao nhiêu, bây giờ khách sạn đưa lên nhiều món như vậy, rõ ràng là hắn dù có cố gắng cũng chưa hết phân nửa. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua nhóm người chung quanh, khi chuẩn bị nói ra vài lời bất mãn. Hắn chợt quay sang nhìn Khương Long Cương rồi sửa lời. Tôi đây ăn sáng thích vui vẻ náo nhiệt, mọi người cùng ăn sẽ vui hơn. Tôi thấy mọi người có lẽ cũng chưa ăn sáng, hay là chúng ta cùng ăn nhé? Vương Tử Quân nói rồi ngồi xuống,
những người khác nhìn về phía Khương Long Cương. Khương Long Cương là người biết lãnh đạo của mình thích hiên tĩnh, lúc này thấy Vương Tử Quân yêu cầu mọi người cùng ngồi dùng cơm, đầu tiên cảm thấy lắp bắp kinh hãi. Hắn chợt hiểu ý của lãnh đạo, sau đó nói với đám người Lý Đức Trụ. Bí thư Vương thích náo nhiệt vui vẻ, chúng ta cùng dùng cơm cho vui. Vị chủ nhiệm khu thường trú tất nhiên sẽ rất vui mừng. Hắn là cán bộ thành phố La Nam, tất nhiên biết rõ địa vị của Bí thư Vương ở thành phố La Nam là gì. Người này không những là lãnh đạo cao nhất ở La Nam, còn là người có thanh danh cao vời trong mắt người dân La Nam. Lời nói của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam hầu như là quân lệnh, những lời được Bí thư Vương nói ra hầu như là câu cửa miệng của cán bộ La Nam. Hơn nữa chỉ cần Bí thư Vương lên tiếng, những sự việc chưa được chứng thực căn bản đều được giải quyết rõ ràng sốt sắng. Lúc này Bí thư Vương yêu cầu nhóm người bọn họ cùng ăn sáng, đây là sự kiện cực kỳ vinh hạnh. Vương Tử Quân ăn sáng rất đơn giản, cũng rất nhanh, chỉ vài phút đã xử lý xong vài món cho vào bụng. Khi đám người chung quanh thấy Bí thư Vương nhanh chóng xử lý bữa sáng, cũng không khỏi đẩy nhanh tiến độ của mình. Khi dùng cơm sáng thì vị chủ nhiệm khu thường trú luôn quan sát động tác của Vương Tử Quân, khi thấy Vương Tử Quân ngồi uống sữa, hắn đã hiểu ý của lãnh đạo. Chủ nhiệm khu thường trú thành phố La Nam vừa đổ mồ hôi hột vừa tràn đầy cảm kích với Bí thư Vương. Hắn thầm nghĩ Vương Tử Quân là lãnh đạo lớn như vậy còn chú ý đến cảm thụ của mình, sau này nếu hắn không làm tốt công tác phục vụ cho Bí thư Vương, như vậy không phải phụ lòng săn sóc của Bí thư Vương với cán bộ cấp dưới sao. Tuy bữa ăn sáng rất nhanh nhưng đám người ngồi đây đều là hạng thông minh, phần lớn đều hiểu ý của Bí thư Vương. Mặc dù mọi người không nói, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân đã có sự biến đổi không nhỏ. Trước khi Vương Tử Quân dùng cơm xong, Khương Long Cương nhìn vẻ mặt biến đổi của mọi người, hắn càng thêm sinh ra cảm giác kính phục lãnh đạo. Trong lòng thầm nghĩ thủ đoạn của lãnh đạo càng lúc càng thêm mượt mà, sau này mình nên chú tâm học tập nhiều hơn. Bí thư Vương, hôm nay chúng ta quay về sao? Khương Long Cương khẽ báo cáo với Vương Tử Quân về vài cuộc điện thoại yêu cầu chỉ thị, sau đó khẽ nói. Không cần, chút nữa anh liên lạc với người thành phố Đông Bộ, để xem Bí thư Nguyễn Trấn Nhạc trưa nay có rảnh không? Tôi muốn mời anh ta dùng cơm. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Mời Nguyễn Trấn Nhạc dùng cơm. Chính mình không nghe lầm đấy chứ. Lúc này Nguyễn Trấn Nhạc đã nhận được điều lệnh, kết cục là ảm đạm rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Khương Long Cương nghe nói bây giờ nhóm người được Nguyễn Trấn Nhạc đề bạt đã sớm giạt ra xa, chỉ sợ Vương Tử Quân mới nhận chức thường ủy tỉnh ủy sẽ vung dao lên đầu mình. Dù sao thì Bí thư Vương ngày xưa cũng là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Vâng, tôi sẽ liên lạc ngay. Khi Khương Long Cương bấm số điện thoại của Nguyễn Trấn Nhạc, lúc này Nguyễn Trấn Nhạc cũng đã đến thành phố Sơn Viên. Lần này người đi tiễn hắn, ngoài hắn với lái xe và thư ký, ngay cả người được chính tay hắn để bạt trọng dụng là Triệu Đức Cản cũng không có mặt. Xem như lúc này Nguyễn Trấn Nhạc đã chính thức hiểu được thế nào là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Nguyễn Trấn Nhạc căn bản rất tức giận đối với hành vi của những người kia. Tuy tức giận nhưng hắn cũng biết rất rõ người trong giang hồ thân bất do kỷ, mọi người cũng xem như là bất đắc dĩ mà thôi. Lần này hắn ra đi cũng không biết sau này có về tỉnh Sơn Nam nữa hay không, nhưng mọi người còn phải ở lại tỉnh Sơn Nam, người kia bây giờ lại là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, mọi người băn khoăn lo lắng cũng là tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi an ủi mình bằng những câu nói như vậy thì Nguyễn Trấn Nhạc mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tuy Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy và phải gánh chịu công tác ở thành phố La Nam, lực ảnh hưởng ở tỉnh Sơn Nam thậm chí có thể nói không bằng một vị phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng lại là người làm hư việc nhiều hơn thành công. Một khi hội nghị thường ủy nghiên cứu vấn đề nhân sự, chỉ cần hắn mở miệng phản đối, chỉ sợ sẽ có không ít người mở miệng theo sau. Trấn Nhạc, đến khi anh vùng lên một lần nữa, chỉ sợ đám người kia sẽ cảm thấy cực kỳ hối hận vì hành vi ngày hôm nay. Tào Chân Nhi tuy là người đồng sàng dị mộng với Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng thái độ của nàng ở những phương diện thế này lại căn bản rất nhất trí với chống, không mưu mà hợp. Nguyễn Trấn Nhạc khoát tay áo nói. Thôi bỏ đi, bọn họ còn phải công tác ở trong tỉnh Sơn Nam, không cần so đo nhiều như vậy. Tào Chân Nhi không phải là người ngốc nghếch, nàng hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Nguyễn Trấn Nhạc. Nhưng gần đây nàng thường ở vào tình huống sao sáng quanh trăng. Lúc này phải ảm đạm rời khỏi tỉnh Sơn Nam, rời khỏi địa phương đầy mơ ước,
điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy khó thể tiếp thụ. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Trấn Nhạc nhìn vào dãy số điện thoại gọi đến, hắn trầm ngâm giây lát rồi nhấn nút nghe. Bí thư Nguyễn, tôi là Triệu Đức Càn, hôm nay bí thư Lý trên tỉnh ủy xuống kiểm tra công tác tự động hóa ở văn phòng thị ủy, thế là không thể nào đi được. Triệu Đức Càn dùng lời nói chất phác, rõ ràng hắn cảm thấy rất hài lòng vì lý do của mình. Nguyễn Trấn Nhạc cười cười, hắn cố gắng áp chế cảm giác trong lòng rồi nói. Đức Càn, bây giờ là thời điểm mấu chốt của thành phố Đông Bộ, anh giữ vững cương vị của mình là đúng. Sau khi tôi đi, con đường của anh sau này sẽ càng thêm gian nan, nhất định phải cẩn thận hơn. Cảm ơn bí thư Nguyễn, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Triệu Đức Càn nói ra vài lời trung tâm rồi cúp điện thoại. Trấn Nhạc, anh cần gì phải mở miệng mới loại tiểu nhân thay đổi chóng mặt như vậy? Trực tiếp cúp điện thoại là được rồi. Tào Chân Nhi tuy không nghe rõ ràng Triệu Đức Càn nói gì trong điện thoại, thế nhưng nàng căn cứ vào lời nói của Nguyễn Trấn Nhạc, nàng vẫn có thể đoán được một hai. Nguyễn Trấn Nhạc lại cười cười nói. Tôi là một người phải đi, dù có muốn làm gì cũng xem như bất lực. Nếu đã như vậy thì sao không làm cho người ra đi và kẻ ở lại có chút thoải mái? Tha thứ cũng là một tâm tính tốt. Nguyễn Trấn Nhạc nói đến đây thì hít vào một hơi thật sâu, sau đó trên mặt lộ ra vài phần cảm khái. Tuy lần này rời khỏi La Nam trong tình huống suy sụp tinh thần, thế nhưng còn có một thứ có được, chính là lão gia tử nói đúng, trước kia anh quá thông thuận, thế nên dưỡng thành thói quen tự ngạo. Sau này cần phải mở rộng ý chí. Nói không chừng tương lai phát triển sẽ mạnh mẽ hơn. Tào Chân Nhi không nói gì, nàng nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Nguyễn Trấn Nhạc, cảm thấy vui mừng vì sự phát triển vào lúc này của hắn. Lúc này hắn không chán trường, ngược lại càng thêm trưởng thành, thế nên dùng giọng chân thành nói. Trấn Nhạc, em tin tưởng anh nhất định sẽ làm rất tốt. Chân Nhi, đây là những ngày cuối cùng của chúng ta ở tỉnh Sơn Nam, anh mời em dùng cơm. Nguyễn Trấn Nhạc dùng ánh mắt hăng hái nhìn Tào Chân Nhi, giống như muốn ném tất cả tình huống suy sụp tinh thần vào dòng nước. Tốt! Thấy Nguyễn Trấn Nhạc vui vẻ hào sảng thì Tào Chân Nhi cảm thấy rất vui, nàng tiếp nhận lời mời của Nguyễn Trấn Nhạc không chút do dự. Khi Tào Chân Nhi và Nguyễn Trấn Nhạc đang định tìm một quán cơm đặc sắc để ăn vài món thì điện thoại lại vang lên, lúc này Nguyễn Trấn Nhạc nhìn dãy số lạ lắm, hắn có chút do dự, sau đó vẫn tiếp điện thoại. Anh Trấn Nhạc! Tôi là Vương Tử Quân, bây giờ anh đang ở thành phố Sơn Viên sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên trong lỗ tai của Nguyễn Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc chưa từng nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ có ngày gọi điện thoại cho mình. Trên đường đi đến Sơn Viên, hắn nghĩ rằng nhiều khả năng Vương Tử Quân sẽ gọi cho mình, nếu không có đối phương thì chỉ sợ rằng bây giờ hắn mới là người đang ở vào trạng thái xuân phong đắc ý, nào có phải là thằng xui xẻo đang muối mặt rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Nguồn tungsoans.com. À, tôi đang ở trên đường Ba Hợp. Vì giật mình nên tư duy của Nguyễn Trấn Nhạc có chút hỗn loạn, hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp trả lời. Ha ha, thật trùng hợp, tôi cũng ở trên con đường này, anh nói địa điểm cụ thể đi, tôi sẽ đến, xem như giảm bớt chút tiền điện thoại. Vương Tử Quân nói rất tùy ý, thế nhưng giống như hai người bạn lâu năm không gặp lại. Nguyễn Trấn Nhạc lúc này đã có hơn chục lý do để từ chối, thế nhưng có một lý do trong đó lại thuyết phục hắn, hắn thật sự có xúc động muốn gặp Vương Tử Quân. Hắn muốn đối mặt với một Vương Tử Quân đang xuân phong đắc ý, để xem mình có thể chịu đựng được hay không. Xem như rèn luyện khả năng thừa nhận của chính mình. Bí thư Vương, tôi đang ở cổng siêu thị Quân Thành. Nguyễn Trấn Nhạc vừa đặt điện thoại xuống thì Tào Chân Nhi ở bên cạnh đã dùng giọng kinh ngạc hỏi. Là điện thoại của Vương Tử Quân sao? Đúng vậy, anh ta gọi điện thoại muốn đến gặp anh. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn thoáng qua Tào Chân Nhi rồi trầm giọng nói. Chương 1024, biết người giả khôn tự biết mình hiểu chuyện. Anh ta đến đây làm gì? Khoe khoang mình là thường ủy tỉnh ủy sao? Anh cũng đúng là, sao không từ chối bây giờ đang bận gặp bạn? Tào Chân Nhi nhìn Nguyễn Trấn Nhạc rồi dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Nguyễn Trấn Nhạc không nói ra chút toan tính trong lòng mình cho Tào Chân Nhi, hắn khẽ cười với nàng rồi nói. Nếu người ta đã muốn gặp mặt, như vậy gặp mặt nhau thì có gì chứ? 5 phút sau xe của Vương Tử Quân đã đến bên cạnh xe Nguyễn Trấn Nhạc,
hắn nhìn Nguyễn Trấn Nhạc đứng bên cạnh xe, trên mặt là nụ cười vui vẻ, thế là nhanh chóng xuống xe. Anh Trấn Nhạc, chị Trân Nhi, hai vị thật sự là vợ chồng hạnh phúc, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Vương Tử Quân bắt tay với Nguyễn Trấn Nhạc rồi cười nói với hai người. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc đã có quyết định của riêng mình, thế nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì hắn không khỏi cảm thấy có chút run rẩy. Hắn cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái, sau đó miễn cưỡng cười nói. Chào Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, anh nói như vậy rõ ràng là khen chính mình, bây giờ có ai không biết anh và Tiểu Bắc là một cặp đôi làm cho người ta hâm mộ chứ? Tào Chân Nhi vốn muốn đánh trả, thế nhưng lời nói cuối cùng lại có chút ghen tuông. Tào Chân Nhi và Mạc Tiểu Bắc trước nay đều là cấp bậc công chúa làm cho người ở thủ đô cảm thấy chói mắt, khi nàng gả cho Nguyễn Trấn Nhạc còn Mạc Tiểu Bắc chỉ gả cho một tên nhà quê ở tỉnh Chiết Giang, trên cơ bản nàng đã xem như áp chế được Mạc Tiểu Bắc. Nhưng Tào Chân Nhi còn chưa hưởng thụ được tình huống tôn vinh bao lâu thì gặp phải chuyện này, bây giờ chồng nàng bại ở tỉnh Sơn Nam, Vương Tử Quân người ta lại hát vang tiến mạnh tiến lên hàng ngũ cán bộ phó bộ. Khi trở về không biết sẽ có bao nhiêu người nói ra nói vào, Tào Chân Nhi nghĩ đến đám người miệng lưỡi sắc bén và nhanh nhạy kia, nàng không khỏi sinh ra cảm giác mất thoải mái. Vương Tử Quân hồn nhiên như không nghe rõ ý nghĩa câu nói của Tào Chân Nhi, hắn cười ha hả nói. Chị dâu, chúng ta cũng đừng thổi phồng nhau làm gì, người ngoài không biết còn tưởng chúng ta đang tham gia bầu chọn gia đình văn hóa. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Nguyễn Trấn Nhạc. Anh Trấn Nhạc. Các anh chỉ có lẽ còn chưa dùng cơm, đi thôi, chúng ta đi ăn vài món đặc sản Sơn Viên. Trên đường đi Nguyễn Trấn Nhạc còn suy đoán Vương Tử Quân sẽ đưa mình đi dùng cơm ở khách sạn nào, hắn thậm chí còn nghĩ đến địa phương tụ tập các nhân vật có máu mặt là khách sạn Sơn Viên, nếu Vương Tử Quân mời mình đến đó dùng cơm, như vậy mới có tư cách là người chiến thắng. Nguyễn Trấn Nhạc đã chuẩn bị tất cả, đã sớm xem đây là một khảo nghiệm về tố chất chính trị của chính mình. Nhưng hắn thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại đưa mình đến một quán ăn tầm thường mà thôi. Anh Trấn Nhạc, không phải tôi không chịu bỏ tiền, nhưng chỗ này có nhiều món ăn mang đậm chất bản địa của Sơn Viên. Vương Tử Quân vừa đi vào trong quán vừa khẽ nói. Khi tôi công tác ở thành phố Sơn Viên đã đi khảo sát và cho ra kết luận như vậy. Sau khi nghe thấy lời nói giống hệt như thật của Vương Tử Quân thì Nguyễn Trấn Nhạc không khỏi mỉm cười. Hắn nhìn quán ăn với những người bình thường đi qua đi lại, biết rõ chỗ này căn bản khó thể nào gặp được các nhân vật lãnh đạo tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân mời hai vợ chồng hắn đến chỗ này dùng cơm, ngoài phương diện cho vợ chồng hắn nếm thử món ăn đặc sản của Sơn Viên, còn có một nguyên nhân là tránh mặt đám nhân vật lãnh đạo tỉnh kia sao? Hắn nghĩ như vậy mà cảm thấy có chút cảm kích vì sự sắp xếp của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gọi vài món ăn bản địa Sơn Viên. Sau đó Lý Đức Trụ đưa đến một chai rượu ngũ lương. Anh Trấn Nhạc, hai người chúng ta đã lâu không uống, hôm nay một bình rượu tôi và anh mỗi người một nửa, anh thấy thế nào? Vương Tử Quân vừa mở nắp chai rượu vừa khẽ mở miệng trưng cầu ý kiến của Nguyễn Trấn Nhạc. Tửu lượng của Nguyễn Trấn Nhạc là khá tốt, hắn nhìn chai rượu trong tay của Vương Tử Quân, sau đó cười mà nói. Tốt, bạn bè không chú trọng tửu lượng, chỉ uống đến khi cảm thấy thỏa mãn là được. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn bộ dạng rót rượu như mây trôi nước chảy của Vương Tử Quân, hắn không khỏi suy nghĩ thêm nhiều, hàng loạt lý do xuất hiện trong lòng hắn, nhưng hắn lại căn bản không thể nào nắm bắt được cho chính xác. Chị dâu có uống rượu không hay uống nước giải khát? Vương Tử Quân nhìn Tào Chân Nhi rồi khẽ hỏi. Sau khi Tào Chân Nhi xác định mình sẽ uống rượu, Vương Tử Quân rót giúp nàng nửa ly, sau đó hắn nâng ly lên nói. Anh Trấn Nhạc, chị dâu. Đã lâu không có cơ hội mời hai vị dùng cơm, chúng ta cùng cạn một ly. Cốc, ba chiếc ly nặng nề cùng vào nhau, lúc này ý nghĩ trong đầu Nguyễn Trấn Nhạc càng thêm quay cuồng. Hắn nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, trong lòng càng thầm nghĩ rốt cuộc anh đến với mục đích gì. Anh Trấn Nhạc, chị dâu, súp đậu hũ là món tạo nên thương hiệu của quán cơm này, bên trong còn bỏ hơn 10 loại nấm, mời ngài nếm thử. Nếu ngài muốn khỏe mạnh thì uống nhiều súp một chút. Muốn trường thọ thì ăn nhiều đậu hũ vào. Vương Tử Quân mặc kệ tình huống tâm tư của Nguyễn Trấn Nhạc đang rất phức tạp, khi quán cơm bưng thức ăn lên thì nhiệt tình khuyên hai người Nguyễn Trấn Nhạc ăn súp. Dựa vào gia thế hiển hách của hai người Nguyễn Trấn Nhạc và Tào Chân Nhi thì có món gì mà chưa dùng qua.
Thế nhưng hai người bọn họ ăn món súp hôm nay và cảm thấy rất thoải mái. Mãi đến khi bữa cơm sắp kết thúc thì Nguyễn Chấn Nhạc còn chưa suy đoán được tâm tư của Vương Tử Quân. Mà Vương Tử Quân cũng không nói những gì có liên quan đến phương diện chính đàn tỉnh Sơn Nam, cũng không nói một lời an ủi Nguyễn Chấn Nhạc. Khi kết thúc bữa cơm, Vương Tử Quân nâng ly rượu lên nói. Anh Chấn Nhạc, chị dâu, chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Sau khi cơm nước no nên thì Vương Tử Quân và hai vợ chồng Nguyễn Chấn Nhạc rời khỏi quán ăn. Khi đến cửa quán ăn thì Nguyễn Chấn Nhạc vẫn tiếp tục suy đoán mục đích của Vương Tử Quân ở sự kiện lần này. Nhưng đã làm hắn thất vọng, Vương Tử Quân vẫn chỉ nói ra vài lời thăm hỏi các cụ ở nhà, căn bản không nói thêm điều gì. Nguyễn Chấn Nhạc lên xe thì tiếp tục suy xét về những lời của Vương Tử Quân, Tào Chân Nhi cũng trầm mặc không nói, rõ ràng là người phụ nữ không chịu thua cả trời này cũng đang suy xét về những gì mà Vương Tử Quân vừa thực hiện. Xe chạy rất vững. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc rời khỏi tỉnh Sơn Nam nhưng tài xế vẫn xem như là một người tốt, được hắn sắp xếp phù hợp, căn bản là Nguyễn Chấn Nhạc nói gì nghe nấy. Anh không bằng hắn. Hơn 10 phút sau thì Nguyễn Chấn Nhạc chợt thở dài một câu rồi lẩm bẩm. Tào Chân Nhi đang mãi suy nghĩ về lời nói và việc làm của Vương Tử Quân, nhưng mãi mà không tìm ra được kết quả, bây giờ nghe thấy Nguyễn Chấn Nhạc nói như vậy thì không khỏi hỏi. Anh nói vậy có ý gì? Anh vốn cho rằng mình đã là người phá kén thành bướm, nhưng sau bữa cơm này thì anh chợt phát hiện mình còn không bằng người ta ở phương diện này. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì phủi tay nói. Anh ta mời chúng ta dùng cơm, mặc dù không nói gì cả, thế nhưng tất cả lời nói không có gì không biểu đạt cực kỳ đúng chỗ. Anh và anh ta sở dĩ có ân oán là vì cạnh tranh với nhau, bây giờ chúng ta rời đi, anh ấy mời chúng ta dùng cơm, thực tế thì bày tỏ một loại thiện ý. Nếu như chúng ta không tiếp thụ thì sao? Tào Chân Nhi dùng giọng cực đoan nói. Chúng ta tiếp nhận cũng được, không tiếp nhận cũng được, ý của anh ấy đã được biểu hiện đúng chỗ. Hơn nữa nếu chúng ta không tiếp nhận, như vậy cũng chỉ để cho anh ấy càng nhìn rõ anh mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì nói tiếp. Thật sự anh không bằng anh ta. Lần này anh thất bại cũng chỉ là tạm thời, sau này biết đâu anh sẽ phát triển xa hơn hắn. Cần gì phải tỏ ra chán chường như vậy chứ? Tào Chân Nhi nhìn vẻ mặt của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng dùng giọng không phục nói. Sau khi nghe lời của Tào Chân Nhi thì Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu, tâm trí hùng dũng bị đè nén bây giờ lại bùng cháy trong lòng. Chỉ mong sau này không nên tiếp tục cùng người kia húc vào mặt nhau nữa. Vương Tử Quân về thành phố La Nam chưa bao lâu thì nhận được thông báo đến trường đảng học tập. Lần này chỉ đi học 2 tháng. Thời gian học tập tính ra cũng không dài không ngắn. Vì có ngày báo danh rõ ràng thế nên Vương Tử Quân căn bản không dám trì hoãn. Sau khi hắn sắp xếp các sự việc ở thành phố La Nam thì đưa theo Khương Long Cương bay về thủ đô. Trước khi Vương Tử Quân lên đường thì Mạc Tiểu Bắc đã mang theo Tiểu Bảo Nhi lên máy bay đi trước. Vương Tử Quân vốn hy vọng cả nhà cùng đi với nhau, thế nhưng Mạc Tiểu Bắc cho rằng như vậy sẽ phát sinh ảnh hưởng không tốt. Nàng lấy lý do đi thăm hỏi lão gia tử để đi trước một bước. Bí thư Vương, phía trước hình như là hỗ chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm. 2 giờ sau, máy bay không có tình huống gì phát sinh, Vương Tử Quân ngồi trên máy bay có chút chờ mong sẽ xuất hiện mỹ nhân trước kia, thế nhưng nàng căn bản không trùng hợp xuất hiện trên chuyến bay này. Đi xuống máy bay, Khương Long Cương đưa mắt nhìn về phía cổng khách quý, sau đó chỉ tay nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Khương Long Cương và thấy vài người đứng nơi đó. Chủ nhiệm khu thường trú thủ đô Hỗ Khánh Điền vẫn có bộ dạng như cũ, Đồng Thiên Diệp ở bên cạnh vẫn thật sự là người cực kỳ quyến rũ xinh đẹp. Trước kia Vương Tử Quân cũng có không ít lần về thủ đô, thế nhưng đám người Hỗ Khánh Điền cũng không đến tận đây chào đón. Xem ra Hỗ Khánh Điền công tác rất tốt, đã làm tốt công tác với phía sân bay. Khi Vương Tử Quân thấy nhóm người Hỗ Khánh Điền, đám người Hỗ Khánh Điền đứng bên kia cũng đã thấy Vương Tử Quân và Khương Long Cương đang đi ra. Vì vậy bọn họ nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Nhưng người đi đầu cũng không phải là Hỗ Khánh Điền, mà là một người đàn ông trung niên. Người này nhanh chóng tiến đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng cung kính nói. Bí thư Vương, anh đi đường khổ cực rồi. Vương Tử Quân thật sự không biết người này. Khi hắn đang do dự thì Hỗ Khánh Điền đang đi theo sau lưng để hỗ trợ chợt dùng giọng cẩn thận nói. Bí thư Vương,
đây là chủ nhiệm Triệu Văn Hợp của khu thường trú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô, chủ nhiệm Triệu nghe nói hôm nay ngài về thủ đô, thế là cố ý tới đón ngài. Bí thư Vương chẳng những là bí thư thị ủy La Nam, càng là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam chúng ta, các khu thường trú chúng ta ở thủ đô đều phải có nhiệm vụ phục vụ cho lãnh đạo. Tuy gương mặt có hơi dài nhưng Triệu Văn Hợp nở nụ cười vui vẻ cũng không quá khó nhìn. Vương Tử Quân bắt tay Triệu Văn Hợp rồi nói. Chủ nhiệm Triệu quá khách khí rồi. Đại sảnh sân bay không phải chỗ trò chuyện, vài người nói chuyện vài CDAO, sau đó nhanh chóng cùng Vương Tử Quân đi ra đại sảnh như sao sáng quanh trăng. Bốn chiếc Mercedes-Benz chạy đến, sau khi đưa Vương Tử Quân ngồi lên chiếc xe đầu tiên, đoàn xe chậm rãi rời khỏi sân bay. Bí thư Vương, anh xem chúng ta có nên đến khách sạn Sơn Vinh hay không? Triệu Văn Hợp ngồi kế bên tài xế, người tự mình lái xe cho Vương Tử Quân chính là Hỗ Khánh Điền. Vương Tử Quân từng đi đến khách sạn Sơn Vinh, đây là khu thường trú tỉnh Sơn Nam, bản thân là khách sạn 4 sao, những phòng trên tầng thượng được sắp xếp không kém gì phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Thôi để dịp khác, hôm nay đến khu thường trú La Nam. Vì khoảng thời gian qua tôi ở trong thành phố La Nam, đã quen món ăn ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân từ chối mà không để lại chút dấu vết, gương mặt Triệu Văn Hợp cũng không chút biến đổi. Thật ra khi cho ra lời mời với Vương Tử Quân thì Triệu Văn Hợp cũng đã đoán được khả năng Vương Tử Quân không đi đến làm khách ở khách sạn Sơn Vinh. Đối phương là lãnh đạo, chỉ cần có điều kiện thì thà làm đầu gà không chịu làm đuôi phượng, Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam. Có khu thường trú ở thủ đô, như vậy đến đó sẽ là lãnh đạo thượng cấp, nhận được sự quan tâm cao nhất. Đi đến khách sạn Sơn Viên thì Triệu Văn Hợp dù không dám chậm trễ, thế nhưng biết đâu sẽ có vị lãnh đạo nào đó ở tỉnh Sơn Nam về thủ đô, đặc biệt là các cấp bậc lãnh đạo cao vời như bí thư hay chủ tịch tỉnh, càng làm cho Vương Tử Quân không được tự nhiên. Nhưng biết rõ là như vậy thế nhưng Triệu Văn Hợp vẫn phải tỏ thái độ của mình cho rõ ràng, mặc kệ là Vương Tử Quân có đi hay không. Hắn là chủ nhiệm khu thường trú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô, hắn nhất định phải có thái độ phục vụ tốt đẹp đối với một vị thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân. Hơn nữa Vương Tử Quân còn là một vị lãnh đạo tỉnh ủy có độ tuổi trẻ quá mức, tương lai rõ ràng là vô hạn. Triệu Văn Hợp rất muốn kéo quan hệ với viên cán bộ trẻ tuổi này, thế nhưng đối với người trong quan trường thì trẻ tuổi là một loại tư bản lớn. Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, rõ ràng là tương lai khó thể dự đoán. Hơn nữa cho dù Vương Tử Quân không bay lên thì đã có thành tựu mà người ta cả đời không đạt đến được rồi. Sau khi dùng bữa cơm đơn giản ở khu thường trú thành phố La Nam, Vương Tử Quân nói vài câu với Triệu Văn Hợp, sau đó đi xe hơi về phía Mạc Gia. Triệu Văn Hợp và Hỗ Khánh Điền nhìn chiếc xe chở Vương Tử Quân biến mất trong dòng xe cuồn cuộn, hai người bọn họ mới quay về khu thường trú. Khi đi vào trong phòng thì điện thoại của Triệu Văn Hợp chợt vang lên. Sau khi nói vài câu thì Triệu Văn Hợp cười đi đến bên cạnh Hỗ Khánh Điền. Anh Hỗ, tôi có chút việc, Chủ tịch Triệu đến thủ đô chạy hạng mục, tôi cần phải tiếp đãi một chút. Nếu Bí Thư Vương có yêu cầu gì thì anh cứ nói với tôi. Chương 1025, một hô cao bước mau. Hỗ Khánh Điền có mối quan hệ rất bình thường với Triệu Văn Hợp trong số hơn 20 khu thường trú của các thành phố tỉnh Sơn Nam ở thủ đô. Nhưng lúc này nghe lời nói cố ý quan tâm của Triệu Văn Hợp, hắn chợt sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Tuy giữa hai người Hỗ Khánh Điền và Triệu Văn Hợp căn bản là không có mối quan hệ lệ thuộc gì, thế nhưng khu thường trú tỉnh Sơn Nam có thể nói là lãnh đạo đứng đầu trong các khu thường trú các thành phố của tỉnh Sơn Nam. Tất nhiên Triệu Văn Hợp là một vị chủ nhiệm lãnh đạo trong mắt đám người như Hỗ Khánh Điền. Chủ nhiệm Triệu cứ yên tâm, tôi có chuyện gì nhất định sẽ thông báo với ngài. Hỗ Khánh Điền tỏ thái độ làm cho Triệu Văn Hợp cảm thấy rất vui. Hắn vỗ vỗ vai Hỗ Khánh Điền rồi nói. Bí thư Vương về thủ đô học tập chính là cơ hội tốt để chúng ta biểu hiện, dù thế nào thì hai chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực, phả hầu hạ Bí thư Vương thật thoải mái mới được. Triệu Văn Hợp đi, Hỗ Khánh Điền nhìn chiếc xe của chủ nhiệm Triệu chạy đi như bay mà trong lòng không khỏi vui mừng. Anh em, Triệu Văn Hợp gần đây là người mắt cao hơn đầu. Nhưng bây giờ xưng hô là huynh đệ, xem ra bây giờ là nước cao hơn thuyền. Năm xưa khi Trình Tự Học còn là bí thư thị ủy La Nam, Triệu Văn Hợp nào có chịu đưa mắt nhìn mình. Bây giờ bí thư Vương làm thường ủy tỉnh ủy, địa vị của mình đã cao hơn rất nhiều,
Bí thư Vương vì sao không đến làm bí thư thị ủy La Nam sớm hơn một chút chứ? Hỗ Khánh Điền cảm thấy cực kỳ vui mừng, khi đi vào phòng của Vương Tử Quân, hắn tự mình kiểm tra tất cả địa điểm bên trong phòng, cuối cùng mới cười tủm tỉm bỏ đi. Vương Tử Quân tất nhiên không hiểu rõ chuyện nhỏ nhặt này, khi hắn đi đến Mạc gia thì bên trong đã tràn đầy tiếng cười trẻ thơ. Bố, ngài chậm rãi một chút, tiểu bảo ngoan, cháu chạy chậm một chút, đợi bà ngoại với. Khi Vương Tử Quân đi vào trong sân thì nghe được giọng nói lo lắng của mẹ vợ. Mạc lão gia tử không nói gì, chỉ dùng tiếng cười thoải mái đáp lại lời nói của mẹ vợ Vương Tử Quân. Lão vui tươi hớn hở đi theo phía sau cháu mình, người ngoài nhìn vào cảm thấy giống như một ông lão hơn 90 tuổi. Tử Quân, chúng ta có thể ở thủ đô một khoảng thời gian, như vậy thật sự rất tốt. Mạc Tiểu Bắc lẳng lặng đứng một bên, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì khẽ nở nụ cười tiến lên chào đón, trên mặt là vài phần chờ mong. Vương Tử Quân tuy hiểu rõ ý nghĩ của Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng hắn lại căn bản không thể nào đáp ứng ngay lời hứa hẹn của ngài, sau đó cười nói. Chúng ta bây giờ không phải đang được ở lại thủ đô một thời gian ngắn sao? Mạc Tiểu Bắc kéo tay Vương Tử Quân mà không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt lại có vài phần mỉm cười. Mẹ của Mạc Tiểu Bắc thấy con gái hạnh phúc đứng bên cạnh chồng, trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Trước kia bà Cốn cũng không quá tình nguyện gả con gái của mình cho Vương Tử Quân, thế nhưng ông cụ trong nhà tình nguyện, bà không thể phát biểu ý kiến gì khác. Biết đâu đây chính là một mặt có chút khó chịu mà các đại gia tộc cần phải đi qua. Nhưng bây giờ xem ra ánh mắt của Mạc lão gia tử rõ ràng là rất nhạy cảm, Tiểu Bắc không những có cuộc sống hạnh phúc, hơn nữa còn có một đứa cháu ngoại rể liên tục phát triển, đã là thường ủy tỉnh ủy, là cán bộ cấp phó bộ. Bà nghĩ đến vẻ mặt những người khi nhắc đến con rể của mình, thế là trong lòng sinh ra cảm giác ngọt như uống mật. Hôm nay đám người Vương Tử Quân có cơ hội khó kiếm để về thủ đô, nhất định phải uống vài ly cho vui. Cậu Vương, tối nay có thời gian không? Có vài người bạn từ bên dưới xuống gặp tôi, chúng ta cùng đi dùng bữa cơm chứ? Người lên tiếng có bộ dạng cao lớn mập mạp, nụ cười vui vẻ xuất hiện trên gương mặt béo tốt. Cơ thể nhìn sáng lạn như một vị Phật Di Lặc. Vương Tử Quân nghe lời mời của đối phương mà sờ lên đầu nói. Chủ tịch Tỉnh Lật, anh nên tha cho tôi, tối qua tôi đã uống một chặp, bây giờ còn cảm thấy đau đầu. Ha ha ha, tử lượng của cậu vẫn còn phải tiếp tục rèn luyện, cứ quyết định như vậy đi. Lát nữa cùng đi theo với chúng tôi. Lật Tòng Ba vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân, sau đó cười hì hì nói. Nhìn hình bóng rời đi của Lật Tòng Ba, Vương Tử Quân sờ lên đầu rất bất đắc dĩ. 2 tháng thời gian học tập ở trường đảng, bây giờ đã bắt đầu được hơn 1 tuần. Ban huấn luyện lần này có đủ già trẻ, lớn tuổi nhất là một vị bí thư tỉnh ủy vùng Tây Nam, khả năng cũng là vì nguyên nhân này mà mọi người đề cử đối phương lên làm lớp trưởng ban huấn luyện lần này. Người nhỏ tuổi nhất trong số các học viên chính là Vương Tử Quân, lúc vừa đến ghi danh thì hắn còn bị người ta cho là thư ký của lãnh đạo. Khi Vương Tử Quân chăm chú nghe giảng, một vị giảng viên già lão chuyên giảng về tình thế quốc tế đi đến dùng giọng trịnh trọng nói, lần sau phải nhắc lãnh đạo đến nghe giảng, thư ký dù đặc biệt phục vụ cho lãnh đạo, thế nhưng cũng không phải là việc gì cũng làm giúp cho lãnh đạo được. Có sự việc nhỏ nhặt này xảy ra làm cho cả lớp cười như vỡ chợ, thế là Vương Tử Quân cũng trở thành danh nhân của ban huấn luyện. Vương Tử Quân luôn là người với nụ cười trên môi. Nhìn qua thì thấy cũng có mối quan hệ không tệ với nhiều người, Lật Tòng Ba chính là một người bạn trong số đó. Lật Tòng Ba đến từ tỉnh Đông Tề, được đề bạt từ vị trí chủ nhiệm ủy ban cải cách tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh chủ quản kinh tế. Những ngày này có nhiều người về thủ đô thăm hỏi, Lật Tòng Ba lại rất thích Vương Tử Quân, chỉ cần thấy Vương Tử Quân nhàn rỗi là lập tức chạy đến gọi đi. Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh tối qua uống rượu sống chết mà không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, dù hắn đã rèn luyện khá nhiều, thế nhưng nếu nói là mạnh bạo thì căn bản là khó thể được. Nhưng Vương Tử Quân căn bản là không đi không được khi đối diện với lời mời như vậy, hắn đến đây với nhiệm vụ đầu tiên là học tập, nhiệm vụ thứ hai là bồi dưỡng các mối quan hệ. Bây giờ Vương Tử Quân chính là mâm bánh trái trong ban huấn luyện, rất nhiều người tình nguyện chấp nối quan hệ với một người tương lai vô hạn như hắn. Người ta có tâm tư như vậy, Vương Tử Quân dù cảm thấy đau đầu nhưng cũng không thể nhíu mày. Dù sao thì ở những chỗ thế này mà mình không hòa đồng, như vậy sẽ là một biểu hiện không trưởng thành ở phương diện chính trị.
Tiểu Bắc, tối nay anh mới về. Vương Tử Quân gọi điện thoại, hắn khẽ nói với đầu dây bên kia. Ôi, đại bí thư Vương anh khi nào thì về đúng giờ chứ? Anh còn mở miệng nói như vậy được. Mạc Tiểu Bắc nói bằng giọng có chút bất mãn. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ chút cảm giác bực tức của Mạc Tiểu Bắc, hắn cũng biết nguyên nhân của nó xuất phát từ chính mình. Sau khi hắn đến tham gia khóa học tập thì hầu như mỗi ngày đều có người đến kéo đi dùng cơm, theo con số thống kê sơ bộ thì hắn là người được mời đi dùng cơm nhiều nhất trong ban huấn luyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.